Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 27. Ha ha ha, lão Tam, mọi người đều nói Hoàng Phủ Thanh Thiên là cái quái vật. Theo ta thấy đến, ngươi mới thật sự là quái thai a. Những năm này ta gặp ngươi cũng không ít bôn ba, làm sao thân này thịt thì không giảm trái lại còn tăng đâu. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng nhìn lấy thái tử đem Vũ Văn Thông sau khi để xuống, đau lưng bộ dáng, bất giác lớn tiếng giễu cợt nói, còn có thái tử đại ca, ngươi một mực tại trang người hiền lành này, lần này cuối cùng là ăn vào đau khổ đi. Nghe được lời này, thái tử trên mặt một trận tức giận, bất đắc dĩ than thở, tựa hồ là bởi vì đệ đệ không hiểu mà đau thương. Vũ Văn Thông cũng là trợn mắt nhìn, hừ lạnh nói, nhị ca, ta biết ngươi một mực nhìn ta không vừa mắt, nhưng cũng không đến mức liên lụy đến đại ca đi. Ngươi ít đến, ta nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ vì ngươi thân này thịt mỡ, có chướng ngại thưởng thức. Về phần hắn, hừ, đó là triệt triệt để hận, ánh mắt khẽ híp một cái, Vũ Văn Dũng ánh mắt lộ ra trần trụi sát ý. Thái tử cùng Vũ Văn Thông bất giác trong lòng run lên, liếc nhìn nhau, lại đều là thở dài lên tiếng. Trong đám người ẩn núp người thanh niên kia công tử, nhìn lấy đây hết thảy, sớm đã tức giận đến sắc mặt phát hồng, lột lên cánh tay muốn xông lên đi, cái này nhị ca thực sự quá phận, đại ca như thế khiêm tốn nhường nhịn, đợi tất cả mọi người hòa hòa khí khí, hết lần này tới lần khác hắn chính là muốn gây chuyện. Nhìn bản công, công tử đi, phiến hắn hai cái tát. Công, công tử, ngài thì đừng thêm phiền, nếu là để người ta biết ngài tự tiện chạy ra đến, không chỉ là ngài, chúng ta cũng phải theo gặp nạn a. Thư đồng kia vẻ mặt cầu xin, vội vã lôi kéo hắn. Đúng lúc này, một đạo kinh hô lại là đột nhiên từ trong đám người phát ra, mau nhìn, U Minh Cốc người đến. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ngừng tay đầu động tác, cùng nhau quay người nhìn sang. Chỉ thấy chỗ đó chậm rãi đi đến một đội toàn thân người áo bào cho lập tức, người cầm đầu chính là U Minh Cốc cốc chủ U Vạn Sơn không thể nghi ngờ. Bên cạnh hắn là một đám trưởng lão, riêng là một vị đặc biệt tuổi trẻ thanh niên, ánh mắt lạnh lùng. Lại chính là U Minh Cốc đương nhiệm cố vấn, U Quỷ Thất Quan môn đệ tử, U Minh. Phía sau bọn họ, Di Vui mừng theo bốn vị toàn thân tản ra khí thế cường đại lão giả, chỉ là tùy ý phiêu động một ánh mắt, liền có thể khiến người ta nhịn không được trong lòng phát run. Tựa hồ người kia một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để tại chỗ tất cả mọi người trong nháy mắt biến thành cho bụi đồng dạng. Không sai, đây chính là U Minh Cốc bốn đại cung phụng, đều là thần chiếu cảnh cao thủ. Vốn là bọn họ là có 5 cái, nhưng ở Phong Lâm Thành một trận chiến bên trong, chết một cái, hiện tại cũng liền chỉ còn 4 cái. Cho nên U Vạn Sơn đối Trác Phàm đó là thật hận a, chẳng những giết chết bọn họ mấy cái trưởng lão, còn thuận tiện làm chết một cái cung phụng, cho bọn hắn khó có thể chịu đựng đả kích. Nếu không phải hiện tại bọn hắn xác thực thực lực không đủ, không dám cùng Lạc Gia liều mạng lời nói, bọn họ đã sớm vào tới Phong Lâm Thành, đại sát một trận. Đâu để ý ngươi cái gì hoàng thất cấm lệnh. Thế nhưng là không có cách, bây giờ người ta địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể nhẫn. U Cốc chủ, đã lâu không gặp, không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Thái tử đối diện đi ra phía trước, hướng U Vạn Sơn ôm một cái quyền, cười nói. U Vạn Sơn cũng là hồi thi lễ, nhếch miệng cười nói, thái tử điện hạ khách khí. U Cốc chủ, 3 ngày không thấy, gần đây được chứ? Lúc này, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng cũng là đi lên phía trước, kiêu ngạo mà hiên ngang đầu, cười khẽ một tiếng. Nghe thấy lời ấy, thái tử không khỏi mi đầu lắc một cái, U Vạn Sơn cũng là nhịn không được nhíu nhíu mày, cười khan nói, ha ha ha. Nhận được nhị hoàng tử lo lắng, bản cốc chủ gần đây cũng không tệ. Há, mở cửa thời cơ không sai biệt lắm, bản cốc chủ trước hết đi chuẩn bị. Tựa hồ là sợ cùng bọn hắn lại nhiều lời đồng dạng. U Vạn Sơn vội vàng mượn cớ, cũng như chạy trốn hướng chín đạo cổng thành một trong tiến đến. Cái này chín đạo cổng thành, có cái coi trọng, bày ra vì cửu long bảo vệ. Phàm là sự kiện trọng đại, trời vũ thế gia tụ tập đầy đủ thời điểm, chín đạo cửa lớn đồng thời mở ra, trung gian một đạo cửa lớn từ hoàng đế tiến vào, còn lại 8 đạo thì phân biệt từ ngự hạ thất gia cùng hoàng tử nhóm phân đừng tiến vào. Có thể thấy được, ngự hạ thất gia cùng hoàng thất địa vị đồng hành. Mà còn lại thế ra thì theo bọn hắn thân thể sau tiến nhập, cùng bàn đại sự. Giờ này khắc này, hoàng đế trong thành sắc phong thứ 8 gia tộc, tự nhiên không thể thông qua cổng thành,
nhiều như vậy ra một đạo cổng thành, thì từ Lạc Gia tiến vào. Đến lúc đó đem lại là một phen đứng đội, lựa chọn đi theo gia tộc nào thân thể sau tiến nhập, liền là tương đương có ý đầu nhập vào cái kia Ngự Hạ gia tộc. Chỉ bất quá, hiện tại bát đại gia tộc còn chưa đến đông đủ, cổng thành nhất định không mở, U Vạn Sơn lại nói muốn tranh thủ thời gian đi chuẩn bị, lại là mặc cho ai đều có thể nhìn ra là trốn tránh chi từ. Mang đám người vội vã đi vào trước cửa thành, U Vạn Sơn lại quay đầu hung hăng chằm chằm cái kia nhị hoàng tử liếc một chút, bất giác thấp giọng giận mắng lên tiếng, tên ngu ngốc này, não tử có vấn đề a, lại làm ra như thế lỗ mãng sự tình. Vừa mới cái kia loại thuyết pháp, không phải rõ ràng nói cho thế nhân, chúng ta U Minh Cốc cùng hắn thầm thông xã giao sự tình sao? Ha ha ha, cốc chủ xin bớt giận, hắn như dị thường khôn khéo lời nói, chúng ta hợp tác với hắn còn không an toàn đâu. Cũng là bởi vì hắn lỗ mãng như thế, ngày sau mới tốt khống chế a. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, U Minh cười lạnh một tiếng nói, nghĩ đến vừa mới hắn là muốn tại thái tử trước mặt, phơi bày một ít hắn thực lực, thì tùy hắn đi đi. Nhưng là cứ như vậy, chúng ta vụng trộm tiến hành kế hoạch, không phải thoáng cái thì bại lộ sao? Nghi đầu nhìn không được lắc một cái, U Vạn Sơn tức giận hừ nói. Bật cười lớn, U Minh hơi hơi lắc đầu, quốc chủ yên tâm, dù sao cái này sớm muộn đều sẽ bại lộ. Mà nên trước chi thế, còn lại mấy nhà đoán chừng rất nhanh cũng sẽ đi đến cùng chúng ta đồng dạng đường. Phải biết, một khi Lạc Gia thụ phong thứ 8 gia tộc, liền sẽ đang hướng ra ngoài hình thành thứ nhất kiên cố thế chân vạc. Về sau, ai cũng rất khó làm gì được người nào. Duy nhất có thể đánh phá loại cục diện này phương thức, chính là hoàng quyền đấu tranh. Phương nào có thể khống chế đến tương lai hoàng đế, ngày sau liền có thể mượn hoàng thất chi lực, trừ rơi một phương khác. Sau cùng lại đem hoàng đế bù nhìn phế bỏ, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Cái này, cũng là ngươi nói, đánh cược tại tương lai. Thật sâu liếc hắn một cái, U Vạn Sơn ánh mắt khẽ híp một cái, lẩm bẩm nói. Đạm mạc gật đầu, U Minh cười khẽ một tiếng, không tệ. Thật sâu hút khẩu khí, U Vạn Sơn trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chiếu nói như thế, cái này nhị hoàng tử tuy nhiên lỗ mãng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, lại tốt nhất khống chế. Còn thái tử, nói thật, khiến người ta nhìn không thấu. Nghĩ tới đây, U Vạn Sơn đối U Minh bố trí, càng thêm tín nhiệm. Một phương diện khác, thái tử nhíu mày nhìn về phía Vũ Văn Dũng nói, nhị đệ, phụ hoàng đã sớm nhắc nhở qua chúng ta, hoàng thất không thể cùng bảy nhà đi được quá gần, người đây là. Thái tử, người đã là hoàng chữ chính thống, tự nhiên muốn gò bó theo khuôn phép, chờ lấy kế thừa đại vị liền tốt. Có thể ta khác biệt, nếu là không có nhất định thế lực chống đỡ, cái nào có tư cách lại tranh với ngươi vài thứ. Ta nói qua, ta sẽ đoạt lại ta nên được hết thảy, ha ha ha. Cười lạnh, Vũ Văn Dũng trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Thái tử mí mắt khẽ run, trong mắt chỗ sâu cũng là sát ý lóe lên liền biến mất. Chỉ là cái này tia sát ý, lại là không có bất kỳ người nào cảm thấy được. Vũ Văn Thông đi vào thái tử bên người, nhìn về phía Vũ Văn Dũng lòng đầy căm phẫn, nhị ca, ngươi cái này quá không ra gì, phụ hoàng mệnh lệnh thế mà cũng dám công nhiên chống lại, về sau ta nhất định muốn bẩm báo phụ hoàng. Thế mà, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, lại là đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, xa xa nhìn về phía nơi xa, lộ ra một đạo si mê giống như vui mừng, tiếp lấy cũng không tiếp tục chú ý hai người, cười lớn hướng nơi xa chạy đi tiểu quỳ muội muội. Người rốt cục đến, đã lâu không gặp, người muốn ta à? Không khỏi sững sờ, hai người cùng nhau hướng nơi xa nhìn qua, lại đều là nhìn không được ra mặt co lại, bất đắc dĩ than thở. Cái này lão tam, chẳng những là cái hiếm thấy bản tử, càng là cái hiếm thấy hoa si mê gái trai a. Nữ hài nhi kia đều cự tuyệt hắn 108 khắp, làm sao còn quấn lấy người ta không thả. Nguyên lai, Tiềm Long các mọi người, cũng đã từ đằng xa đi tới. Trước mắt đệ nhất nhân, tự nhiên là các chủ Long Giật Phi, bên cạnh là các vị trưởng lão, lại đằng sau thì là năm vị thần chiếu cảnh cung phụng, sau đó một đám nhỏ bối đi tại sau cùng. Bên trong một người, tự nhiên là Vũ Văn Thông hồn khiên mộng nhiễu tình nhân trong mộng, Long Quỳ. Nhìn đến Vũ Văn Thông một đường đại địa chấn chiến hướng bên này chạy tới, như là một tòa núi thịt lăn qua, cùng Long Giật Phi bọn người đơn giản chào hỏi về sau, liền tới đến bên cạnh mình.
Long Quỷ bất giác một trận buồn nôn, sắc mặt âm trầm một mảnh, cái này nha, lại béo, quả thực không phải người. Ha ha ha, tiểu quỷ muội muội, gần đây được chứ? Phú Văn Thông xoa xoa đầy mỡ thô to đầu ngón tay, nhìn về phía Long Quỷ ngại ngùng nói. Long Quỷ lạnh lùng theo dõi hắn, hung ác nói, lần trước ta không phải đã theo ngươi nói, ta đã có người trong lòng, ngươi còn dây dưa đến cùng lấy ta làm gì? Hả, ngươi nói là Trác Phàm huynh đệ đi. Ha ha ha, hắn đã sớm cùng ta nói rõ, lúc đó ngươi bất quá cầm hắn làm bia đỡ đạn mà thôi. Mà lại sau đó ta cùng hắn còn bái huynh đệ, vợ của bạn, không thể lừa gạt, hắn không biết đối ngươi có ý nghĩ xấu. Phú Văn Thông liếm liếm bờ môi, nhếch miệng cười láo lĩnh nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Long Quỷ lại là cười nhạo nói, nếu như nói, ta lúc đó nói tới hết thảy, đều là thật đâu. Không khỏi sững sờ, Phú Văn Thông chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, lại chỉ thấy cái kia trong hai con ngươi một mảnh thanh tịnh, không giống nói dối. Chỉ là trong mắt chỗ sâu còn có một tia đạm mạc yêu thương. Không tiếp tục đi để ý đến hắn, Long Quỷ hờ hững theo hắn bên người đi qua, đuổi theo Tiềm Long các đội ngũ, cùng thái tử cùng nhị hoàng tử chào hỏi về sau, hướng một cái hoàng thành cửa lớn nơi đó đi tới. Chỉ để lại Vũ Văn Thông một người, ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, cau mày, tựa hồ minh bạch cái gì. Tiếp đó, ngự hạ thất gia mọi người từng cái tiến đến, Kiếm Hầu Phủ, Hoa Vũ Lâu, Dược Phương Điện, Khoái Hoạt Lâm, đều mang chính mình trưởng lão cùng cung phụng, đi vào tất cả mọi người trước mặt. Chỉ bất quá còn lại ba nhà, đều là bốn vị thần chiếu cung phụng, chỉ có Hoa Vũ Lâu là ba vị, có thể thấy được Hoa Vũ Lâu thực lực, xác thực hơi kém ba nhà một bậc. Mà không biết chuyện gì xảy ra, Hoa Vũ Lâu lâu chủ Sở Khuynh Thành, lại là chậm chạp không có hiện thân, ngược lại là Từ Thanh Hoa lâu chủ cùng Mỗ Mỗ cùng nhau thay làm lâu chủ quyền hạn. Bất quá mọi người cũng không đoái hoài tới đi nghi ngờ, bởi vì tiếp đó, lần này thịnh hội nhân vật chính, chuẩn bị được sắc phong thứ 8 thế gia Lạc gia, rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía chỗ đó. Tuy nhiên tại Bách gia tranh minh bên trong, rất nhiều gia tộc đều đã được chứng kiến Lạc gia phong thái. Nhưng còn có nhiều người hơn, muốn đích thân nhìn một chút, cái này Lạc gia đến tột cùng có thực lực cỡ nào. Có thể trở thành ngự hạ thứ 8 gia tộc. Riêng là, cái kia vẫn giấu kín trong đám người thanh niên, lúc này càng là một mặt kích động nhìn sang, trong miệng thì thào lên tiếng, nghe nói Lạc gia quản gia Trác Phàm cực kỳ đẹp trai, là cái nào? Đạp đạp đạp, từng tiếng trầm ổn cước bộ vang lên, Lạc gia cả đám chờ chậm rãi đi tới. Trước hết vị trí, tự nhiên là Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải hai tỷ đệ, đại biểu Lạc gia chi chủ. Sau thì là Bàng thống lĩnh, Lôi Vũ Đình chờ một các vị cấp cao nòng cốt, sau cùng mới là Lệ Kinh Thiên cùng Lôi Vân Thiên hai cái Lạc gia trưởng lão, khoan thai tiến lên. Bất quá mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái này Lạc gia trưởng lão chẳng những số lượng thưa thớt, chỉ có hai cái, liền thực lực sai biệt cũng lớn đến ly kỳ. Lệ Kinh Thiên thần chiếu đỉnh phong, tự nhiên làm cho lòng người phía dưới kiêng dè không thôi. Nhưng là Lôi Vân Thiên cũng chỉ có thiên huyền ngũ trọng cảnh thực lực. Cùng Lệ Kinh Thiên đi cùng một chỗ, thực sự như cùng một con giun dế cùng một con voi lớn đang tản bộ một dạng, như vậy không cân đối. Xa nhìn một đoàn người chậm rãi đi tới, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng trong mắt bất giác lóe qua một tia vẻ khinh thường, cười nhạo nói, hừ, độc mộc một chi. Chẳng lẽ cái này cái gọi là thứ 8 thế gia, cũng chỉ là dựa vào một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ dáng chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng xâm nhập ngự hạ gia tộc sao? Nhị ca. Không thể nói như thế, dù sao Lạc gia trước kia chỉ là tam lưu thế gia, tại ngắn ngủi không đến trong vòng 10 năm, phát triển thành thành tựu như thế, đã là kỳ tích, ngươi còn muốn làm sao dạng. Lúc này, Vũ Văn Thông lại trở lại bên cạnh hai người, tuy nhiên trên mặt có vẻ cô đơn, nhưng vẫn là nhìn qua Lạc gia đội ngũ, tán thưởng lên tiếng. Thái tử khẽ gật đầu, nhưng một hồi lại nhẹ nhàng nhíu mày lại, tam đệ nói cực phải. Cái này thật là một cái thường nhân khó có thể hoàn thành kỳ tích. Có điều, dạng này phát triển, lại là quá dị dạng. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, cái này Lạc gia chỉ có cái này một vị thần chiếu cao thủ chống đỡ. Nếu là có một ngày, ngự hạ gia tộc phát sinh tranh đấu, chỉ cần đem vị này thần chiếu cao thủ kiềm chế lại, cái kia Lạc gia còn lại người chờ chẳng phải là rơi vào mặc người thịt cá chi cảnh. Cứ như vậy, cùng còn lại ngự hạ gia tộc so sánh,
Lạc gia ngược lại lại càng dễ diệt tộc. Ai, gia tộc này a, chấn nhiếp chút đồng dạng thế gia còn có thể, nhưng muốn nhập Ngự Hạ gia tộc, lại là còn quá sớm chút. Nghe được lời này, Vũ Văn Dũng cười lạnh không nói, Vũ Văn Thông lại là nhìn lấy đám người kia càng ngày càng gần, thật sâu hút khẩu khí, thở dài, loại sự tình này, có vẻ như không nên là chúng ta quan tâm, mà hẳn là Trác Phàm tiểu tử kia muốn suy nghĩ sự tình mới đúng. Trác Phàm, mi đầu bất giác vẩy một cái, thái tử cùng nhị hoàng tử cùng nhau trong mắt tinh quang lóe lên, riêng là thái tử, trên mặt càng là lộ ra thiếu có hứng thú khuôn mặt, Trác Phàm người này, ta sớm có nghe nói, có vẻ như Lạc gia có thể có cục diện hôm nay, đều là hắn một tay thúc đẩy, là cái không tại gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường phía dưới kỳ nhân. Chăm chú chằm chằm cái kia Lạc gia đội ngũ một hồi, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng cũng lạnh lùng nói, người này ta cũng có chỗ nghe thấy, từ xuất đạo đến nay, liền đem Thiên Vũ quấy cái long trời lỡ đất, liền bảy thế gia đều cầm hắn không có cách. Đặc biệt là Bách gia tranh minh, độc chiến Hoàng Phủ Thanh Thiên cầm đầu tứ long chiến dịch, càng là lệnh hắn thanh danh vang dội. Bây giờ Lạc gia sở dĩ có thể cùng bảy nhà sóng vai, cũng là bởi vì có song trụ chống đỡ. Văn dựa vào đại quản gia Trác Phàm, võ dựa vào trưởng lão Lệ Kinh Thiên. Đúng, cái kia Trác Phàm đến tột cùng là ai? Vũ Văn Dũng trông mong nhìn lấy Lạc gia đội ngũ, cẩn thận tìm kiếm, lại là xem ai cũng không giống. Thái tử cũng là gật gật đầu, một mặt tò mò nhìn sang. Chỉ có Vũ Văn Thông, cái này cùng Trác Phàm kết bái chi giao huynh đệ, chỉ là nhìn một chút, liền lắc đầu bật cười nói, khác nhìn quanh, tiểu tử kia còn chưa tới. Cái gì, Thụ Phong đại điển, trọng yếu như vậy thời khắc, hắn thân là đại quản gia lại dám không đến. Không khỏi giật nảy cả mình, hai người cùng nhau lên tiếng nói. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Vũ Văn Thông từ chối cho ý kiến, không có cách, hắn chính là như vậy người, làm theo ý mình. Nói xong, hắn liền không để ý tới hai người, dẫn đầu tiến ra đón, cùng Lạc Vân Thường bọn họ ôm một cái quyền, xảo tiếu hàn huyên. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng càng là mê hoặc, đối Trác Phàm càng làm sâu sắc một tầng cảm giác thần bí. Đón lấy, thái tử cũng lập tức đi ra phía trước, cùng Lạc gia mọi người chào. Chỉ có nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng một người, khinh thường bĩu môi, ngừng chân bất động. Hắn mặc kệ cái này Lạc gia phải chăng lập tức sẽ trở thành cùng hoàng thất cân bằng thứ tám thế gia, hắn chỉ hiểu rõ một chút, chỉ nhìn một cách đơn thuần gia tộc này như thế dị dạng phát triển, ngày sau tất nhiên bất ổn, sụp đổ cũng là sớm muộn sự tình. Đối với như thế một cái lập tức muốn tán loạn gia tộc, hắn mới lười đi kết giao đâu. Mà giấu vào trong đám người người thanh niên kia công tử, lại là một mực duỗi cái đầu, hướng về phía trước gạt ra, nhìn qua Lạc gia toàn bộ đội ngũ, tìm kiếm lấy trong lòng người kia a, ai là Trác Phàm, thế nào thấy đều không giống a, chẳng lẽ nói, là người kia. Thanh niên kia nhất chỉ người Lạc gia trong đám nghiêm phục, mừng rỡ liên tục. Bên cạnh thư đồng xa xa liếc mắt một cái, lại là khinh thường bĩu môi công. Công tử, cái kia vóc người ngược lại là trắng nõn, nhưng là không giống a. Làm sao không giống? Nô, ách, tiểu nghe theo bên ngoài hồi tới nhà người nói, Lạc gia đại quản gia Trác Phàm hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn, tuyệt đối không phải nhỏ như vậy mặt trắng. Mà lại hắn tại Lạc gia địa vị, có thể nói là một tay che trời, liền cái kia thần chiếu cao thủ đều muốn ngửa hơi thở, đối với hắn nói gì nghe nấy. Thế nhưng là ngươi nhìn tiểu tử kia, khúm núm, tại hai vị trưởng lão trước mặt, liền câu nói đều không nhúng vào, nào giống là trong truyền thuyết kia hung sát nhân vật. Mà lại ngài lại nhìn thái tử cùng tam hoàng tử bọn họ, cùng Lạc gia chủ cùng trưởng lão bắt chuyện, lại căn bản không để ý tới hắn. Hắn nếu thật là cái kia truyền kỳ nhân vật lời nói, liền xem như thái tử điện hạ, lại há dám như thế lãnh đạm. Thật sâu liếc hắn một cái kia thanh niên công tử bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó giật mình gật đầu nói, ngươi. Ngươi phân tích còn thật có đạo lý, không nhìn ra a, đầu óc ngươi vẫn rất dễ dùng. Hắc hắc hắc, công tử quá khen, thư đồng kia ngại ngùng cười cười, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Thế nhưng là, hắn nếu không phải Trác Phàm, người nào là đâu, người khác, cũng không có một cái nào giống a. Nhìn lấy chính mình công tử như thế nhíu mày nhăn chán, nhìn chằm chằm vào chỗ đó, thư đồng lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nhún nhún vai, hắn cũng không rõ ràng. Mau nhìn, đế vương môn người đến. Bỗng nhiên, không biết là ai một tiếng hô quát,
tất cả mọi người ánh mắt liền đồng loạt hướng nơi xa nhìn lại. Bao quát ngay tại bắt chuyện thái tử cùng Lạc gia mọi người, cũng là hơi chậm lại, quay đầu nhìn sang. Thế nhưng là cái này không nhìn còn khá, thấy một lần phía dưới, lại là để tại chỗ tất cả mọi người nhìn không được cùng nhau hít một hơi lãnh khí, dọa đến bắp chân đều run rẩy. Chỉ thấy giờ này khắc này, một đám thân mang vàng nhạt kim phục người lập tức dần dần đi tới, người cầm đầu, tự nhiên là đế vương môn môn chủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Bên cạnh hắn, là đế vương môn đại quản gia, Thiên Vũ thứ hai Chí Tinh, Thần Toán Tử, Lãnh Vô Thường. Mà phía sau hắn, thì là một đám thiên huyền trưởng lão, có tới hơn 50 người, từng cái tản ra nồng đậm cường giả khí tức. Bất quá, cái này còn không phải làm người ta kinh ngạc nhất. Khiến tại chỗ tất cả mọi người thứ nhất rung động là, đi tại đội ngũ về sau thần chiếu cung phụng, vậy mà khoảng chừng 30 người chúng, từng cái khí tức nội liếm, thần quang lạnh thấu xương. Tựa hồ mỗi người một ánh mắt, liền có thể đem nơi này san thành bình địa đồng dạng. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, thái tử nhìn lấy cái kia kim quang lóng lánh mọi người, bất giác hung hăng nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt cấp tốc ngưng trọng xuống tới. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đế vương môn thực lực vậy mà khủng bố như vậy, như muốn vượt qua hoàng thất. Nhị hoàng tử càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, miệng há đến độ có thể nuốt vào một quả trứng vịt, lại là sớm đã quên đóng lại, trong lòng thì thào, wow, đây mới thực sự là ngàn năm nội tình a. Cái nào là Lạc gia kia cái gì nhà giàu mới nổi có thể so sánh đến. Lệ Kinh Thiên thì là tròng mắt hơi híp, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, khẽ vuốt chòm râu. Đế vương môn thực lực, hắn lớn nhất quá là rõ ràng, 30 tên thần chiếu trong cao thủ, 15 tên thần chiếu tam trọng cảnh phía dưới cấp thấp cung phụng, 10 tên thần chiếu tam trọng chí thần chiếu 6 tầng cảnh trung giai cung phụng, còn có 5 tên thần chiếu 6 tầng cảnh trở lên cao giai cung phụng. Trên một điểm này, bọn họ Lạc gia cũng không sợ. Cùng Lạc Vân Thường hai tỷ đệ liếc nhau về sau, ba người hơi hơi gật gật đầu. Cứ như vậy, thì nhìn Trác quản gia cùng còn lại mấy vị trưởng lão, có thể hay không kịp thời đuổi tới. Mà thái tử thì là cùng Lạc gia mọi người áy náy thi lễ về sau, ngược lại hướng đế vương môn mọi người đi đến, xa xa ôm quyền nói, Hoàng Phủ môn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nắm thái tử Hồng Phúc, bản môn chủ luôn luôn an khang. Hoàng Phủ Thiên Nguyên mỉm cười, thản nhiên nói. Đúng vào lúc này, vốn là ở vào khoảng cách rất xa nhị hoàng tử, lại là trực tiếp vòng qua Lạc gia, vội vàng đi vào đế vương môn trước người, cười nói, vương thúc, đã lâu không gặp. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh bỉ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẫn như cũ cười nhẹ gật gật đầu, nhận được nhị hoàng tử điện hạ mong nhớ. Vốn là, đế vương môn cùng hoàng thất mặc dù là họ hàng xa, nhưng hoàng thất cũng có hoàng thất tôn nghiêm, sẽ không dễ dàng lấy thân thích thân phận lẫn nhau xưng. Coi như muốn như xưng hô này, rút ngắn quan hệ, đó cũng là giữa đồng bối mà thôi. Tựa như hoàng đế gọi hắn là biểu huynh đồng dạng, nhưng chung quy, hoàng thất không thể thấp người khác một đầu. Thế nhưng là nhị hoàng tử vừa đến đã gọi vương thúc, thật sự là tự hạ thấp địa vị, có a dô chi ngại. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Nhị hoàng tử là có ý lôi kéo đế vương môn. Riêng là, hắn vẫn là chuyên môn vòng qua Lạc gia, trực tiếp cùng đế vương môn tiếp xúc, cái này không khỏi đối Lạc gia cũng là khinh thị, dẫn tới Lạc gia mọi người một trận bất mãn, không phải quân tử chi đạo. Khẽ chau mày, thái tử nhìn chính mình nhị đệ liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn người, cũng là mắt lộ ra vẻ coi thường. Cái này nhị hoàng tử, thật sự là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tầm nhìn hạn hẹp, làm được cái gì đại sự, hơi chút lợi dụng một chút, ngược lại là có thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng bên người Lãnh Vô Thường liếc nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng một chỗ cười ra tiếng. Đại cung phụng, ngày trước kia lão bằng hữu là ở chỗ này, không đi chào hỏi sao? Xa xa liếc mắt một cái Lạc nhà phương hướng. Lãnh Vô Thường nhìn về phía Hoàng Phổ Phong Lôi cười khẽ một tiếng. Trong mắt hơi híp, Hoàng Phổ Phong Lôi đạm mạc gật đầu, nhếch miệng lên, trực tiếp thẳng hướng Lạc nhà phương hướng đi đến. Mà gặp vị này đế vương môn đệ nhất cao thủ đi ra, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt bị hắn hấp dẫn tới. Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nhìn lấy hắn, minh bạch hắn ý đổ đến, cũng chậm rãi đi ra ngoài. Lần này, mọi người cuối cùng minh bạch,
hai nhà tối cường giả cuối cùng muốn chính diện chống đỡ. Riêng là Lệ Kinh Thiên vẫn là đế vương môn phản nghịch đi ra, nếu là mặt mũi này không tìm về đến, đây tuyệt đối là đế vương môn lớn nhất khuất nhục. Trong lúc nhất thời, mọi người chăm chú nhìn hai người càng ngày càng gần thân hình, trong lòng kích động không thôi. Không biết cái này hai đại cao thủ, muốn như thế nào giải quyết lẫn nhau ân oán. Cho dù là còn lại lục đại thế gia, cũng là chăm chú nhìn nơi này không thả. Tuy nhiên cái này nhìn như là giữa hai người sự tình, lại là đại biểu đế vương môn cùng lạc nhà thế lực chiến đấu. Ở chỗ này, bất kỳ bên nào bại trận, đều sẽ gặp phải lớn lao nhục nhã, tại khắp thiên hạ thế gia trong mắt mất đi uy tín. Riêng là đế vương môn, càng là không thể thất bại. Tuy nhiên tại Bách Gia Tranh Minh bên trong, đế vương môn bại, thế nhưng chỉ đại biểu thế hệ trẻ tuổi thắng bại. Nhưng nếu ở chỗ này bại, đây chính là tiêu chí lấy ngàn năm tích lũy sụp đổ, đế vương nhóm uy thế đem vỡ tan ngàn dặm. Nhưng dù vậy, đế vương môn vẫn như cũng nguyện ý dẫn gây sự trước, cái này chỉ có thể nói rõ, bọn họ có cái này nắm chắc. Lạnh lùng nhìn Lệ Kinh Thiên liếc một chút, Hoàng Phổ Phong lôi khóe miệng xẹt qua một đạo tà tiếu, Thiên Cương Cuồng Tôn, Lệ Kinh Thiên, từng bại tướng dưới tay trải qua. Để lão phu nhìn xem những năm này, người đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ a, ha ha ha. Hai người đứng đối mặt nhau, trung gian cách 20 mét khoảng cách, Hoàng Phủ Phong lôi lạnh lùng mà nhìn trước mắt cái này tương đối quen thuộc bóng người, suy cười ra tiếng, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên, lúc trước ngươi nhập ta đế vương môn, là vì Hoàng Cực Bá thể quyết. Bây giờ ngươi phản ra chúng ta, vào ở Lạc Gia, sẽ không phải cũng là đồng dạng lý do chứ. Không sai. Khẽ gật đầu, Lệ Kinh Thiên ngược lại là cực kỳ thoải mái, hào phóng thừa nhận nói, lão phu cả đời si mê võ đạo, truy cầu thực lực cường đại. Người đế vương môn quá mức keo kiệt, cho dù truyền ta Hoàng Cực Bá thể quyết, cũng không truyền hết, còn cất giấu một tay, cái này khiến lão phu như thế nào cam tâm phục vụ các ngươi. Hừ, dù vậy, ta Hoàng Cực Bá thể quyết, cũng là thiên vũ số một số hai huyền giai công pháp. Ngươi coi như học được ba phần gia lông, cũng nên hưởng thụ vô cùng. Bất quá, cũng may mắn lão phu sớm biết ngươi lão nhi này không đáng tin, lúc trước không có toàn bộ truyền thụ cho ngươi, không phải vậy hiện tại càng thêm phiền phức. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Phong lôi tà cười một tiếng, còn có, lão phu nghe nói ngươi thêm vào Lạc Gia, là bởi vì Lạc Gia có chúng ta cấp không nổi ngươi đồ vật, cái kia không phải là công pháp đi. Khẽ vuốt cằm. Lệ Kinh Thiên từ chối cho ý kiến, cũng coi như bên trong một trong. Hừ, hoang đường, toàn bộ thiên vũ, luận công pháp chất lượng cùng số lượng, trừ hoàng thất, trên một số chúng ta đế vương môn xếp tại đệ nhất. Một cái tam lưu gia tộc mà thôi, có thể xuất ra cái gì ra dáng đổ vật đến. Ha ha ha, người đây thì cô lậu quả văn, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, Lạc Gia có một vị thông thiên triệt địa đại quản gia sao? Hắn cho lão phu chỗ tốt. Là ngươi thấy đều chưa thấy qua đồ vật. Cười lạnh, Lệ Kinh Thiên không khỏi xem thường lên tiếng. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Hoàng Phủ Phong lôi trầm thấp tiếng nói, ngươi nói là cái kia Trác Phàm a, hừ, một cái mồm còn hôi sữa có thể lớn bao nhiêu bản sự. Bất quá chỉ là tại tiểu bối bên trong xưng vương thôi, còn thật có thể lật tung trời đi. Bất quá, liền ngươi lão nhi này đều như thế tôn sùng, lão phu ngược lại thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút. Nhưng là, ở trước đó, lão phu cũng muốn xem trước một chút người tại Lạc Gia đến tột cùng cầm tới chỗ tốt gì. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Phong lôi đột nhiên khí thế tăng nhiều, chín đầu kim long trường ngâm giữa trời, bỗng nhiên quấn lên thân thể, kim quang lập lòe, thế bất khả kháng, lại chính là đế vương môn chấn tộc huyền giai vũ kỹ, Hoàng Cực Bá thể quyết tu luyện tới cực hạn. Ha ha ha, đến vừa vặn, nhiều năm ân oán, cũng coi là kết thời điểm. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên đồng dạng toàn thân hắc khí lượn lờ, một đầu cự long bóng người đem toàn bộ thân thể trong vòng vây, trong mắt tràn đầy đỏ thẫm chiến ý. Chỉ một thoáng, hai người dương cung bạt kiếm, rất nhiều quyết nhất tử chiến chi thế. Thái tử gặp, không khỏi khẩn trương, liên tục không ngừng tiến về phía trước một bước, muốn khuyên can. Nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, hai đạo kim bào lão giả đã là đứng tại trước người hắn. Đem hắn ngăn ở phía sau. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói, Thái tử Điện Hạ, hai người này đều là thần chiếu đỉnh phong cao thủ, sợ dư âm thương tới quý thể, mời đứng tại chúng ta cung phụng sau lưng đi.
Mi đầu hơi hơi lắc một cái, thái tử thật sâu liếc hắn một cái, chỉ thấy nhị hoàng tử, tam hoàng tử chờ tất cả nhân vật trọng yếu, cũng đều đã bị đế vương môn cung phụng bảo vệ ở bên trong, lại là trong lòng thở dài, đã rõ ràng. Đây rõ ràng cũng là không muốn để cho người ngăn cản trận này quyết chiến, muốn tại cái này sắc phong trước đó, cho Lạc gia một hạ mã uy, đặt vững chính mình vẫn là bảy nhà đứng đầu uy thế a. Nhưng là cứ như vậy, công nhiên tại hoàng gia quyền sở hữu khai chiến, lại đem hoàng thất mặt mũi đặt nơi nào. Giờ này khắc này, như thế thời điểm then chốt, cũng không thấy một cái hộ long thần vệ đến đây ngăn cản, thực sự là. Đột nhiên, thái tử thân thể lắc một cái, dường như đã là minh bạch cái gì. Như thế thịnh hội, hộ long thần vệ há có thể không đến. Nhưng đến bây giờ vẫn như cũ không thấy tăm hơi, chỉ có thể nói rõ, đây là cố ý gây nên. Chẳng lẽ nói, cái này tất cả mọi thứ, cũng tất cả đều là phụ hoàng an bài sao? Trong lúc nhất thời, thái tử lo lắng sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước hai người. Chỉ là trong mắt, càng thêm mê hoặc. Rất hiển nhiên, hoàng đế sắc phong thứ 8 thế gia, là có ý nâng, lên Lạc gia. Nhưng là bây giờ, lại làm mặt để Lạc gia cùng đế vương môn giao chiến, lại không biết là có ý nhục nhã cái này mới lên cấp thế gia. Vẫn là muốn đả kích đế vương môn khí diễm. Nhưng như thế tình cảnh phía dưới, muốn đả kích đế vương môn rõ ràng không có khả năng, cái kia chính là. Nghĩ tới đây, thái tử trong lòng càng thêm mê võng, lại nâng lại giết, phụ hoàng tâm ý là sao a? Chỉ có Lãnh Vô Thường, nhẹ vuốt vuốt chòm râu, trên mặt một mảnh yên ổn. Hắn tâm lý minh bạch, từ Trác Phàm được đến địa mạch long hồn về sau, Lạc gia tại hoàng đế tâm lý liền trở thành một cái cành. Bây giờ như vậy thanh thế to lớn sắc phong Lạc gia, cũng bất quá là muốn làm rõ Lạc gia hư thực mà thôi. Dù sao, Trác Phàm mấy năm này làm ra hết thảy, đều thực sự quá thần bí, liền hoàng đế chính mình, đều có chút không yên lòng lên. Tựa như cái này Lệ Kinh Thiên, cũng không biết lúc nào chạy đến Lạc gia, thì đột nhiên như vậy xuất hiện. Như thế uy hiếp tiềm ẩn, lại làm sao có thể để hoàng đế yên tâm phía dưới. Cho nên hôm nay loại tràng diện này, thật sự là hoàng đế dựng đài, đế vương môn đến hát hí khúc, song phương mục đích chỉ có một cái, thăm dò Lạc gia hư thực. Một phương diện khác, đế đô ở trung tâm, tối cao một tửu lâu trên nóc nhà, khoan thai đứng đấy hai vị lão giả. Nhìn kỹ, lại chính là Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy hai vị hộ long thần vệ. Bọn họ ánh mắt đều chăm chú nhìn cửu môn bên ngoài cái kia hai đạo khí thế càng thêm căng vọt bóng người, khẽ vuốt chòm râu, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Lão Phương, hai người này thực lực, chỉ sợ đều không ở đây người ta phía dưới, cứ như vậy tùy tiện để bọn hắn ra tay đánh nhau, chàng diện sợ rằng sẽ rất khó khống chế được nổi cái nào. Tư Mã Huy khẽ cau mày, hai ngón ở giữa vuốt vuốt một con cờ, thì thào lên tiếng. Phương Thu Bạch trong tay một chi mới tinh tiêu ngọc trước người bãi xuống, chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói, không ngại, đây là bệ hạ ý chỉ, liền từ bọn họ náo đi. Dù sao nếu thật là huyên náo không thể vãn hồi cấp độ, liền để tiểu tam tử xuất thủ, bọn họ tự nhiên cũng liền náo không lên, ha ha ha. Ai, nói đúng vậy a, thời khắc mấu chốt còn phải nhìn tiểu quái vật kia a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tư Mã Huy thở dài lên tiếng, bất quá cứ như vậy, có phải hay không lộ ra cho chúng ta cái này hai cái lão gia hỏa quá vô dụng. Ai có thể nghĩ tới, trước kia thiên hạ vô địch hộ long thần vệ, ngọc tiêu kiếm thần. Hắc Bạch Kỳ Thánh, bây giờ lại sẽ bị người bắt kịp. Đế vương môn hoàng phủ phong lôi cũng coi như, nhưng là thế mà liền một cái tam lưu thế gia bên trong cung phụng, cũng có thể cùng hai người chúng ta đồng dạng thực lực. Ai, về sau lại không còn cách nào tại thiên vũ đi ngang a. Tư Mã Huy trong mắt lóe lên một đạo hưu quạnh, Phương Thu Bạch cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lời nói là như vậy không sai, bất quá nói đến, vô luận là hoàng phủ phong lôi, vẫn là Lệ Kinh Thiên. Năm đó cũng tất cả đều là một số quát tháo phong vân nhân vật kiêu hùng, bị bọn họ bắt kịp cũng bình thường. Nếu như bị một số mới lên cấp cao thủ đón đầu đuổi kịp, vậy lão phu mới cái kia đập đầu chết đâu. Thật sâu liếc hắn một cái, Tư Mã Huy suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, cũng liền không lại xoắn suýt, phản tiếp tục nhìn chằm chằm hai người kia bóng người, nhìn lấy tình thế phát triển. Mà ngay từ đầu còn tại cao hứng bừng bừng vây xem những cái kia phổ thông gia tộc. Lại là sớm đã dọa đến sợ mất mật, bắt đầu như ong vỡ tổ hướng sau vội vã thối lui.
Riêng là những cái kia trải qua bách gia tranh minh gia tộc, càng thêm sợ hãi khủng bố. Hai vị thần chiếu cao thủ ở giữa chiến đấu dư âm bọn họ thế nhưng là biết, cái kia quả nhiên là sát bên thì chết, đụng thì vong a. Nếu là hiện tại không mau trốn, một hồi đoán chừng thật sự khó giữ được tính mạng, thi thể không được đầy đủ. Kết quả là, đánh hai người khí thế vừa mới thả ra lúc, mọi người liền từng tiếng kêu sợ hãi vang lên, liều mạng hướng về sau dũng mãnh lao tới. Cái kia giấu trong đám người công tử trẻ tuổi, bị chen lấn một trận lảo đảo, đung đưa, lại là không rõ ràng cho lắm. Kinh nghiệm sống chưa nhiều hắn, chỗ nào có thể minh bạch hai đại cao thủ chiến đấu khủng bố. Đột nhiên, cái kia cẩn trọng ống tay áo bị chen lấn hướng về sau co rụt lại, lộ ra cái kia trắng nõn cổ tay trắng, còn có một cái óng ánh sáng long lanh vòng ngọc treo ở phía trên, lóng lánh xanh biếc ánh sáng. Thanh niên kia không khỏi kêu sợ hãi, muốn lột phía dưới tay áo, che đậy giấu đi, lại là đang cuộn trào mãnh liệt biển người bên trong, căn bản động đều không động đậy. 3. Một tiếng vang giòn, vòng ngọc kia lúc này bị chen rơi xuống chỗ, lăn lông lốc hướng lật về phía trước lăn đi. Thanh niên không khỏi khẩn trương, lập tức hướng về phía trước truy đuổi, mẫu hậu vòng tay. Công tử, đừng đi, phía trước nguy hiểm. Thư đồng nhìn thấy thanh niên kia đuổi theo vòng tay hướng hai đại cao thủ giao phong trung tâm chạy tới, không khỏi sắc mặt khẩn trương, kêu lên. Thế nhưng là hắn muốn kéo, lại là hoàn toàn làm không được, chính hắn đều tại biển người bên trong bị chen lấn từng bước một lui lại. Sốt cục, thanh niên kia gạt ra biển người, lúc này thân thể buông lỏng, khôi phục tự do, dưới chân cũng nhanh rất nhiều. Lập tức ra tốc, rất nhanh liền đem cái kia nhấp nhô vòng tay bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, khóe miệng xẹt qua mừng rỡ đường cong. Nhưng cũng ngay một khắc này, hai vị cao thủ cuối cùng động, đụng một tiếng, đạp chân xuống, liền hướng đối phương phóng đi. Mà người thanh niên kia, đúng là hảo chết không chết, vừa vặn đứng tại hai người trong khi giao chiến vị trí. Hoàng cực bá thể quyết, ma long ngút trời. Hai tiếng khàn giọng lớn lên giống vang vọng giữa trời, hai người còn chưa chạm mặt, thế nhưng khí thế cường đại đã thẳng trùng trùng vọt tới đối phương. Thanh niên còn đến không kịp trốn tránh, đã là cảm thấy khí tức đột nhiên trì trệ, ở ngực một tố, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới. Hai cỗ sắc bén cương phong, càng là tại trước người hắn tàn phá bừa bãi, nhất thời liền đem cái kia trường sam vỡ ra đến, lộ ra một kiện đường viền áo đuôi ngắn. Trên đầu nón thư sinh cũng bỗng nhiên chóc ra, vẩy hạ một đạo sơn tối như đêm thác nước tóc dài. Người này, đúng là một vị thanh xuân nữ tử. Vĩnh Ninh. Trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, ba vị hoàng tử cùng nhau kêu lên, dừng tay. Thế nhưng là, hai đại cao thủ quyết chiến, lại có thể phân tâm. Căn bản nghe không được bọn họ tiếng la, hoặc là nghe đến cũng sẽ không dừng lại. Cao thủ vừa ra tay, liền không có dừng lại đạo lý. Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy hai người gặp, cũng là không khỏi gấp đứng dậy công chúa. Sau đó chân một bước, vội vàng chạy về phía trước. Thế nhưng là trong lòng bọn họ biết, hết thảy đã muộn. Cuốn vào hai vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ chiến đấu vòng xoáy bên trong, liền xem như bọn họ cũng vạn vạn cứu không. Mà Lệ Kinh Thiên cùng Hoàng Phủ Phong Lôi, lại căn bản không có đem trung gian nữ tử kia để vào mắt. Tại bọn họ trong lòng, đây chính là một con giun dế, tùy tiện ép qua là đủ. Trong mắt bọn họ, chỉ có đối phương, mình lúc này địch nhân. Giống giống. Hai tiếng long ngâm cùng nhau kêu lên, hai người tốc độ không giảm lẫn nhau phóng đi. Ba vị hoàng tử cùng Phương Thu Bạch hai cái hộ long thần vệ, dĩ nhiên đã là gấp khóe mắt, đầy giấy huyết sắc. Bọn họ thật sự là không hiểu, vì sao bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, Vĩnh Ninh công chúa lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tựa hồ cũng giải đến lúc này tình cảnh, Vĩnh Ninh khóe môi nhếch lên từng tia vết máu, giống như một cái phiêu bạt tại bão táp trung tiểu thuyền giống như, nhìn lấy hai bên tựa như hai đạo thao thiên cự lãng, lập tức liền muốn đem nàng lật tung giữ tợn khuôn mặt, trong mắt sốt cục lộ ra thật sâu hoảng sợ, hai chân cũng không nhịn được run rẩy. Mẫu hậu, trong tay nắm thật chặt cái kia vòng ngọc, Vĩnh Ninh trong mắt đã là đầy tràn nước mắt, bờ môi run run, thì thào lên tiếng cứu. Mau cứu ta. Thế nhưng là, đối mặt hai vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ giáp công, trong thiên hạ có ai có thể cứu nàng? Ba vị hoàng tử lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng kêu gọi. Phương Thu Bạch hai người biết rõ đuổi không đến,
nhưng như cũ cấp tốc tiến đến, cái kia tiểu thư đồng càng là trong đám người, tê tâm liệt phế hét lớn, công chúa. Nhưng là, cái này tất cả mọi thứ, lại đều cũng không có cái gì chứng dùng. Rốt cục, Lệ Kinh Thiên hai người vọt tới trước mặt nàng, trong mắt từng đạo sát ý, dường như xuyên qua thân thể nàng giống như, hướng đối phương thẳng tắp bắn tới, sau đó song phương cùng nhau xuất quyền, đánh về phía lẫn nhau. Mãnh liệt cương phong, thổi đến gò má nàng đau nhức. Nàng minh bạch, tại cái này hai quyền dưới, nàng lại khó sống sót, trong lòng cũng là vạn phần hối hận. Nàng thật không nên như thế chuồn ra hoàng thành, rơi vào như vậy hiểm cảnh. Bất quá tại cái này một khắc cuối cùng, nàng còn muốn hướng mẫu thân trên trời có linh thiêng, hứa xuống sau cùng nguyện vọng, đem vòng ngọc kia giơ lên cao cao, hai mắt nhắm chặt hét lớn, mẫu hậu, người nói người sẽ phái người đến che chở ta cả đời, hiện tại xin cứu cứu ta. Hưu. Đột nhiên, tất cả cương phong cùng uy áp đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có một đạo lạnh lùng giọng nam tiếng vọng tại nàng bên tai, tiểu nha đầu, hung thú ẩn hiện chi địa, không phải một con thỏ nhỏ nên xuất hiện chỗ. Thân thể run nhẹ nhẹ một chút, Vĩnh Ninh giật mình một lát, lại vẫn không có cảm nhận được cái kia hai đạo khí thế cường đại đem nàng xé nát, mà lại tựa hồ chung quanh đã biến đến gió êm sóng lặng, không khỏi đầy lòng thấp thỏm mở ra hai mắt. Nhưng là, khi nàng ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt một màn, lại là để cho nàng nhìn không được dọa đến một ngã, nhất thời ngồi dưới đất. Chỉ thấy giờ này khắc này, trước mặt nàng là một đạo xem ra có chút vĩ ngạn bóng người, mái đầu bạc trắng nghênh phong bay múa, cặp kia lạnh lùng trong hai con ngươi càng là tràn ngập thâm thúy, tựa hồ thế giới bao la đều không trong mắt hắn đồng dạng. Bất quá, cái này còn không phải nhất làm cho nàng ngạc nhiên sự tình, tránh thức để cho nàng, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm là, Lệ Kinh Thiên cùng Hoàng Phủ Phong Lôi hai vị thiên vũ bên trong, khó gặp đối thủ tuyệt thế cao thủ, lại bị hắn một người một tay ngăn tại hai bên. Hắn tay trái, hiện lên một cái hung mãnh long chảo, nắm thật chặt Lệ Kinh Thiên cổ tay, mặc cho hắc long như thế nào tàn phá bừa bãi, đều không thể tránh thoát hắn trưởng khống, mà tay phải hắn, chỉ là như một cái phổ thông bàn tay một dạng, nhẹ nhàng tại bên người chặn lại. Nhưng là thì là cái này tùy ý chặn lại, liền giống như một đạo vô hình cao sơn giống như, đem Hoàng Phủ Phong Lôi cái kia mãnh liệt chín đầu kim long, ngăn tại sơn phong một bên khác, vô luận như thế nào đều không vòng qua được cái này nguy nga cự lĩnh. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đã là bị trước mặt hết thảy chấn động đến trong nội tâm sóng biển ngập trời cự lật. Đây chính là hai vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ A, thế mà cứ như vậy bị như là vồ con gà con đồng dạng, nắm trong tay, đây là như thế nào thực lực mới có thể làm đến A. Hoàng Phủ Phong Lôi cùng Lệ Kinh Thiên hai người càng là đầy dẫy hoảng sợ, chăm chú nhìn trước mặt đạo thân ảnh kia, nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Từng có lúc, trong lòng bọn họ đã lâu cảm giác sợ hãi, vậy mà lần nữa phát lên. Vốn là lúc này đã là thần chiếu đỉnh phong bọn họ. Tại thiên vũ bên trong thật có thể nói là không sợ trời không sợ đất, nhưng không nghĩ tới, loại này trăm năm trước mới xuất hiện qua như vậy một hai lần cảm giác, lần này không ngờ bị trước mắt cái thân ảnh này tỉnh lại trở về. Đối mặt tuyệt thế cao thủ, không cách nào địch nổi loại này thật sâu cảm giác bất lực, để trong lòng hai người cũng bất giác một trận ảm đạm. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ ngang dọc thiên vũ cả một đời, tự cho là đã đạt đến thiên vũ cao thủ đỉnh phong trình độ. Lại như cũ gặp được như thế cường hãn tồn tại hiện thế. Càng người này, vẫn là như thế tuổi trẻ thanh niên. Ngươi, là ai? Nhìn lên trước mặt cái này như là trời thần hàng lâm, đem hai đầu ác long bắt tại trong tay thanh niên, Vĩnh Ninh không khỏi ánh mắt giật mình lo lắng chăm chú nhìn, hai gò má bay qua một mảnh ửng đỏ, ngươi là mẫu hậu phái tới thủ hộ ta sao? Không để ý đến vị này bị dọa sợ công chúa điện hạ, thanh niên kia tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. Liền đụng một tiếng vang trầm, đem đang ở vào thực lực đỉnh phong Hoàng Phủ Phong Lôi cho chấn lui về. Ầm ầm, mặt đất đất đá vỡ nát tan tành, Hoàng Phủ Phong Lôi ở trên mặt đất xẹt qua một đạo thật sâu rãnh trời, mới vừa dừng thân hình, lại là lại trở lại 10 mét bên ngoài, vị trí trước kia. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, đã là giật mình đến sắc mặt trắng bệch. Vừa mới hắn nhưng là sử xuất đế vương môn huyền giai vũ kỹ. Hoàng cực bá thể quyết tiến lên, lại bị đối phương dễ dàng như thế đẩy hồi, cái kia người này thực lực đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào a? Mà lại, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào?
không có lại nhìn hắn một cái, thanh niên kia chỉ là quay đầu nhìn về phía bên trái Lệ Kinh Thiên, chậm rãi đem hắn cái kia đen nhánh móng vuốt áp xuống tới, lạnh lùng nói, Lệ lão, còn không thu tay lại. Không khỏi giật mình, Lệ Kinh Thiên cái này mới phản ứng được, vừa mới hắn bị dọa sợ, vậy mà còn không thu hồi đạo này vũ khí, sau đó vội vàng hắc khí thu liếm, thật sâu nhìn thanh niên này liếc một chút về sau, cung kính nói, Trác quản gia. Cái gì, hắn cũng là Trác phàm. Cơ hồ là cùng một thời gian, thái tử, nhị hoàng tử cùng hoàng phủ phong lôi chờ cũng chưa gặp qua Trác phàm người, nghe đến Lệ Kinh Thiên kính ngữ, cùng nhau kêu lên sợ hãi. Nhìn về phía Trác phàm ánh mắt, đã là cả kinh tột đỉnh. Bọn họ đều nghe qua Trác phàm đại danh, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, đúng là cái đồ biến thái đến tình cảnh như thế ra hỏa. Một người liên tục ngăn chặn hai đại thần chiếu đỉnh phong cao thủ, thiên hạ có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến. Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn lấy đây hết thảy, cũng là đầy mặt vẻ không thể tin, làm sao ngắn ngủi này thời gian nửa năm, cái này tiểu quái vật thực lực thế mà lại đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như thế, cùng lúc trước Bách Gia Tranh Minh lúc quả thực là một trời một vực, thực sự không phải người a. Đón lấy, bọn họ sắc mặt, liền cấp tốc ngưng trọng lên. Cái gọi là dốc hết toàn lực, theo Trác phàm thực lực tăng cường, Lãnh Vô Thường có thể đối phó Trác phàm thủ đoạn cũng càng ngày càng ít. Riêng là, Trác phàm bản thân cũng là một cái gian trá người, lúc này lại phối hợp thiên hạ này hiếm thấy siêu phàm thực lực, làm thật như là một cái gia cường phiên bản cổ tam thông, để bọn hắn cho cắn con nhím, rốt cuộc không hạ được miệng. Ngay tại vội vã chạy đến Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy, cũng là bỗng dưng dừng thân, ngơ ngác nhìn nơi này tràng cảnh hai giây. Trong miệng không hiểu phát lên một tia đắng chát. Ai, Lão Phương, chúng ta là không phải nên đi đâm chết, hiện tại liền cái này thế hệ trẻ tuổi, đều bắt kịp thậm chí siêu việt chúng ta, về sau chúng ta thời gian càng không tốt lăn lộn a. Thở dài, Tư Mã Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Thu Bạch ra mặt khẽ run, cũng là cười khổ một tiếng, im lặng không nói. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng hai người rõ ràng. Theo Trác phàm thực lực bạo tăng, hoàng đế đối Lạc gia quyết định biện pháp đem lần nữa cải biến. Hai người bọn họ ngày sau, cùng Trác phàm liên hệ thời gian, sẽ ngày càng nhiều lần. Vì hoàng thất, bọn họ còn phải kiên trì lên, mỗi ngày ở cái này tùy tiện siêu việt bọn họ trước mặt quái vật, chịu đựng tâm lý dày vò. Đây là bọn họ những thứ này đã từng tự xưng là thanh cao hộ long thần vệ, sự việc khó chịu nhất. Trác phàm, người rốt cục đến. Lạc Vân Thường mang theo Lạc gia mọi người, vội vã đi vào Trác phàm bên người, nhìn lấy Trác phàm có như thiên thần hàng thế giống như xuất hiện, bất giác đầy mặt ý mừng, tiếp lấy nhìn về phía một bên không biết là ngốc, vẫn là si mê Vĩnh Ninh, quan tâm nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Vĩnh Ninh nháy mắt mấy cái, không có trả lời, chỉ là một song con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào Trác phàm, tựa hồ muốn hắn trong trong ngoài ngoài nhìn thấu đồng dạng. Thì thào lên tiếng, ngươi chính là cái kia. Trác phàm, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, so trong truyền thuyết còn muốn đẹp trai không chỉ gấp 10 lần. Gương mặt nhịn không được co lại, Trác phàm còn không có gì, Lạc Vân Thường cũng đã sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, cười lạnh thành tiếng, vị cô nương này, xin tự trọng a, chúng ta Trác quản gia cũng không phải tùy tiện như vậy người. Thế nhưng là hắn tùy tiện lên, cũng không phải là người, ha ha ha. Thế mà, đúng lúc này, cười to một tiếng lại là đột nhiên truyền vào trong tai mọi người quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một tên mập một mặt hưng phấn mà chạy tới, cười to nói, huynh đệ, ca ca nhớ chết ngươi. Nói, liền mạnh mẽ dậm chân, bỗng nhiên nhảy lên, hướng Trác phàm đánh tới. Liếc mắt liếc hắn một chút, Trác phàm lúc này một chân đá ra, đụng một tiếng, liền đem cái này đoàn viên thịt đá ra hơn 2 mét, một tiếng ầm vang đập xuống đất. Mặt mày xám xịt bò người lên, Vũ Văn Thông đầy mặt ủy khuất mà nhìn xem hắn, xẹp miệng nói, huynh đệ, người đây là ý gì? Ta sợ ngươi đem ta nghiền nát, trợn mắt một cái, Trác phàm thản nhiên nói. Hừ, ít đến hù ta, người đều có thể một người áp chế hai vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ, còn sợ ta điểm ấy trọng lượng. Trác phàm từ chối cho ý kiến, chợt qua đầu, căn bản không để ý tới hắn. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm nổi giận đùng đùng, mặt mũi tràn đầy chướng hồng. Vĩnh Ninh nhìn hai người liếc một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía mập mạp nói, tam ca, các ngươi nhận biết.
Tam ca. Bất giác sững sờ, mọi người cùng nhau kinh dị nhìn về phía nàng, Lạc Vân Thường càng là cả kinh mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, như vậy ngươi là công chúa điện hạ. Đúng vậy. Thiên ngang đầu, Vĩnh Ninh một mặt ngạo kiều vung lên mặt, thế nhưng là khi nàng nhìn về phía Trác Phàm lúc, lại chỉ thấy nam nhân này căn bản không có liếc nhìn nàng một cái, thậm chí không có chút nào hứng thú chi sắc, không cảm giác trong lòng một trận thất lạc. Vĩnh Ninh, ngươi chạy thế nào đi ra, còn chạy đến nơi đây? Ngươi có biết hay không, vừa mới nguy hiểm cỡ nào? Lúc này, Thái tử Vũ Văn Bác cũng gấp gấp chạy tới nơi này, hướng về chính mình cái này nghịch ngợm muội muội của mắng một trận, tiếp lấy vừa nhìn về phía Trác Phàm, khom người bái tạ nói, vừa mới đa tạ Trác công tử xuất thủ cứu giúp, bản điện tại đây. Thế mà, không có nghe hắn nói tiếp, Trác Phàm lại là thẳng đi thẳng về phía trước, điều này không khỏi làm vị này thái tử gia thân thể trì trệ, hơi có chút xấu hổ. Sau đó lại nhìn về phía Trác Phàm đi đến phương hướng, lại chính là đế vương môn chỗ đó. Đây là muốn làm gì? Muốn khai chiến nữa sao? Nghĩ tới đây, mọi người không cảm giác trong lòng căng thẳng, đã hưng phấn, vừa khẩn trương. Vừa mới Lệ Kinh Thiên cùng Hoàng Phủ Phong Lôi hai người không có đánh thành, hiện tại lại tới cái lợi hại hơn, không biết cái này từ ngàn năm nay, một mực là bảy nhà đứng đầu đế vương môn muốn ứng đối ra sao? Bỗng nhiên, mọi người tất cả đều ma quyền sát trưởng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cái này trước kia, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Phàm là gây bảy nhà, đều là diệt tộc hủy nhà hạ tràng. Thế nhưng là mấy năm qua này, Trác Phàm đem bảy nhà uy thế sớm đã làm hao mòn hầu như không còn, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Tại cái này toàn bộ Thiên Vũ, trừ Ngự Hạ Thất gia bên ngoài, còn có thứ 8 gia tộc, Lạc gia, riêng là bọn họ đại quản gia, Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm, là liền bảy nhà đều không muốn tùy tiện trêu chọc, hắn lại rất tình nguyện trêu chọc bảy nhà tồn tại. Đặc biệt là hiện tại, Lạc gia lập tức liền muốn bị xứng danh, càng là đặt vững Lạc gia địa vị. Ngàn năm qua, Ngự Hạ Thất gia cục thế, sẽ theo đó một lần nữa lật bài. Hưu, một cái lắc mình, ngăn tại Trác Phàm trước người, Hoàng Phủ Phong Lôi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chăm chú nhìn trước mặt cái thân ảnh này, thản nhiên nói, ngươi chính là cái kia Trác Phàm. Muốn làm gì? Còn lại đế vương môn mọi người, cũng tất cả đều cảnh giác nhìn lấy hắn. Bất giác bật cười lớn. Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, không có gì, chỉ là hôm nay chính là ta Lạc gia được sắc phong ngày vui, hy vọng các vị không muốn quấy rối. Nếu không mà nói, hai nhà khai chiến. Hai nhà, hừ hừ hừ, Lạc gia trừ ngươi cùng Lệ Kinh Thiên, còn có cái gì có thể lấy đem ra được sao? Một cái nhà giàu mới nổi, thiếu ngàn năm nội tình, cũng xứng được xưng tụng Ngự Hạ gia tộc. Tại lão phu trong mắt, Lạc gia chỉ là hai người mà thôi. Há có thể cùng chúng ta đế vương môn thường gọi vì hai nhà. Thật sự là chuyện cười, ha ha ha. Hoàng Phủ Phong Lôi cười lớn một tiếng, châm chọc nói. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một chút, ào ào gật đầu. Không sai, Lạc gia trước mắt vấn đề lớn nhất, chính là cao thủ ở giữa đoạn cái. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên xác thực đều là thiên hạ hiếm thấy cao thủ, thậm chí thực lực mạnh đều khiến người ta giận sôi. Nhưng là trừ hai người này bên ngoài, bọn người người lại là yếu đáng thương, thậm chí tại tàn khốc Ngự Hạ gia tộc tranh phong bên trong, mảy may không hình thành nên chiến lực. Cứ như vậy, Lạc gia nhược điểm thì quá rõ ràng. Nhị hoàng tử cũng là bĩu môi, khinh thường lắc đầu. Cái gọi là hai quyền khó địch tứ thủ, các ngươi hai cái lợi hại hơn nữa, một khi bị cuốn lấy, còn lại người cũng là đợi làm thịt cừu non, thật sự là lại tốt đối phó bất quá. Lạnh lùng liếc mọi người liếc một chút, Trác Phàm bất giác cười nhạo nói, ngu muội người, ngàn năm nội tình không cách nào ngắn hạn tích lũy, chẳng lẽ lão tử liền sẽ không đoạt tới sao? Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm đưa tay trên không trung đánh một cái búng tay, cười ta nói, vậy ta thì để cho các ngươi nhìn xem, Lạc gia làm sao xứng đáng Ngự Hạ gia tộc thực lực đi. 3. Một tiếng to rõ giòn vang vần quanh hư không, sau đó mấy đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên tràn ngập ra giữa không trung. Hiu hiu hiu, như là từng viên sao băng trượt xuống đồng dạng, thất đạo thân ảnh thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, mang theo ùn ùn kéo đến sát khí, trong nháy mắt rơi xuống Trác Phàm bên người. Cái kia cỗ ngập trời khí thế ngưng tụ thành một cỗ, đúng là trong nháy mắt hướng đế vương môn mọi người đè tới.
Đế vương môn bọn người giật mình, vội vàng thả ra khí thế chống cự, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, mà cũng không thể đè lại trở về. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác quá sợ hãi. Bọn họ đế vương môn thế nhưng là có 30 vị thần chiếu cung phụng tọa chấn, làm sao có thể trên khí thế chỉ cùng đối phương bất phân thắng bại. Vừa nghĩ đến đây, mọi người vội vàng nhìn về phía trước, lại là lại nhìn không được cùng nhau tròng mắt co rụt lại, một khỏa trái tim đều kinh hãi đến sắp nhảy đem đi ra. Chỉ thấy mới tới trong 7 người, chỉ có một người là thiên huyền đỉnh phong cao thủ, bọn họ cũng không lắm quen thuộc. Còn lại 6 người lại từng cái đều là hung danh bên ngoài đại ma đầu, cho dù trước kia là tán tu, cũng là bọn hắn vạn vạn không muốn trêu chọc tồn tại. Liệt hỏa lão tổ Cửu Viêm Hải, băng nguyệt ma nữ Tuyết Thanh Kiến, các ngươi hai cái làm sao lại chạy tới Lạc Gia chỗ này. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lãnh Vô Thường mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lóe lên một đạo hối hận. Lúc trước đế vương môn muốn thu phục hai người này lại không thể đến, Lãnh Vô Thường niệm tại bọn họ thực lực cường hãn, thủy hỏa tương khắc chi thuật thiên hạ hiếm thấy, giết đáng tiếc, liền muốn chậm rãi để đó, hy vọng có cơ hội lại mời chào. Huống hồ, bằng hai người bọn họ đối đế vương môn cũng không tạo thành cái uy hiếp gì, cũng liền bỏ qua bọn họ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến là, hai người này lại hội tìm nơi nương tựa Trác Phàm, trở thành hôm nay địch nhân lớn nhất. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên thiết kế đem hai người bọn họ trừ rơi mới đúng. Thế nhưng là, loại sự tình này ai có thể nói rõ được. E là cho dù là hắn thần toán tử, lúc trước đều vạn vạn không thể đoán được, thiên vũ bên trong, liền đế vương môn đều chiêu không đến người, sẽ bị hắn gia tộc mời chào đi. Bất quá giờ này khắc này, hắn sớm đã hối hận thì đã muộn. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Tuyết Thanh Kiến bất giác khẽ cười một tiếng nói, Lãnh tiên sinh, rất hối hận lúc trước không có đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt đi. Hi hi ha ha, đáng tiếc muộn. Điểm này chúng ta chắc quản ra nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, lúc trước mời chào chúng ta thủ đoạn, chậc chậc, cũng thật sự là hung ác a. Tiểu nữ tử bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là một trận hoảng sợ đâu. Tuyết Thanh Kiến nhăn nhăn nhó nhó, một bộ làm tịch chi tướng, thẳng nhìn đến Lãnh Vô Thường ra mặt run run, tức giận hừ lên tiếng, một đôi thụ ngược cuồng, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra lúc trước lão phu đối với các ngươi, thật đúng là nhân từ nương tay. Không sai, chính mình không chiếm được đồ vật, thì phải nhanh một chút hủy đi. Càng vật chân quý, càng là như thế. Riêng là cái này đồ vật, ngày sau khả năng sẽ còn uy hiếp được chính mình thời điểm. Ha ha ha, Tuyết trưởng lão nói đúng, trên một điểm này, người xác thực không bằng ta. Cười lạnh, Trác Phàm khinh miệt nhìn về phía Lãnh Vô Thường nói, nếu có một ngày, người bại trong tay ta, nhất định là thua tại trên quyết đoán. Đây chính là vì cái gì đều là đại quản gia, ta có thể chấp trưởng Lạc gia, khai thác lĩnh vực, ngươi lại chỉ có thể phụ tá đế vương môn, làm chút bày mưu tính kế bên cạnh sự tình nguyên nhân. Hừ hừ hừ, đây chính là quân thần vương hầu khác nhau a, ngươi. Còn kém như thế một điểm, nhưng là chỉ một điểm này, thì đã định trước ngươi vĩnh viễn thắng không ta. Khóe miệng xẹt qua một cái quỷ dị đường cong, Trác Phàm chăm chú nhìn Lãnh Vô Thường. Lớn tiếng sủi cười rộ lên. Lãnh Vô Thường thì là đã sớm bị tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ thẫm. Hắn còn là lần đầu tiên, bị người ở trước mặt như thế trần trụi nhục nhã khiêu khích, liền xem như cái kia Gia Cát Trường Phong, cũng chưa từng ở trước mặt hắn như thế làm qua. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm cứ như vậy tận lực nhục nhã hắn lớn nhất lấy làm tự hào cơ chí, mấu chốt là, hắn còn không cách nào phản bác. Ai bảo hắn tại Bách Gia tranh minh lên, bị Trác Phàm phản chơi một vố, giết trở tay không kịp, người ngã ngựa đổ đây. Tuy nhiên lúc đó Trác Phàm nói là đánh ngang, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, hắn Lãnh Vô Thường là chân chính thua. Có như thế một cái thua trận tại thân, hắn còn thế nào phản bác đến mở miệng. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Thường trong lòng càng giận, từng ngụm thở hổn hển, lại là rốt cuộc không nói ra một câu. Bọn người người gặp này, bao quát những hoàng tử kia, đều là vô cùng ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới, đường đường thiên vũ thứ hai chí tinh, thần toán tử Lãnh Vô Thường, tại Lạc gia đại quản gia Trác Phàm trước mặt, vậy mà lại bị tranh luận như thế bất lực, một lời không phát ra được sau khi, còn liền khí đều thở không lên đây. Hoàng phủ Phong Lôi nhìn lấy đây hết thảy,
trong lòng hơi trầm xuống, lại nhìn về phía Lạc Gia lúc này đội hình, bộ mặt cũng nhìn không được lay động, riêng là nhìn đến cái kia bốn cái tiểu người lùn lúc, trong mắt càng là tản mát ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ, các ngươi không phải ma sách tông à, còn bị giáng chức đến Tích Lôi Sơn bên trong, tại sao lại hội đầu nhập vào Lạc Gia? Khặc khặc khặc, ngươi tính là cái gì, quản được ra bốn cái sao? Hung sát quỷ một tiếng cười quái dị, ngạo nghễ nâng lên đầu, chúng ta nhưng là ma đạo tứ kiệt, há có thể vĩnh viễn bị ngọn núi lớn kia đè ép? Không sai, ngọn núi lớn kia sao có thể đè ép được chúng ta, người nhà càng không quản được chúng ta, khặc 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 ạc ách. Còn lại ba quỷ cũng là lập tức nhảy dựng lên, vui mừng khôn xiết kêu gào lên tiếng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi cười lạnh, thật sao? Vậy nếu là lão phu đem việc này thông báo ma sách tông? T. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, cái kia bốn tên tiểu quỷ đã là thân thể chấn động, dừng lại quát kêu, trong mắt lóe lên không hiểu cảm giác sợ hãi. Hoàng Phủ Phong Lôi gặp này, nói thầm một tiếng quả nhiên dạng này, liền tiếp tục cười nhạo nói, hừ, các ngươi nhất định là theo kết giới kia bên trong trộm chạy ra đến, đúng hay không? Nếu là lão phu đem việc này truyền về ma sách tông, chẳng những là các ngươi, liền xem như thu lưu các ngươi Lạc Gia, cũng phải toàn diện. Có gan ngươi nhà thì cáo đi. Thế nhưng là, không đợi hắn nói hết lời, Trác Phàm đã là khinh thường bĩu môi nói, cái này bốn cái tiểu đông tây đến ta Lạc Gia trợ trận, là đi qua ma sách tông tông chủ Tà Vô Nguyệt phê chuẩn, ngươi thích cáo chỗ nào, lão tử cũng không đáng kể. Ách! Không khỏi sững sờ, Hoàng Phủ Phong Lôi nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Rốt cuộc nói không ra lời. Bởi vì Trác Phàm câu nói này lượng tin tức thực sự quá lớn, ma sách tông tông chủ Tà Vô Nguyệt phê chuẩn ma sách tứ quỷ, tiến vào chiếm giữ Lạc Gia. Đây chẳng lẽ là nói, Lạc Gia hậu trường là hộ quốc tam tông một trong ma sách tông sao? Cái kia cứ như vậy, bọn họ cùng Lạc Gia còn có cái gì hiếu chiến, căn bản đánh không lại a, người ta hậu trường quá lớn. Một cái thế tục gia tộc, liền xem như bảy nhà đứng đầu. Lại sao là một cái đại tông môn đối thủ? Nhưng là đối với Trác Phàm lời nói, hắn cũng không dám tin hoàn toàn, sau đó nhìn chăm chú về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy hồ nghi, trong lòng lo sợ. Ma sách tứ quỷ cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, trong mắt đều là mê hoặc, gan nhỏ quỷ càng là vụng trộm hỏi, Trác quản gia, ngài vừa mới nói đều là thật. Khẽ gật đầu, Trác Phàm một mặt vẻ đạm nhiên. Thực hắn vừa mới những lời kia đều là nói nhảm, Tà Vô Nguyệt cũng căn bản không biết cái này bốn tên tiểu quỷ đến bọn họ Lạc Gia. Có điều hắn tin tưởng, coi như Tà Vô Nguyệt biết, cũng sẽ không tính toán. Vị này ma sách tông tông chủ, thế nhưng là còn một mực chờ lấy hắn 3 năm sau vào ở tông môn đây, như thế nào liền mặt mũi này cũng không cho. Nhưng ma sách tứ quỷ được đến cái này khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lại là không khỏi vui vẻ. Sau đó bốn cái đầu nhỏ bỗng nhiên gom lại cùng một chỗ tất tất dẫn thảo luận một phen về sau, bỗng nhiên gật đầu một cái, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo hung quang. Tiếp lấy hô một tiếng vang trầm, bốn người đúng là trong nháy mắt hóa thành bốn đạo hắc khí, bỗng nhiên hướng đế vương môn mọi người ở giữa phóng đi. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Phong Lôi gấp vội kêu lên, mọi người cẩn thận, cái này bốn tên tiểu quỷ không dễ chọc. Thế nhưng là... Hết thảy đã muộn, bốn đạo khói đen như là từng nhánh mũi tên nhọn, thoáng chốc xông vào đế vương môn cung phụng trong đám, chỉ là một trong nháy mắt, liền đem một vị thần chiếu tứ trọng cung phụng, khò khè một tiếng quyển lên thiên không. Tại cái kia chói mắt dưới ánh mặt trời, vị kia cung phụng bị trùng điệp hắc khói bao khỏa, liều mạng giãy giụa, lại là làm sao cũng giãy giụa mà không thoát. Sau một khắc, nhưng ngửi xoẹt một tiếng vang giòn, vị kia cung phụng đúng là tại một tiếng kêu rên bên trong. Nhất thời bị xé nứt thành bốn khối thịt nát, vãi xuống đến, đầm đìa máu tươi như mưa phùn giả dích giống như rơi xuống, khiến người ta nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Đây chính là một vị thần chiếu tứ trọng cảnh cao thủ A, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị xử lý, còn cái xác không hồn. Cái này bốn cái tiểu đông tây, thật sự là quá độc ác. Chú ý cảnh giới, cái kia bốn cái tiểu đông tây hợp kích trận thuật cũng không dễ chọc, chớ bị bọn họ lợi dụng sơ hở. Hoàng Phủ Phong Lôi đầy mặt ngưng trọng, giống to lên tiếng, đồng thời trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn tại Thiên Vũ ngang dọc nhiều năm, tự nhiên minh bạch Trác Phàm bên người mấy cái này ma đầu là như thế nào nhân vật đáng sợ.
Chớ nhìn bọn họ nhân số ít, nhưng từng cái là hung ác độc ác hung sát, so với bình thường thần chiếu cao thủ càng muốn cường hãn được nhiều. Đầu tiên, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người thủy hỏa tương khắc chi pháp, liền có thể sánh được 10 cái thần chiếu cao thủ, cái này 4 tên tiểu quỷ hợp kích trận thuật, lại có thể trên đỉnh 10 cái thần chiếu cường giả. Lại thêm Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cái này hai tên biến thái, mỗi người phỏng đoán cẩn thận, lại là tương đương với 10 cái thần chiếu cường giả chiến lực. Kể từ đó, Lạc gia vậy mà bỗng dưng thêm ra 40 tên thần chiếu cao thủ chiến lực, so với bọn hắn đế vương môn còn nhiều hơn 10 tên, đây cũng là làm cho tất cả mọi người, bao quát đế vương môn cao tầng cũng vạn vạn không nghĩ đến. Một cái phát triển ngắn ngủi không đến 10 năm gia tộc, cao tầng lại có mạnh như thế chiến lực, thật sự là để người quá sợ hãi. Cho dù là thái tử, nhị hoàng tử bọn người, cũng đã hoàn toàn nhìn ngốc. Vừa mới con mẹ nó ai nói Lạc gia không gốc gác, chỉ là hai người gia tộc. Đây chỉ là một trong nháy mắt, người ta trưởng lão thì toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa còn mẹ hắn tất cả đều là thần chiếu cảnh. Này chỗ nào vẫn là nhà giàu mới nổi thổ hào, rõ ràng cũng là ẩn tàng ngàn năm cường hãn đại gia tộc a. Khặc khặc khặc, lão gia hỏa, ngươi không phải muốn đi cáo chúng ta hình dáng sao? Hiện tại chúng ta cũng không sợ ngươi cáo, có gan ngươi thì theo chúng ta 4 người ma đạo anh kiệt trong tay, đi ra ngoài cáo trạng a. Trên mây bên trong hắc khói bên trong, truyền ra hung sát quỷ hung hăng càn quấy tiếng cười quái dị. Hoàng phủ Phong Lôi mi đầu ngưng tụ thành một cái khe, khẽ cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở Hoàng phủ Thiên Nguyên bên người. Lãnh Vô Thường cùng Hoàng phủ Thiên Nguyên cũng là một mặt lo âu nhìn lấy đây hết thảy, tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi bên trong. Cái này 4 tên tiểu quỷ hung danh, bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Vậy nhưng đúng như người điên, căn bản không để ý đại cục, tùy tâm sở dục, vô pháp vô thiên. Giờ này khắc này, bọn họ so với Trác Phàm thậm chí nguy hiểm hơn rất nhiều. Thái tử hoang mang rối loạn mang mang chạy đến Trác Phàm trước mặt, vội vã ôm quyền nói, Trác quản gia, hôm nay là Lạc gia sắc phong thịnh hội, thực sự không nên đánh nhau chết sống gặp đỏ, còn mời hai nhà chớ có tranh đấu, để cái kia 4 vị trưởng lão trở về đi. Ai, thiên địa phiêu hồng. Đại cát đại lợi, chính vì vậy rầm rộ, mới càng nên có điểm tặng thưởng cho thỏa đáng. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm khóe miệng liệt lên một cái giữ tợn đường cong, đạm mạc lên tiếng, Lệ lão, vừa mới người nào động thủ trước. Hẳn là cùng một chỗ, chỉ là hắn khiêu khích trước. Lệ Kinh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, thành thật trả lời. Tốt, đã như vậy, chúng ta Lạc gia cũng không có làm con rùa đen rút đầu người. Trong mắt hơi híp. Trác Phàm cười to lên, các vị trưởng lão, chuẩn bị chơi đùa đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm tay trái bỗng nhiên hóa thành một đạo hung mãnh địa long chảo, tay phải hồng quang trong vắt. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân hắc khí lượn lờ, Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải thì là hai tay bắt cùng một chỗ, nước cùng hỏa năng lượng giao dung, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Thấy tình cảnh này, lại nhìn về phía trên không trung bốc lên cái kia 4 cỗ hắc khí. Hoàng phủ Phong Lôi sắp khóc. Hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn là bọn họ mang theo tất cả cao thủ tới đây, là muốn nghiền ép một chút Lạc gia tình thế, thật tốt gõ đánh một chút cái này gia tộc mới, làm sao bây giờ bị người khác đánh? Mà lại, cái này còn không phải đơn giản đánh, bọn họ thế nhưng là thật đã chết một vị cung phụng a. Mà lại, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Lạc gia mấy cái này hung sát. Còn không biết muốn giết chết bọn họ bao nhiêu tên cao thủ đâu. Giờ này khắc này, bọn họ suy nghĩ nhiều ngày bình thường những cái kia minh hữu có thể ra một phần lực đến, nhưng là xa xa hướng nơi xa nhìn qua, lại chỉ thấy U Minh Cốc, Dược Phương Điện những thứ này bình thường sau lưng bọn họ phất cờ hò reo thế hệ, lúc này lại đều là mất tự nhiên chật qua đầu, căn bản không muốn lại liên lụy bên trong. Lạc gia cùng đế vương môn ở giữa đọ sức, đã để bọn hắn tổn thất rất nhiều. Riêng là hiện tại, biết rõ Lạc gia thực lực khủng bố như vậy, còn một đầu tiến đụng vào cái này vòng xoáy bên trong, vậy coi như thật sự là thiết thiết thực thực đần độn. Hận hận chừng cái kia mấy nhà liếc một chút, đế vương môn mọi người tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn lấy chung quanh. Bây giờ chi thế, đối bọn hắn khá bất lợi, tuy nhiên bọn họ nhân số đông đảo, nhưng đối phương lại từng cái đều là cao thủ, cho dù chỉ có không đến 10 người, nhưng như cũ đem bọn hắn đoàn đoàn vây vào giữa. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Riêng là, không dám lạc đàn.
Nếu không luận đơn thể thực lực, người nào cũng không phải đối diện những người kia đối thủ. Nhưng là cho dù là quần chiến, mà chống đỡ mặt những người kia hợp kích chi thuật, bọn họ cũng là ở vào hạ phong. Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia bốn đoàn khói đen, nhìn lại một mặt dữ tợn Trác Phàm bọn người, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trái tim liền nhìn không được run run. Ma sách tử quỷ, xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình, liệt hỏa lão tổ cùng băng nguyệt ma nữ, hai người liên thủ thực lực tăng gấp bội, coi như hơn 10 người liên thủ cũng khó có thể cận thân, thiên cương cuồng tôn lệ kinh thiên, nhìn lúc trước uy thế, chắc là không kém đại cung phụng, đại quản gia Trác Phàm, thì càng là biến thái muốn mạng, lộ ra nhưng đã siêu việt đế vương môn tối cường giả, đại cung phụng hoàng phủ phong lôi thực lực. Như thế tình cảnh, thì coi như bọn họ liều mạng, kết quả tốt nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương, lại là mảy may chiếm không nửa phần tiện nghi. Càng có khả năng đế vương môn ngàn năm nội tình, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là hắn trước kia tuyệt đối nghĩ không ra, cũng vạn vạn không dám nghĩ, thiên vũ bên trong, trừ hoàng thất bên ngoài, còn có gia tộc nào có thể cho bọn hắn mang là như thế hiểm cảnh. Hung hăng khẽ cắn môi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lòng nóng như lửa đốt, quay đầu nhìn về phía một bên Lãnh Vô Thường, nhiều lần nháy mắt. Đế vương môn thực lực cứ như vậy trong tay hắn bị đánh tàn tiêu diệt, hắn nhưng là vạn vạn không cam tâm cái nào. Thái tử điện hạ gặp này, cũng là vạn phần lo lắng, cái này hai đại thế gia lập tức liền muốn làm, thế mà cũng không có một cái khuyên can, hoàng thất hộ long thần vệ đều chết nơi nào bên trong đi. Cái này nếu là tại hoàng thành gây nên cái gì ba động, cái kia hoàng thất mặt mũi còn muốn hay không? Cái này, thế nhưng là dưới chân thiên tử a. Mà Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy nhìn xa xa đây hết thảy, tuy nhiên cũng kinh dị tại Lạc Gia lúc này chiến lực, nhưng lại rốt cuộc bất động thân thể, tựa hồ liền đợi đến hai nhà khai chiến một dạng. Đến mức những cái kia vây xem mọi người, thì tất nhiên rất thông minh tất cả đều hướng nơi xa thối lui, chờ thông suốt khoảng cách an toàn về sau, mới một mặt hưng phấn mà nhìn về phía nơi này. Một cái là ngàn năm lão bài gia tộc, một cái là năm gần đây mới lên cấp bá chủ. Hai gia tộc này cao tầng đối chiến, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Đến tột cùng ai mới là ngày sau thế gia thủ lĩnh, trăm nhà đứng đầu đây, thực sự rất khiến người ta chờ mong. Không chỉ là những cái kia phổ thông gia tộc, liền xem như còn lại sáu đại ngự hạ gia tộc, lúc này cũng chăm chú nhìn nơi này, ngó nhìn tình thế phát triển. Lạc gia chiến lực chân chính, đồng dạng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Cũng để cho ngày sau gia tộc chiến đấu, biến đến càng thêm khó bề phân biệt, ai sẽ là sau cùng tránh thức bên thắng. Lúc trước nếu là 73 phân chia, đế vương môn thất, Lạc Gia ba lời nói, vậy bây giờ thì là chân chính 5 năm số lượng. Lạc Gia thực lực, tránh thức chấn nhiếp tại chỗ tất cả thế lực. Hai cái con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Lãnh Vô Thường đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, cười lạnh nói, Trác quản gia, ngươi làm như thế, thật tốt sao? Hôm nay chi thế, hai người chúng ta trong lòng đều nên rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lấy ngài tâm cơ, cái kia sẽ không làm loại này ngao cỏ đánh nhau, bị ngư ông đắc lợi chuyện ngu xuẩn đi. Vậy cũng, chưa hẳn a. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu đường cong, trong mắt lóe thâm thúy ánh sáng, khiến người ta nhìn không hiểu, Lãnh tiên sinh, lão tử theo ngươi cùng ra Cát Trường Phong vẫn là có khác nhau. Không hoàn toàn là cái dùng não tử làm việc người. Có khi phát điên một chút, cũng là bình thường. Điểm này, ngài chắc là có bản thân trải nghiệm mới đúng, ha ha ha. Da mặt nhìn không được co lại, Lãnh Vô Thường trong lòng thầm giận. Hắn hiểu được Trác Phàm chỉ là bách gia tranh minh lên, hắn thiết kế đem Trác Phàm bức điên sự tình. Lúc đó Trác Phàm, thật sự là không để ý đại cục, phát như điên hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên bốn người trả thù. Lúc đó hắn trả dương dương tự đắc, nhưng là hiện tại, lại trở thành Trác Phàm cản tay hắn một cái ngáng chân, để hắn rốt cuộc đoán không được Trác Phàm phòng tuyến cuối cùng. Cái gọi là ngang sợ xứng sờ sợ không muốn sống. Bỏ được một thân toác, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Càng là loại này không cố kỵ gì người, khởi xướng điên đến vượt là đáng sợ. Bởi vì thế gian tất cả mọi thứ, đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì ước thúc. Người căn bản không biết hắn có thể làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Giờ này khắc này, Trác Phàm chính là như vậy người. Nếu là hắn còn nhớ rõ bách gia tranh minh lần kia thù lời nói,
nói không chừng thật sẽ làm ra cá chết rách lưới, hai nhà chung vong sự tình. Đến lúc đó Lạc gia một cái mới lên cấp gia tộc, bồi thì bồi. Nhưng bọn hắn đế vương môn ngàn năm tích lũy, như thế bồi, hoặc là bị đánh tàn, vậy coi như quá oan. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Vô Thường bất giác thở dài, thì thào lên tiếng, như vậy. Ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng dừng tay. Lời vừa nói ra, đế vương môn tất cả mọi người không khỏi tất cả đều sững sờ một chút, đường đường thần toán tử, Lãnh Vô Thường, vậy mà tại đàm phán lên hướng người chịu thua, đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất ha. Cho dù là bọn họ đế vương môn cao tầng, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tình cảnh, coi như tại môn chủ trước mặt, hắn cũng không có như thế khuất phục qua. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm hơi hơi hiên ngang đầu, đạm mạc lên tiếng, thực hiện tại hai nhà đao binh đối mặt, đều là bởi vì ngươi đế vương môn khiêu khích mà lên, muốn dừng tay giảng hòa cũng rất đơn giản, nói xin lỗi đi. Cái gì, xin lỗi? Thân thể cùng nhau chấn động, đế vương môn tất cả mọi người bất giác đều là trợn mắt nhìn hướng hắn. Đế vương môn ngàn năm qua một mực là trăm nhà đứng đầu, đừng nói không làm sai sự tình, coi như thật sai lại có thể thế nào, há có thể ngay trước nhiều như vậy gia tộc mặt xin lỗi. Đây không phải biến tướng khuất phục sao? Đến lúc đó, đế vương môn mặt mũi còn để vào đâu? Bất quá, Trác Phàm lại không có để ý bọn họ vẻ giận dữ, vẫn như cũ lạnh lùng nói, đến mức thành ý, các ngươi nhìn lấy làm. Hừ, nói mẹ ngươi xin lỗi. Sĩ khả sát bất khả nhục, lão phu cái này theo ngươi cái này tiểu ác ma làm đoạn. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, một tên lão giả tóc trắng liền đã trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, lao ra. Nhìn cái kia toàn thân khí thế, đúng là một vị thần chiếu sáu tầng cao thủ. Khác một người lao ra. Lãnh Vô Thường bất giác hét to lớn tiếng, đáng tiếc đã muộn, người kia đã đi vào Trác Phàm bên người, toàn thân kim quang sáng chói. Long ngâm không ngừng, một đạo chấn thiên liệt địa nhất quyền, thẳng tắp hướng Trác Phàm đánh tới. Nếu là bình thường người, một quyền này đã sớm đem đối phương đánh thành thịt vụn, đáng tiếc hắn đối mặt lại là cái này tân sinh Trác Phàm. Chậm rãi nâng lên cánh tay phải, phía trên hồng quang khẽ nhúc nhích, Trác Phàm chỉ là nhẹ nhàng chặn lại, cái kia thế như thao thiên cự lãng nhất quyền, liền bị dễ dàng đỗ lại lên. Đón lấy, còn không đợi hắn lại ra nhất quyền. Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải hai người, gấp kéo song trưởng đã là cùng nhau đánh ra. Sinh tử quyết. Chỉ một thoáng, băng cùng hỏa giao dung khủng bố năng lượng đột nhiên phát ra, hóa thành một đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt bao phủ cái kia người thân ảnh, thẳng tắp hướng lên bầu trời bắn tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang sau đó, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng tại rung động, mà vị kia thần chiếu sáu tầng cao thủ, lại là liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Liền đã biến thành cho bụi, liền chéo áo đều không lưu lại. Thuấn sát. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nhiên tất cả mọi người biết cái này hai phu phụ lợi hại, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, hai người này còn có lợi hại như thế hợp thể kỹ năng. Nhìn lấy cái này một khủng bố tuyệt chiêu, cho dù là Hoàng Phủ Phong Lôi cũng là dọa đến một thân mồ hôi lạnh ứa ra, chiếu uy lực này nhìn tới. Liền xem như hắn tự mình nghênh tiếp. Cũng là bị miểu sát hạ chàng A. Cái này Lạc gia trưởng lão, làm sao từng cái đều biến thành quái vật. Lệ Kinh Thiên thì là nhếch miệng cười một tiếng, ngạo nghễ nhìn về phía đã kinh hãi không thôi Hoàng Phủ Phong Lôi nói, đại cung phụng, hiện tại ngươi cái kia minh bạch đi, đây chính là ta đi Lạc gia nguyên nhân. Trong lòng run lên bần bật, Hoàng Phủ Phong Lôi càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Lạc gia thật có so với bọn hắn đế vương môn cùng hoàng thất còn mạnh hơn công pháp vũ kỹ. Nếu là thật như thế lời nói, vậy những người này thực lực, thì lại phải ước định. Chỉ sợ bọn họ đế vương môn, đã rất khó có chút phần thắng. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Phong Lôi sắc mặt một mảnh cho tàn, nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, phục đi. Ra mặt run run một hồi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên hít thật sâu, song quyền nắm chặt. Móng tay đều đập đến trong thịt. Nhưng là trầm ngâm một chút về sau, lại là bất đắc dĩ thán một tiếng, quát to tất cả mọi người nghe lệnh. Hơi hơi run run động một cái bờ môi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vô luận như thế nào đều khó mà mở miệng, nói ra câu kia khuất nhục chi ngôn. Chỉ tốt chính mình đi đầu thật sâu bái xuống. Bọn người người gặp này, chỗ nào vẫn không rõ môn chủ ý tứ, bất giác trong lòng cũng là một trận khuất nhục.
nhưng là thấy môn chủ đều có thể tự hạ thấp địa vị, bọn họ còn có cái gì dễ nói, đành phải cùng theo một lúc bái hạ. Lãnh Vô Thường nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng tại máu, lại là không có cách nào. Bây giờ thời khắc, đây cũng là duy nhất giải quyết con đường. Thừa dịp cái này tiểu ma đầu còn chưa tránh thức đánh mất lý trí, làm ra một số điên cuồng sự tình trước, tranh thủ thời gian cho hắn cái bậc thang, dừng tay thì tốt hơn. Như thế như vậy, Lãnh Vô Thường cũng là thật sâu bái hạ, thay Hoàng Phủ Thiên Nguyên mở miệng nói, chắc quản gia, lúc trước là chúng ta mạo phạm trước đây, nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Thấy tình cảnh này, vây xem tất cả gia tộc bất giác đều quá sợ hãi. Bảy nhà đứng đầu đế vương môn, thế mà lại cùng một chỗ nhận sợ, hướng một cái mới lên cấp gia tộc khuất phục, đây chính là lập quốc ngàn năm qua đều không có phát sinh sự tình a. Cho dù là đối đãi hoàng thất, đế vương môn cũng cho tới bây giờ là nghiêu bức hống hống, lúc nào như thế biệt khuất qua. Nhưng bây giờ, tại Lạc Gia Trác Phàm trước mặt, bọn họ lại là hoàn toàn khuất phục. Cho dù là ba vị hoàng tử, nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Lạc Gia uy danh, tại tất cả mọi người tâm lý, trong nháy mắt đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Trẻ nhỏ dễ dậy, hài lòng gật đầu, Trác Phàm một mặt cần ăn đòn cười nói, đã các ngươi biết sai, về sau liền nên nhớ kỹ một điểm. Bảy nhà, ách không, từ nay về sau, tám nhà đứng đầu, không còn là các ngươi đế vương môn, mà là chúng ta Lạc Gia. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, đánh cái búng tay, quay trở về. Ma Sách Tứ Quỷ nghe đến, cũng vội vàng theo trên mây rơi xuống, theo ở phía sau, còn lại trưởng lão đồng loạt theo. Mọi người như là một đám vừa đánh thắng trận đội ngũ giống như, tại Trác Phàm chỉ huy dưới, chậm rãi hướng Lạc Vân Thường nơi đó đi tới. Vây xem mọi người thấy bọn họ, đều là lộ ra một bộ khó có thể với tới kính ngưỡng chi sắc. Cho dù là còn lại sáu đại ngự hạ gia tộc, cũng là ngơ ngác nhìn đây hết thảy, hoàn toàn ngơ ngẩn. Đường đường bảy nhà đứng đầu đế vương môn, thế mà cứ như vậy trước mặt tất cả mọi người bị như vậy trần trụi nhục nhã, còn bị một cái mới lên cấp gia tộc đoạt tám nhà vị trí đầu não tử, thật sự là ngàn năm khó gặp a. Sở trưởng lão, đó chính là chúng ta minh hữu sao? Hoa Vũ Lâu trong các đệ tử, một vị trung niên phụ nhân nhìn về phía Sở Bích Quân, kinh dị hỏi. Mỗ mỗ khẽ gật đầu, mặt hiện vui mừng, bẩm cung phụng, đúng vậy. Tốt. Sở trưởng lão, lần này chúng ta có thể tính áp chúng bảo bối, ta Hoa Vũ Lâu quật khởi có hy vọng. Cung phụng vui vẻ ra mặt nói. Mỗ mỗ cũng là cười gật gật đầu. Cùng một thời gian, Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ hai nhà bên trong cũng ào ào truyền ra cởi mở tiếng cười to, chỉ có Dược Vương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm hai nhà một mảnh tình cảnh bi thảm, tiếng buồn bã liên tục. Đế vương môn suy sụp, chẳng khác gì là bọn họ một tòa núi dựa lớn phải ngã. Còn U Minh Cốc thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, bởi vì bọn hắn sớm đã tìm tới mới ra đường. Ai, thật không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này tại Lạc Gia giấu nhiều như vậy bí mật, hiện tại mới đều lấy ra, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Trong hoàng thành, đế quốc thừa tướng Gia Cát Trường Phong đứng ở một tòa cao mấy chục trượng trên cổng thành, xa xa nhìn về phía ngoài thành, cảm thán lên tiếng. Bên cạnh hắn, thì là Âm Dương Song Lão. Khẽ chau mày. Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên thật sâu vẻ mặt ngưng trọng, tiểu tử này thực lực, làm sao lại tiến bộ như thế thần tốc, thật sự là không thể tưởng tượng. Điều này không khỏi làm ta nhớ tới một người. Ngươi nói là, mí mắt nhìn không được nhảy một cái, tóc đen lớn lên trong đôi mắt già nua đồng dạng lóe ra thật sâu kiêng kỵ, tựa hồ liền tiếng nói đều không tự giác run rẩy lên, bất bại ngoan đồng, cổ tam thông cái kia cái quái thai. Hơi hơi gật gật đầu. Lão giả tóc trắng thở dài lên tiếng, không sai, trừ tiểu tử kia bên ngoài, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua có người, tại thiên huyền cảnh liền có thể một tay dễ dàng đón lấy thần chiếu đỉnh phong cao thủ nhất kích. Cũng chỉ có tiểu tử kia quái lực mới có thể làm được, nhưng là bây giờ. Ha ha ha, Trác Phàm, có thể so sánh cái kia cổ tam thông đáng sợ nhiều. Thế mà, còn không đợi hai người nói tiếp, Gia Cát Trường Phong đã là cười một tiếng dài. Khẽ vuốt chòm râu chậm chậm nói, cổ tam thông nói cho cùng, bất quá một giới võ phu. Chỉ cần lược thi tiểu kế, làm sao đều có thể đem hắn cầm xuống. Bây giờ hắn bị nhốt hoàng thành 300 năm, không phải liền là lúc trước nhân thánh một câu sai lời sao. Hắn,
cuối cùng vẫn còn con nít. Nói đến đây, Gia Cát Trường Phong đột nhiên trong mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn về phía ngoài thành cái kia đạo tóc trắng bóng người, mí mắt nhỏ nhảy nói, bất quá cái này chắc phàm, lại là cái tránh thức gian trá giảo hoạt thế hệ. Muốn lừa bịp hoặc là sử dụng hắn, coi là thật so với lên trời còn khó hơn a. Nếu là lại có cổ tam thông thực lực, Thiên Vũ đem lại khó có ai là hắn địch thủ. Không khỏi sững sờ, Âm Dương nhị lão liếc nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm. Lão giả tóc trắng suy nghĩ một lát, cau mày nói, thừa tướng đại nhân, ngài vừa mới không phải nói nơi này tất cả mọi thứ, đều là hoàng đế bố cục à, thì là muốn bốc lên đế vương môn cùng Lạc gia song phương tranh chấp. Vừa mới hai nhà kém chút đánh lên, Trác Phàm càng là hùng hổ dọa người, giết đế vương môn hai vị cung phụng, không phải là trúng kế sao? Lấy lão phu xem ra, nếu không phải Lãnh Vô Thường ẩn nhẫn, nói không chừng hai nhà thật coi chàng khai chiến, cũng không nhất định. Ha ha ha, các ngươi a, chỉ thấy biểu tượng, lại căn bản không thấy được tam phương tâm lực chiến đấu. Khóe miệng hơi vểnh lên, Gia Cát Trường Phong từ chối cho ý kiến lắc đầu cười nói, cái này cái đài tuy là hoàng đế dựng, nhưng cái này cảnh phim muốn thế nào kêu, hắn nhưng là không quản được. Vô luận là Trác Phàm, vẫn là Lãnh Vô Thường, đều là tài trí vô song người, trong này từng đạo bọn họ há có thể không hiểu. Cho nên song phương người nào cũng không muốn khai chiến, để hoàng đế kiếm tiện nghi. Có điều, trên một điểm này, Trác Phàm đã thăm dò Lãnh Vô Thường phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là bởi vì lần trước bách gia tranh minh, Trác Phàm vượt qua thường nhân cử động, lại là để Lãnh Vô Thường rốt cuộc sở không tới Trác Phàm mạch lạc. Bởi vậy, hắn mới có thể tại việc này lên, rơi xuống hạ phong, khắp nơi bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Thực phàm là hắn có thể cường thế một chút, Trác Phàm cũng là không muốn liều mạng. Nhưng bây giờ thì kết quả mà nói, tam phương đấu sức, hoàng thất nhờ vào đó thăm dò Lạc gia thực lực, thắng nửa phần. Lạc gia nhờ vào đó chèn ép đế vương môn, tránh thức được đến ngự hạ gia tộc danh vọng, cũng thắng nửa phần. Chỉ có đế vương môn, chèn ép gia tộc mới không thành, ngược lại thể diện mất hết, lại là thua thảm, ha ha ha. Nghe được lời này, Âm Dương song lão bất giác cùng nhau trong lòng run lên, liếc nhìn nhau, đầy dẫy kinh hãi. Bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chỉ là một lần giản đan gia tộc va chạm. Thế mà còn có như thế nhiều quyền thế âm mưu, lợi ích chiến đấu ở bên trong, quả nhiên là khó có thể ước lượng mò. Đổi vị trí, nếu là giống bọn họ dạng này võ phu cuốn vào bên trong, đoán chừng căn bản là không có cách quậy tung trận này quyền lực trò chơi liền sẽ bị đào thải, cái này quyền mưu tranh chấp thực sự quá phức tạp. Hiện tại, bọn họ mới hiểu ra được, vì sao Gia Cát Trường Phong sẽ nói Trác Phàm so cổ tam thông càng đáng sợ. Bởi vì nếu là năm đó cổ tam thông có Trác Phàm một nửa trí tuệ lời nói, cũng sẽ không lấy lực lượng một người, kháng toàn bộ đế quốc, sau cùng bị lừa gạt cầm tù. Mà bây giờ Trác Phàm, cũng là Lãnh Vô Thường cùng cổ tam thông hợp thể, há có thể không đáng sợ. Thừa tướng đại nhân, nguy hiểm như thế nhân vật, cần phải sớm cho kịp xử trí mới tốt, miễn cho xấu thừa tướng đại sự. Mi đầu thật sâu nhăn lại, tóc đen lão giả vội vã hướng Gia Cát Trường Phong ôm quyền nói. Thừa dịp tiểu tử này thực lực còn chưa tới nơi trái ngược thiên chi cảnh, hai người chúng ta còn có pháp đối phó lúc, mời thừa tướng phái hai người chúng ta, đem tiểu tử này trừ rơi, lấy trừ họa lớn trong lòng. Chậm rãi khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong cười nhạt lắc đầu, không vội, hắn hiện tại còn không phải chúng ta địch nhân, thậm chí còn coi như chúng ta trợ thủ. Nếu là hiện tại đem hắn trừ, đoán chừng có người muốn vui xấu. Như thế xuất lực không có kết quả tốt. Cho người khác làm áo cưới sự tình, không phải ta Gia Cát Trường Phong phong cách. Không khỏi sững sờ, Âm Dương song lão liếc nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nhưng là Gia Cát Trường Phong cũng không giải thích, chỉ là cười nhẹ dao động cái đầu, thì thào lên tiếng, lão đầu tử tâm tư, lão phu hiện nay đại khái cũng nhìn ra cái manh mối, bát đại thế gia, ngàn năm mật lệnh, nguyên lai hết thảy đã được quyết định từ lâu, ha ha ha. Cười to một tiếng. Gia Cát Trường Phong chậm rãi đi xuống thành lâu, đi thôi, sắc phong đại điển cái kia bắt đầu. Hai người liếc nhau, khẽ gật đầu, cùng nhau đuổi theo. Một phương diện khác, Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy gặp hai đại gia tộc không có đại chiến, đế vương môn liền chết hai vị cung phụng, thế mà trả lại sợ, không khỏi một trận thất lạc, thầm mắng một tiếng phế vật, song song hướng trong hoàng thành bay đi. Mà Trác Phàm mang theo mấy vị trưởng lão cùng Lạc Vân Thường tụ hợp về sau.
cũng đồng loạt hướng Hoàng Thành Cửu Môn đi đến. Nhìn lấy cái kia đạo cao ngạo tóc trắng bóng người, từ đầu đến cuối đều không cầm nhìn tới nàng một chút, Vĩnh Ninh bất giác tức giận hung hăng theo dõi hắn, miệng vểnh lên lên cao, hừ, ra vẻ cái gì, không phải liền là cái thế tục gia tộc phá quản gia a. Vĩnh Ninh, hắn cũng không phải bình thường quản gia, Lạc gia trong tay hắn, nhưng là chân chính cùng đế vương môn cân bằng. Đế vương môn là thân phận gì địa vị ngươi cái kia rõ ràng, dù cho chúng ta gặp cũng phải cung kính đối đãi. Cho nên ngày sau nhìn thấy Lạc gia mọi người, ngươi không được vô lễ. Lúc này, thái tử đi lên phía trước, khiển trách. Vĩnh Ninh không phục, quay đầu sang chỗ khác, nhị hoàng tử cũng là đi vào bên người nàng, thật sâu nhìn Lạc gia mọi người liếc một chút về sau, khẽ gật đầu cái này Lạc gia, coi là thật không thể khinh thường. Riêng là cái kia đại quản gia Trác Phàm, thực sự cực kỳ kết giao mới là. Nhị đệ, đừng quên ta hoàng thất cấm lệnh. Ngươi quản ta. Thái tử mở miệng cảnh cáo, nhị hoàng tử lại là mảy may xem thường. Công chúa, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, kêu to một tiếng vang lên, cái kia lúc trước hầu ở bên người nàng thư đồng, cuối cùng xuyên qua đám người, vội vã chạy đến trước mặt nàng, quan tâm nói. Công chúa cười lắc đầu, thái tử lại là vỗ đầu một cái, thở dài, kém chút quên, Vĩnh Ninh, ngươi là làm sao chạy ra đến? Ây, chui chuồng chó. Gương mặt bất giác một đỏ, Vĩnh Ninh cùng thư đồng kia cùng nhau cúi thấp đầu. Bất giác khí tức trì trệ, quá tử khí được sủng ái đều nhanh xanh, quát nói, Vĩnh Ninh, người tư cách hoàng thành đã có lỗi, thế mà còn là thông qua chui chuồng chó phương thức chạy ra đến, thực sự có mất thể thống, càng là sai càng thêm sai. Cái này có thể trách ta sao? Toàn bộ hoàng thành, thì chuồng chó chỗ đó không có người chấn giữ. Nếu không mà nói... Lấy bản công chúa đoán cốt ngũ trọng thực lực, đã sớm leo tường đi ra. Vĩnh Ninh ngửa cổ lên tử, đầy bụng ủy khuất. Thái tử càng là giận không chỗ phát thiết, bất quá còn không đợi hắn tiếp tục mở mắng. Vũ Văn Thông đã là vội vàng tới hòa giải cười nói, ha ha ha. Đại ca, ngài bớt giận, hoàng muội nàng cũng chính là nhất thời ham chơi mà thôi. Nếu không một hồi chín cửa mở ra, để cho nàng theo chúng ta, đưa nàng về liền tốt. Nhiều đại ít chuyện a, ngươi nói đúng không? Tam ca, ngươi tốt nhất, tuy nhiên dùng mạo ngươi như đầu heo, nhưng não tử có thể so sánh heo thông minh nhiều a. Vĩnh Ninh hì hì cười một tiếng, nói đùa. Sắc mặt một đổ, Vũ Văn Thông lạnh lùng nói, đại ca, ta nhìn vẫn là đem nàng chật đưa phụ hoàng chỗ đó tốt. Cấm túc nàng cái một năm nửa năm, liền mang theo hoàng thành tất cả chuồng chó đều lấp lên, nhìn nàng còn thế nào đi ra. A. Không muốn, tam ca, vừa mới là ta không đúng, cầu ngươi tha thứ ta đi, sự kiện này tuyệt đối đừng để phụ hoàng biết. Ngươi là đẹp trai nhất, so cái kia Trác Phàm còn đẹp trai. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều cười rộ lên, nhìn lấy cô muội muội này, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đều là đồng bào cùng một mẹ huynh muội, như thế nào lại như thế nhẫn tâm, không cho sinh lộ đâu. Kết quả là, lại qua một phút sau. Tại một tiếng bén nhọn tiếng nói dưới, tất cả cổng thành ầm ầm mà di động lên, lộ ra trong hoàng thành cái kia thần bí cảnh trí. Mở. Bát đại gia tộc, chia làm bát môn, chậm rãi đi vào. Thái tử ba người, thì là mang theo Vĩnh Ninh theo ở giữa nhất một đạo cửa lớn, chậm rãi đi vào. Còn lại các đại thế gia, thì là ào ào theo tám nhà cuối hàng, nối đuôi nhau mà vào. Chỉ bất quá lần này, đế vương môn người sau lưng lập tức giảm rất nhiều. Thậm chí cũng không bằng U Minh Cốc cùng Tiềm Long Các trở thế ra sau lưng đi theo người nhiều. Ngược lại, Lạc gia làm một cái mới lên cấp gia tộc, sau lưng lại là hàng lên hàng dài, liền thành môn đều nhanh chen bể. Có thể thấy được lúc trước lần kia hai nhà tranh phong, cho Lạc gia mang đến bao lớn nhân khí. Hiện tại mọi người đều biết, Lạc gia đã siêu việt đế vương môn, trở thành thiên vũ mới trăm nhà đứng đầu. Tuy nhiên bọn họ chỉ có 10 vị trưởng lão khoảng chừng. Nhưng từng cái nhưng đều là tinh anh bên trong tinh anh, cao thủ bên trong cao thủ, không chứa một chút cặn bã. Cái này tựa hồ cũng đại biểu Lạc gia chiêu mộ nguyên tắc, chúng ta chỗ này, chỉ lấy tinh phẩm. Ngay sau đó, tám đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tại một đầu rộng lớn hành lang lên, hai bên đều là khải giáp u mịch hộ vệ, xem xét cũng là sẵn sàng ra trận nhiều năm lão tướng. Còn có rất nhiều phòng ngự trận thức, thiết lập tại trong hoàng thành bên ngoài, còn chưa khởi động. Xa xa nhìn lại, có chừng hơn ngàn nhiều,
Trác Phàm mí mắt lắc một cái, trong lòng âm thầm gật đầu. Bàn về ngàn năm tích lũy, các đại thế gia, không ai sánh nổi hoàng thất a. Sau đó, mọi người lại xuyên qua tám đạo kim thủy kiều, đại khái nửa canh giờ về sau, rốt cục đi vào một tòa nguy nga trước đại điện. Mà ở nơi đó, đế quốc tứ trụ thứ hai, đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên sớm đã đứng tại phía trước ngự tọa trước tay phải vị trí, tay cầm cầu long trảm nguyệt đao, uy phong lẫm liệt. Mà tại ngự tọa trước tay trái vị trí, thì là đế quốc tứ trụ đứng đầu thừa tướng Gia Cát Trường Phong. Hai người thấy mọi người rốt cục đến, đều là quay đầu nhìn về phía Lạc Gia vị trí, riêng là Trác Phàm phương hướng. Độc Cô Chiến Thiên thở sâu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, Gia Cát Trường Phong lại là khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười gật đầu. Chỉ chốc lát sau, lại là một tiếng bén nhọn trong tiếng hét vang, một đạo già nua hoàng phục bóng người dần dần thu vào mọi người tầm mắt. Bệ hạ giá lâm, ngự hạ thứ 8 thế gia sắc phong đại điển, sắp bắt đầu. Hoàng phục lão giả, tại trái phải cận thị cùng đi, khom lấy thân thể, chậm rãi đi hướng ngự tọa vị trí. Nhìn qua tuy nhiên cực kỳ tiêu tụy, nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào phía dưới tất cả mọi người, riêng là nhìn đến Lạc Gia mọi người lúc, càng là có một đạo tinh quang lóe qua. Trong lòng mọi người đều hiểu, vị này cũng là Thiên Vũ Đế quốc hiện tại chính thức người cầm quyền. Tham kiến bệ hạ. Cung chúc Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tại lão giả kia chậm rãi ngồi đến ngự tọa lên lúc, tám đội nhân mã cùng nhau khom mình hành lễ, bái nói. Hoàng đế Rieu mép khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt khoát khoát tay, cười nói, hôm nay chấm triệu trăm nhà đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đều hiểu, thực là ta Thiên Vũ tiền bối bảo hộ, đế quốc bên trong lại gia nhất tộc có thể chịu được chức trách lớn người, cần các vị trước tới chứng kiến một phen. Ta Thiên Vũ lập quốc ngàn năm. Đều là dựa vào thất đại thế gia phụ tá, an bang định quốc, mới có được hôm nay cái này ngự hạ thất gia danh hào cùng Thiên Vũ ngàn năm yên ổn. Không hơn một ngàn năm, hoàng thất xưa nay không dám quên chính mình chức trách, tìm huynh dung có thể, vì thiên hạ mưu phúc chỉ. Bởi vậy mới có bách gia tranh minh, hy vọng có thể theo dân gian quật khởi có năng lực gia tộc, trung tá ta Thiên Vũ việc quan trọng. Nhưng là việc này, ngàn năm qua lại không thể được. May mà trời có mắt rồi. Rốt cục tại chấm cái này đệ nhất, tìm tới có thể phó thác mới trỗi dậy gia tộc, cùng vốn có bảy nhà chung xây thịnh thế. Này thật là chấm may mắn sự tình, xã tắc chuyện may mắn, thiên hạ bách tính may mắn sự tình a. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, mới được trợ lực, giang sơn vĩnh cố. Mọi người vội vã bái hạ, chúc mừng lên tiếng. Lạc Gia mọi người cũng là vội vàng hạ bái, khiêm tốn nói, bệ hạ quá khen, không dám nhận. Thế nhưng là, mọi người tâm lý đều rõ ràng, đây bất quá là cái lời xã giao mà thôi, người nào cũng sẽ không đem nó coi là thật. Cho dù là cái kia lại không có thấy qua việc đời tiểu gia tộc cũng minh bạch, bảy nhà ngàn năm qua tranh đấu không ngừng, từ đâu tới chung xây thịnh thế câu chuyện. Bất quá tranh quyền đoạt lợi thôi. Hiện tại lại tới cái thứ 8 thế gia, sẽ chỉ đánh đến ác hơn. Quân không thấy, hai nhà này còn không vào thành, liền đã ở bên ngoài bắt đầu tranh đấu sao. Cho nên hoàng đế nói những lời này, chẳng qua là cái này lung lay sắp đổ đế quốc, sau cùng một khối tấm màn che mà thôi. Chính hắn không tin, thuộc hạ càng không tin, chỉ nói là nói xong. Thế nhưng là dù vậy, những thứ này người nào đều không tin cớ còn đến nói tiếp, bởi vì đây chính là mặt mũi, xuyên phá mặt mũi này, Thiên Vũ liền sẽ đại loạn, đây là ai cũng không muốn nhìn thấy. Chậm rãi quét vào tràng tất cả mọi người liếc một chút. Hoàng đế thỏa mãn mỉm cười gật đầu, quát to tế thiên. Vừa dứt lời, liền có hoàng thành hộ vệ cấp tốc đi vào trước mọi người mới, mang lên bàn thờ, tại hoàng đế chỉ huy dưới, hướng về thương thiên đại địa dập đầu cúi bái, bên cạnh cận thị thì là tai mắt lấy cuống họng, cao giọng lãng lấy tế thiên tế văn. Đại thể chỉ là một số cảm tạ trời xanh, thiên hữu thiên vũ một loại lời xã giao. Chờ người kia toàn diện xong, đã là đi qua hơn một canh giờ thời gian. Mọi người mới lại tùy tùng lấy hoàng đế đứng dậy. Hoàng đế lần nữa ngồi đến ngự tọa lên, trên đầu đã hơi hơi có mồ hôi, có thể thấy được thân thể đã sắp gần đất xa trời. Điểm này, chính hắn hẳn là cũng rõ ràng, thế nhưng là hắn nhưng như cũ là hồng quang đầy mặt, cười to lên, tốt, tế hôm khác chỗ, bên trong thiên địa cũng là thiên tử, cũng chính là chấm, Lạc Gia gia chủ Lạc Vân Hải tiến lên nghe phong. Đúng, bệ hạ,
Lạc Vân Hải tiến lên trước một bước, hướng hoàng đế khom người quỳ sát nói. Lạc gia con út Lạc Vân Hải, còn nhỏ mất cha, kiên cường dũng cảm, chỉ huy Cơ Khổ gia tộc một đường quật khởi, sau lại tùy tùng Độc Cô lão nguyên soái nhiều lần lập chiến công, càng là tại Bách gia tranh minh bên trong dẫn đầu thắng được, quả thật ta Thiên Vũ thiếu niên anh kiệt, thế nhân mẫu mực. Nay chấm phong Lạc gia ngự hạ thứ 8 gia tộc xưng hào, phong Lâm thành bốn phía trăm thành vì lãnh địa, Lạc Vân Hải gia phong Xương Bình Vương, đế đô thiết kế vương phủ một tòa. Bất giác mãnh liệt nâng lên đầu, Lạc Vân Hải bất giác cả kinh trợn mắt hốc mồm, còn lại các đại gia tộc, cũng là không khỏi sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn về phía hoàng đế, trong mắt đều là mê vẻ nghi hoặc. Dạng này sắc phong thật sự là khiến người ta thật không thể tin, cho dù là Lạc Vân Hải, cũng vạn vạn nghĩ không ra, thì ra là như vậy phong hào, Xương Bình Vương. Phải biết, ngự hạ thất gia bên trong, cũng chỉ có đế vương môn đỉnh lấy vương gia xưng hào. Mà đây cũng là bởi vì nó cùng hoàng thất có quan hệ thân thích quan hệ. Thế nhưng là Lạc gia một cái nghèo khổ tam lưu gia tộc xuất thân dòng dõi, thế mà chạy ở hắn 6 nhà trước đó, bị phong vương, đây là làm cho tất cả mọi người đều vạn vạn nghĩ không ra kết cục. Chỉ có Trác Phàm, Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong giống như có lẽ đã rõ ràng, đây rõ ràng chính là muốn đem Lạc gia chế tạo thành đế vương môn tránh thức kẻ thù. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Bát đại gia tộc bên trong cũng chỉ có thể có một cái lão đại, há có thể có hai cái vương giả. Hoàng đế cái này một sắc phong, thật sự là dùng tâm hiểm ác. Bất quá, Trác Phàm cũng không như vậy quan tâm, dù sao đối với đế vương môn, hắn sách lược chỉ có một cái, kéo. Mà đế vương môn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chúng hoàng đế khích tướng, như vậy tam phương đỉnh lập chi thế đã thành, những cái kia hư danh ngược lại không trọng yếu như vậy. Ngược lại là cái kia trăm tòa thành trì, để Trác Phàm vừa lòng thỏa ý. Phải hiểu, tu giả thế giới trọng yếu nhất là cái gì, tài nguyên tu luyện. Trăm tòa thành trì, liền lên phụ cận địa vực sơn mạch, cái kia chính là mấy chục tòa linh quặng, dược sơn A. Những thứ này quyền sở hữu tài nguyên tu luyện, quả thực cũng là tư gia tài vật. Ném đi nộp lên đế quốc bộ phận, Lạc gia có thể dùng những tư nguyên này, cấp tốc phát triển gia tộc. Lại cũng không cần Tiềm Long các những người kia viện trợ, có thể nói là tránh thức đạt đến tự lập. Đây cũng chính là vì cái gì, rất nhiều gia tộc đều muốn ôm lấy ngự hạ thất gia bắp đùi sống qua. Không có những tư nguyên này, gia tộc kia phát triển tướng làm chậm chạp. Mà những tư nguyên này, trừ là đế quốc, cũng là ngự hạ gia tộc, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Khống chế tư nguyên, chẳng khác nào khống chế toàn bộ Thiên Vũ tu luyện gia tộc. Bây giờ Lạc gia có cái này trăm tòa thành trì lãnh địa, nghĩ đến muốn đầu nhập vào bọn họ gia tộc, muốn xếp hàng ra đường biên giới. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cuối cùng lộ ra một bộ tà dị tiếu dung. Ngay sau đó, liền có hai tên cận thị đi vào Lạc Vân Hải trước người, cho hắn phủ thêm một kiện kim quang lập lòe áo choàng, phía trên thêu lên một đầu uy vũ hùng tráng cự long, một cái bốn chảo long chảo miêu tả sinh động, uy phong lẫm liệt, chính là cùng hoàng tử giống nhau. Đây cũng là tượng trưng cho ngự hạ gia tộc cùng hoàng thất cân bằng, huống chi, Lạc Vân Hải lúc này cũng là vương gia. Tạ bệ hạ phong thưởng, Lạc Vân Hải cúi đầu xuống, lui xuống đi. Hoàng đế hài lòng gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Lạc Vân Thường phương hướng, đạm mạc lên tiếng, Lạc nhà tiểu thư, Lạc Vân Thường tiến lên nghe phong. Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Thường hơi nghi hoặc một chút. Tại Lạc gia, lấy đàn ông vì gia chủ. Muốn phong thưởng lời nói, để Lạc Vân Hải đại biểu chính là, làm sao nàng cũng sẽ bị điểm ra đến. Có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Lạc Vân Thường vẫn là ngoan ngoãn đi ra phía trước, quỳ mọp xuống, khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lạc gia trưởng nữ Lạc Vân Thường, đoan trang hiền thục, tính cách cứng cỏi. Gia tộc gặp rủi do thời khắc, có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, chăm sóc tiểu đệ, dốc hết sức chống lên gặp rủi do gia tộc. Quả thật Thiên Vũ nữ tử mẫu mực. Nay chấm thu ngươi làm con gái nuôi, sắc phong Vĩnh An công chúa. Nhìn ngươi có thể cùng chấm độc nữ Vĩnh Ninh, trở thành hảo tỉ muội, bảo vệ ta Thiên Vũ vĩnh thế an bình. Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Thường quay đầu nhìn trốn ở ba vị hoàng tử sau lưng Vĩnh Ninh liếc một chút, Vĩnh Ninh cũng tại không nháy mắt nhìn lấy nàng. Các nàng người nào cũng không nghĩ tới, thì hoàng đế này một câu, các nàng vậy mà liền thành tỉ muội. Hoàng thượng, tiểu nữ tử trèo cao.
đây là thánh chỉ. Lạc Vân Thường vốn định chối từ, nhưng là hoàng đế lại là nhướng mày, giận tái mặt nói. Không khỏi trong lòng trì trệ, Lạc Vân Thường đành phải lĩnh mệnh, thở dài cái kia. Tiểu nữ tử trèo cao. Đến tận đây, hoàng đế mới hài lòng gật đầu, Lạc Vân Thường cũng lại yên ổn lui về. Lạc gia đại quản gia Trác Phàm, tiến lên nghe phong. Thế mà, chính làm tất cả mọi người đã coi là, sắc phong đã kết thúc lúc, hoàng đế hét lớn một tiếng lại là vang lên lần nữa. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, hắn một quản gia, cũng không phải là Lạc gia chủ, có cái gì tốt phong. Thế nhưng là nếu là hoàng đế ý chỉ, hắn dù sao cũng phải cho chút mặt mũi, sau đó liền nhẹ nhàng nâng bước, đi lên, hơi hơi khom người, tham kiến bệ. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ, dám không quỳ. Nhưng là, hắn nói còn chưa dứt lời, một đạo bén nhọn tiếng nói lại là trong nháy mắt truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm nhấc mắt nhìn đi, đã thấy người kia chỉ là hoàng đế bên người một cái cận thị mà thôi, không khỏi lập tức lạnh xuống mặt đến, thản nhiên nói, người mới lớn mật, hoàng thượng đều không trách ta, đến phiên ngươi đến đánh giám, chẳng lẽ ngươi so hoàng thượng còn lớn hơn? Ách, không không, hoàng thượng. Cái kia cận thị giật mình, bất giác vội vàng khoát khoát tay, muốn giải thích. Bọn họ những người này, ngày bình thường đi theo hoàng đế bên người, đều đã cáo mượn oai hổ quen. Coi như thay thế hoàng đế phát một câu mệnh lệnh, chỉ cần hoàng đế không hỏi qua, đây cũng là không có việc gì, nói không chừng còn là hoàng đế muốn nói không dám nói lời nào đây. Mà những cái kia bị đe dọa người, phần lớn không dám ở hoàng đế trước mặt lỗ mãng, bọn họ cũng liền vui vẻ uy phong bát diện. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Trác Phàm cũng là như thế một cái gai đầu. Đường đường một cái thánh vực ma hoàng, lại trời lại đất, lại có thể hướng một cái chỉ là phàm giai đế vương quỳ xuống. Đến lúc này, cái kia cận thị nhưng là hảo chết không chết chọc tới hắn, nói ra lời nói cũng tranh phong tương đối. Riêng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hoàng đế còn cần hắn, căn bản sẽ không cầm hắn như thế nào. Chậm rãi khoát khoát tay, hoàng đế để người kia lui ra, sau đó một mặt vui vẻ nhìn về phía Trác Phàm nói, như vậy Trác Phàm, ngươi vì sao không quỳ? Ta đầu gối bị thương, không thể quỳ xuống. Nghĩ đến bệ hạ anh minh thần võ, sẽ không mạnh bức một cái tương lai cùng bệ hạ chung xây thịnh thế gia tộc đại quản gia đi vào khuôn khổ đi. Trác Phàm lời ấy nói xảo diệu, chính là lấy đạo của người, trả lại cho người. Thông tục điểm nói chính là, người nhà vừa mới thế nhưng là chính miệng nói, chúng ta là hiền năng gia tộc, có thể chung xây thịnh thế, người vì như thế một cái rắm lớn một chút sự tình tới tìm ta phiền phức, cái kia cùng hôn quân có khác biệt gì? Chẳng phải là bôi nhỏ tổ tông, thiên vũ thì bại trong tay ngươi. Thậm chí, câu nói này đều có chút ý uy hiếp. Lạc Vân Thường cúi đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng càng là khí cái này Trác Phàm không biết lễ nghĩa. Đường đường thiên tử, ngươi quỳ thì quỳ, còn ủy khuất ngươi không thành, làm gì chính mình tìm không thoải mái. Vạn nhất đắc tội hoàng thất, chúng ta nhưng là chưa hẳn địch nổi. Thế nhưng là, nàng không biết là, ở cái này thăng bằng thời khắc, hoàng đế cũng không muốn cùng bọn hắn xung đột, chẳng lẽ còn tiện nghi cái kia đế vương môn sao? Cho nên, Trác Phàm bắt nắm có thể nói tương đương tinh chuẩn. Thật sâu liếc hắn một cái, hoàng đế lộ ra một bộ không hiểu ý cười, khẽ gật đầu tốt, không hổ là Lạc gia đại quản gia Trác Phàm, danh bất hư truyền, có một bộ. Như vậy, Trác Phàm tiến lên nghe phong. Vội ho một tiếng, hoàng đế hơi hơi nghiêm túc, lớn tiếng nói, Lạc gia đại quản gia Trác Phàm, trung dũng hơn người, tài trí vô song, ở gia tộc gặp rủi ro thời kỳ, không rời không bỏ, tận tâm phụ tá, quả thật đế quốc giường cột. Nay chấm đặc biệt phong Lạc gia đại quản gia Trác Phàm, thiên hạ đệ nhất đại quản gia tên, nội trưởng văn quyền, ngoại điều tam quân, chỗ đến, như chấm thân lâm. T. Bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nghe được lời này, tất cả mọi người bất giác đều kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là Trác Phàm, cũng không ngoại lệ. Dạng này phong hào là cái gì, thiên hạ đệ nhất đại quản gia, tại hướng có thể hiệu lệnh bách quan, quyền khuynh triều dã, bên ngoài có thể điều lệnh tam quân, xua quân thiên hạ. Chỗ đến, như hoàng đế đích thân tới, quả thực cũng là dưới một người, trên vạn người. Đạt đến quyền lực đỉnh phong đã đến, tập hợp thừa tướng cùng đại nguyên soái quyền hạn làm một thể,
căn bản chính là Gia Cát Trường Phong cùng Độc Cô Chiến Thiên hợp thể, cũng liền hoàng đế ở trên hắn. Thế nhưng là có dạng này quyền lực, đoán chừng hoàng quyền cũng sẽ bị mất quyền lực, đây không phải tự chui đầu vào giỏ, muốn đem Giang Sơn chắp tay nhường cho người sao. Độc Cô Chiến Thiên mí mắt khẽ run, vạn phần không hiểu nhìn về phía hoàng đế, Gia Cát Trường Phong cũng là nhẹ vịn tròm dâu, thật sâu liếc hắn một cái, mi đầu chăm chú nhăn lại. Lão đầu tử ý này, không biết có tính toán gì không, vậy mà lại cho cái này Trác Phàm cao hơn nhiều tứ trụ quyền lực. Thân thể vì đế quốc thừa tướng hắn tự nhiên trong lòng minh bạch, đế vương chi thuật ngay tại ở chế hành chi đạo. Trong triều, hoàng đế sở dĩ có thể ngồi vững ngự tọa phía trên, cũng là bởi vì hắn cùng Độc Cô Chiến Thiên lẫn nhau quản thúc. Nhưng là bây giờ, đem như thế một cái ba ngày không gây chuyện thì toàn thân khó chịu đau đầu nâng đến như thế cao vị, chẳng phải là để hắn càng thêm lớn lối a, chẳng lẽ nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Gia Cát Trường Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng âm thầm cười lạnh. Xem ra lão đầu tử thật sự là ngồi không yên, muốn mau sớm đem Tôn Hầu tử đẩy ra nháo thiên hư không, quấy đục đại cục a, hừ hừ hừ. Mà Lãnh Vô Thường lại là ra mặt mãnh liệt quất, trong lòng bất giác một trận phẫn uất. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng lớn khái đoán ra hoàng đế một số tâm ý, nhưng vẫn còn có chút không phục. Hắn tại đế vương môn đảm nhiệm đại quản gia chức, thần toán tử danh hào sớm đã vang vọng thiên vũ. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái này thiên hạ đệ nhất đại quản gia danh hào, thế mà lại rơi xuống mới ra đời Trác Phàm trên đầu, cái này khiến hắn vạn phần không phục. Tuy nhiên Trác Phàm tài trí xảo trá cũng để cho hắn kiêng kỵ ba phần, nhưng luận tư lịch, cái này thứ nhất ống nhà xưng hào, cũng nên rơi xuống trên đầu của hắn mới đúng a. Trong lòng một trận phiền muộn, Lãnh Vô Thường hít sâu hai cái về sau, mới hơi chút bình tĩnh trở lại, nhưng nhìn về phía Trác Phàm song đồng, vẫn còn có chút hơi đỏ lên, trong lòng ghen tị muốn mạng. Ban thưởng tử kim áo choàng. Hoàng đế nhỏ vung tay lên, đạm mạc lên tiếng. Lập tức liền có cận thị bưng một cái mâm gỗ đi ra, phía trên phát triển để đó một kiện tử sắc kim tuyến thêu chế áo choàng. Hô một tiếng, đem áo choàng triển khai, chỉ thấy phía trên thêu lên một đầu kim long, mà cái kia long chảo vị trí trừ bốn chảo bên ngoài, loáng thoáng còn có nửa cái móng tay không có lộ ra. Phải biết, hoàng thất bào phục lên long chảo số lượng, chính là thân phận địa vị biểu tượng. Bốn chảo long là hoàng tử. Ngũ chảo long nhưng chính là chánh thức thiên tử, cửu ngũ chí tôn. Mà bây giờ cho Trác Phàm cái này áo choàng lại là bốn chảo nửa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể biến thành ngũ chảo kim long, thiên tử chí tôn. Như thế mập mờ phục sức, trước kia là tuyệt đối không cho phép tồn tại, thậm chí đây chính là cấm kỵ, là đế vương không thể nhẫn, có soán vị cướp ngôi chi ngại. Nhưng là bây giờ, hoàng đế thế mà đem như vậy một kiện áo choàng ban cho Trác Phàm. Lại là chính không bàn mà hợp cái kia thiên hạ đệ nhất đại quản gia danh hào. Trác Phàm địa vị, chỉ ở hoàng đế phía dưới, nhưng lại ẩn ẩn tại bảy nhà cùng hoàng tử phía trên, cho dù là thái tử cũng tuyệt đối không thể so sánh được. Trong mắt nhìn không được bỗng nhiên rung động, thái tử suy nghĩ một chút, vội vã tiến về phía trước một bước dập đầu nói, khởi bẩm phụ hoàng, này cùng lễ chế không hợp, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Còn lại người chờ cũng vội vàng quỳ sát bái gõ, cùng hô lên, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đây là thánh chỉ, lui ra, lạnh lùng liếc mọi người liếc một chút, hoàng đế đạm mạc lên tiếng, nhưng là cái kia từng chữ nói ra, lại là tràn ngập không thể làm trái uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi bỗng nhiên đánh một cái lạnh run, cũng không dám nữa nói một câu. Hoàng đế chính là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể dung người khác chi ngôn bài bố. Tất cả mọi người biết đạo lý này, minh bạch lại nói tiếp sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã, cũng sẽ không nói, lui xuống đi. Về sau, Trác Phàm thuận lợi mà phủ thêm cái này áo choàng, phía trên thiên hạ đệ nhất đại quản gia thất có chữ đại, kim quang rạng rỡ, chiếu mọi người tại đây ánh mắt thấy đau, cũng để cho không ít người trong lòng rung động. Hiện tại Trác Phàm có cái này vô thượng quyền uy, ngày sau nhưng là càng phách lối, người nào còn có thể nhắm trúng hắn. Hiện tại hắn thế nhưng là tùy thời tùy chỗ có thể điều động hoàng thất quân đội trợ trận a. Liếc nhìn nhau, Dược Phương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm người đều là một trận cười khổ. Lúc trước bọn họ không có đem Trác Phàm cùng Lạc Gia coi là chuyện to tát, nhưng bây giờ lại thành lại không còn cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ. Sớm biết như thế,
lúc trước liền nên toàn lực ứng phó tiêu diệt bọn họ, tội gì rơi vào cục diện hôm nay. Đế vương môn gặp này lại là cũng không nóng nảy, bởi vì bọn hắn biết, Trác Phàm đây bất quá là cái hư chức mà thôi. Tại phong thưởng Trác Phàm về sau, hoàng đế lại đối Lạc gia cao tầng nhất một phong thưởng, chỉ bất quá liền không có trước ba cái phong đến lớn như vậy. Cũng chính là ý tứ, để người khắp thiên hạ biết, cái này Lạc gia cao tầng đều có ai, về sau đi bộ mọc ra điểm ánh mắt, khác đắc tội không nên đắc tội với người. Nhưng là dù vậy, vẫn là có một việc, để tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, riêng là Dược Vương Điện cùng Hoa Vũ Lâu, càng là đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lạc gia nhị trưởng lão, đan phòng trưởng lão, lại chính là Dược Vương Điện trước độc thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng. Điểm này, liền hoàng đế đều cảm thấy kinh dị, hắn không phải đã sớm chết trong tay Trác Phàm à, làm sao hiện tại lại thành Lạc gia trưởng lão. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, hoàng đế bật cười ra tiếng, Trác quản gia, người chiêu này giấu giếm, thế nhưng là đem người trong thiên hạ giấu giếm 7-8 năm a. Hiện tại, trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật a? Ha ha ha, bệ hạ chớ có giễu cợt, bệ hạ thánh minh, tại trước mặt ngài, ta nào còn dám có bất kỳ bí mật cất giấu, tất cả đều phơi trần cho thiên hạ. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, khom người nói. Hoàng đế cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Nếu là Trác Phàm lời nói hắn đều tin, vậy hắn cũng không phải là hoàng đế. Tiểu tử này một đầu âm mưu quỷ kế, liền hoàng đế đều có chút suy nghĩ không thấu. Hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy thật không thể tin sự tình xuất hiện, hoàng đế trong lòng đối Trác Phàm lại là lại nhiều một tầng kiêng kỵ. Chẳng biết lúc nào, hắn tự nhận là thân thủ bố trí xuống con cờ này, đã không nhận hắn khống chế. Hy vọng bàn cờ này có thể xuống đến sau cùng đi. Trong mắt tinh quang lóe lên, hoàng đế trong lòng thầm than. Đón lấy, lại qua 2-3 canh giờ, phong thưởng hoàn tất về sau, sắc phong đại điển chính thức kết thúc, hoàng đế cũng để cho các nhà lui ra hoàng thành. Chúng thế gia khom người lui ra, trong lòng đối Lạc gia lại là càng thêm kính ngưỡng. Cái này mới ngự hạ gia tộc, tuy nhiên vừa mới cất bước, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Cao hơn tay có cao thủ, muốn luyện đan sư có luyện đan sư, mà lại tất cả đều là tối cao cấp tồn tại. Liên đại quản gia đều là siêu càng lâu năm hơn quản gia, thần toán tử, bị phong là thiên hạ đệ nhất quản gia Trác Phàm. Dạng này đội hình, văn võ vẹn toàn, ngày sau phát triển coi là thật không thể khinh thường. Rất nhiều thế tục gia tộc, trải qua này sắc phong đại điển về sau, đã tại suy nghĩ lấy đi tìm nơi nương tựa Lạc gia. Riêng là nhìn thấy Lạc gia an bài, đại trưởng lão lại là Lôi Vân Thiên cái này yếu nhất, nhị trưởng lão Nghiêm Tùng cũng xếp tại rất nhiều thần chiếu cảnh cao thủ trước đó, cùng còn lại gia tộc ấn thực lực sắp xếp thứ tự hoàn toàn khác biệt. Cái này căn bản là hướng mọi người gửi đi một cái trọng yếu tín hiệu, Lạc gia là một cái hữu tình gia tộc. Tới trước người được đến đãi ngộ, tự nhiên sẽ cao, dù sao đưa than khi có tuyết cùng dệt hoa trên gấm cũng không là một chuyện. Cái này dẫn dụ tất cả mọi người, tranh nhau chen lấn đi tìm nơi nương tựa Lạc gia, mà không phải bình chân như vậy, nhìn lại tình huống. Lạc nhà thế lực, sẽ tại trong ngắn hạn phi tốc phát triển. Mà như thế làm người khác chú ý trưởng lão sắp xếp, cũng chỉ có Lạc gia có thể làm được tới. Chỉ vì Lạc gia đại quản gia là Trác Phàm như thế cái cường quyền phần tử, hắn bài vị tử, ai dám nói không? Cái này nếu là đặt ở khác gia tộc, thực lực như thế không chờ hàng pháp, các trưởng lão đã sớm vỡ lở ra. Cường giả, luôn có cái tôn nghiêm đúng không? Thế nhưng là tại Lạc gia, tôn nghiêm nhằm nhò gì? Người dám cùng Trác Phàm giảng tôn nghiêm, cái kia thuần túy là tự tìm nhục nhã. Trác Phàm, người cùng chấm đến. Trác Phàm cần cùng Lạc gia mọi người đồng loạt lui ra, lại là đột nhiên bị một tiếng thanh âm già nua gọi lại, quay đầu xem xét, đã thấy hoàng đế chính không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm khẽ gật đầu, tựa hồ sớm đã ngờ tới giống như, liền đi theo hắn sau lưng đi qua. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tới đến hậu cung ngự hoa viên trong lương đình, hoàng đế đầu tiên ngồi tại một trương trên mặt ghế đá, phất tay nhất chỉ, thản nhiên nói, đây là chấm cùng Tư Mã tiên sinh đánh cờ chỗ, ở chỗ này không phân quân thần. Mời ngồi, không cần câu thúc. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm dửng dưng ngồi xuống, theo tay cầm lên đĩa trái cây bên trong thủy quả thì cắn một cái, còn thật mẹ hắn thì không câu thúc a. Bên cạnh cận thị gặp này,
gương mặt một trận mãnh liệt quất. Hoàng đế bệ hạ lời này bất quá khách khí mà thôi, người nhà còn coi là thật. Liền xem như cái kia Tư Mã tiên sinh, kết bạn với bệ hạ nhiều năm, cũng không có như thế phóng túng a. Bất quá, hoàng đế lại cũng không thèm để ý, cứ như vậy nhìn lấy Trác Phàm cười, như là một vị nhìn lấy tôn nhi lão nhân, tự ái an tường. Trác Phàm a, người đại danh ta sớm có nghe nói, nhưng cái này gặp mặt, còn là lần đầu tiên đi. Hoàng đế nhìn lấy Trác Phàm, ria mép khẽ nhúc nhích, cười nói. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, giữ im lặng. Bất giác nhìn không được cười lên, hoàng đế tiếp tục nói, lúc trước lần đầu tiên nghe được tên ngươi, là ta cái kia Tam Hoàng Nhi báo hồi. Lúc đó hắn nói, Lạc gia có một vị thông minh tháo vát quản gia chống đỡ, để chấm không cần phải lo lắng. Chấm cũng không có coi là chuyện to tát, liền muốn chậm rãi bồi dưỡng cái này tân sinh gia tộc, đến mức ngươi năng lực, chấm cũng không có để ở trong lòng. Một cái tam lưu lụi bại gia tộc quản gia, coi như thông minh tháo vát, có thể mạnh đi đến nơi nào. Chỉ là xử lý chút nội trợ, xử lý ngay ngắn rõ ràng mà thôi. Dù sao nhãn giới có hạn, không có khả năng có cái gì triển vọng lớn, đúng không? Hoàng đế như là làm nhảm việc thường ngày một dạng, nhìn về phía Trác Phàm cười. Trác Phàm cũng khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận. Xác thực, tại không thấy người trước đó, tất cả tin tức đều ở gia tộc bối cảnh lên. Cái gọi là cái mông quyết định đầu, một cái liền Phong Lâm thành như thế biên giới chi địa đều không đi ra qua gia tộc, có thể có cái gì nhãn giới, lại có cái gì đại trí. Liền xem như hắn, đổi vị trí lời nói, đoán chừng cũng không thể ngoại lệ, đối Lạc gia cùng Trác Phàm người này, ngay từ đầu hội xem thường. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều xem nhẹ bọn họ người ta buông lỏng cảnh giác. Mới để bọn hắn thận trọng từng bước, có cơ hội để lợi dụng được. Nếu không mà nói, ngay từ đầu U Minh Cốc hoặc hắn gia tộc thì đối bọn hắn toàn lực ứng phó, đuổi tận giết tuyệt, đoán chừng bọn họ cũng liền sớm chơi xong, chỗ nào còn có hiện tại cường thế. Đây hết thảy không thể trách bất luận kẻ nào, cũng không thể trách U Minh Cốc bọn họ ngu xuẩn, bỏ mặc Lạc gia đến bây giờ, chỉ có thể nói, hắn Trác Phàm là cái dị số, ai cũng không thể đoán được dị số. Thế nhưng là, về sau tại Thanh Minh Thành, người giết U Quỷ Thất một chuyện, lại là để chấm giật nảy cả mình a. Thật sâu hít một hơi, hoàng đế ngửa đầu nhìn lên trời, khóe miệng nhẹ vểnh lên, tựa hồ rơi vào cái gì mỹ hảo trong hồi ức giống như, lúc đó chấm trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là đường đường thiên vũ thứ ba chí tinh, U Minh Cốc cố vấn, là như thế nào chết tại một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi trong tay. Cũng là kể từ lúc đó, chấm bắt đầu chú ý ngươi. Chỉ sợ khi đó, trừ chấm bên ngoài, cũng có rất nhiều người đối ngươi có hứng thú đi. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, lắc lắc đầu. Vốn là hắn ban đầu là dự định một mực điệu thấp đi xuống, chậm rãi phát triển thực lực, miễn cho bị cường giả để mắt tới. Thế nhưng là, lại vẫn cứ ra ngưng nhi một chuyện, để hắn không thể không đứng ra đối mặt hết thảy. Cái này rồi sau đó U Minh Cốc đế quốc lệnh truy sát. Xáo trộn hắn tất cả trình tự. Nghĩ như thế, hắn có vẻ như cũng không phải là như chính mình suy nghĩ bình tĩnh như vậy, có khi còn rất xúc động. Bất quá loại này xúc động, hắn cũng rất ưa thích, cũng coi là hắn một loại tùy hứng, thoải mái. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, hoàng đế ngửa đầu khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi không cần vì lúc trước tính sai cảm thấy hối hận, chấm minh bạch, như ngươi loại này ẩn nhẫn người. Tuyệt sẽ không sớm như vậy thì dựng nên cường địch. Chỉ là vàng cũng sẽ phát sáng, hạt cát vĩnh viễn không che giấu được kim cương sáng chói. Coi như ngươi không nghĩ, loại sự tình này cũng sẽ rất nhanh phát sinh. Chỉ bất quá, ngươi khối này vàng ánh sáng, cũng quá chướng mắt một số, chấm đôi mắt già nua đều sắp bị ngươi chói mù, ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hoàng đế tiếp tục nói, về sau, chấm một khỏa yếu ớt trái tim. Vừa mới ổn định một số, không có qua mấy tháng, lại truyền tới người đại náo Hoa Vũ lâu, liền giết ba đại thế gia trưởng lão sự tình. Lần này, thế nhưng là đem chấm dọa cho phát sợ a. Chấm muốn giúp đỡ Lạc gia bình định thế lực khắp nơi, nhưng cũng bởi vì ngươi, để chấm vừa mới bồi dưỡng lên cái này gà con, kém chút bị sói hoang ngậm đi, thất bại trong gang tấc. Lúc đó chấm cũng đang lo lắng, phải chăng cái kia từ bỏ các ngươi. Ách, xin lỗi bệ hạ. Tiểu tử lỗ máng,
kém chút hại bệ hạ tâm huyết uổng phí, thực sự hổ thẹn. Trác Phàm đứng lên, hơi hơi khom người, ôm quyền nói. Nhưng là trong lòng, lại là từ chối cho ý kiến. Hoàng đế này đối với hắn nói, nhìn như thành thật với nhau, lại là không có một câu lời nói thật. Tuy nhiên hắn một mực tại nói chế hành chi đạo, nhưng nhìn hắn hôm nay sở tác sở vi, nơi nào có nửa điểm quản thúc ý tứ, rõ ràng cũng là gây chuyện. Mọi thứ nhìn hắn làm thế nào, đừng nghe hắn nói như thế nào, đây là Trác Phàm nhiều năm trước dạy cho Lôi Vũ Đình xử sự chuẩn tắc, chính hắn tự nhiên cũng càng có tâm đắc. Cho nên đối với hoàng đế này lời nói bên trong thật giả, hắn trong lòng mình lại là cùng như gương sáng đồng dạng, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy trúng kế. Thật sâu nhìn hắn rất lâu, hoàng đế trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh quang, lại là khoát khoát tay cười to nói, ha ha ha. Không ngại, dù sao đều đã qua, mà lại, cũng là kể từ lúc đó, chấm mới phát hiện, hoàng nhi nói không tệ, người xác thực là năng lực xuất chúng. Nếu không phải như thế lời nói, hạng người vô năng há có thể náo ra lớn như vậy một cái động tĩnh. Cho nên, chấm lúc đó làm ra một cái lớn mật quyết định. Gấp điều độc cô lão nguyên soái gấp rút tiếp viện Phong Lâm Thành, người biết tại sao không? Bệ hạ đối Lạc gia ân sủng có thừa, Trác Phàm cảm động đến rơi nước mắt. Trác Phàm vội vàng cúi đầu, cung kính nói. Chậm rãi lắc đầu, hoàng đế lại là cười thần bí nói, không, chấm không phải vì Lạc gia, mà chính là vì bảo toàn ngươi. Trác Phàm sợ hãi, không dám nhận. Ha ha ha, ngươi không có gì không dám nhận, ngươi có thực lực này. Chấm rất là thưởng thức. Mà lại, về sau tất cả mọi chuyện cũng chứng minh, chấm lúc trước điều khiển trăm vạn đại quân bảo vệ một người quyết định, là đúng. Ngươi làm việc, chưa từng có để chấm thất vọng qua. Hung hăng vỗ vỗ Trác Phàm đầu vai, hoàng đế không có không keo kiệt tán thưởng lên tiếng. Trác Phàm một mực cúi đầu, lại là không nói lời nào. Hoàng đế ánh mắt hơi hơi mị mị, nhìn chằm chằm hắn không thả, sau cùng cuối cùng tiến vào chính đề, Trác Phàm. Chấm mời ngươi đến đây, thực còn có một chuyện thương lượng. Mời bệ hạ phân phó, Trác Phàm bái nói. Ngươi cảm thấy, thừa tướng chi vị, đối ngươi như thế nào? Thân thể lạnh không khỏi run lên, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, một mặt mê hoặc nhìn về phía hắn, bệ hạ, đế quốc không phải có Gia Cát thừa tướng quản lý à, vì sao? Ha ha ha, đế quốc tam đại chí tinh bên trong, u quỷ thất chỉ tự ý âm mưu quỷ kế, không phải trên bàn. Lãnh Vô Thường tuy nhiên có tài, nhưng sức chịu đựng nhỏ hẹp, lược mất bá lực. Gia Cát thừa tướng là thí sinh thích hợp nhất, hắn cũng tại vị mấy chục năm, một mực làm không tệ. Chỉ là, hắn cùng chấm đồng dạng, đều đã lão. Chẳng lẽ nói, chờ chấm vĩnh biệt cõi đời về sau, còn lưu một đám lão nhân phụ chính, cho hậu nhân xiết cái đuôi sao? Chỉ sợ sự kiện này không chỉ là chấm không tình nguyện, liền hậu nhân cũng sẽ không đáp ứng đi. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm đã minh bạch hoàng đế ý tứ. Hắn đây rõ ràng cũng là tại vì tân nhiệm hoàng đế, hắn nhi tử trải đường. Phải biết, hắn như một khi quy thiên, tân hoàng đăng vị, căn cơ bất ổn. Gia Cát Trường Phong cái này kẻ già đời, quyền khuynh triều dã, tâm cơ lòng dạ, hắn ba cái kia nhi tử, cái nào là lão gia hỏa này đối thủ. Đến lúc đó, nhất định là quân yếu thần mạnh cục diện. Cái kia cái này Thiên Vũ sẽ còn là Vũ Văn ra sao? Ha ha ha, khẳng định phải đổi chủ. Thế nhưng là, hắn Trác Phàm thì không giống nhau. Trong triều, một dạng không có căn cơ, coi như tân hoàng đăng vị, thế lực làm sao cũng sẽ mạnh hơn hắn. Cái kia chính là quân mạnh thần yếu kết quả, dễ dàng tân hoàng nắm giữ. Mà đổi thành một chút, phụ tá tân quân quản lý quốc gia, Trác Phàm cũng là thông thạo. Dù sao, có thể đem một cái tam lưu thế gia, ngắn ngủi không đến 10 năm công phu, mang cho tới bây giờ ngự hạ 8 nhà đứng đầu cấp độ, cũng đủ để chứng minh hắn năng lực không phải bình thường cường hãn. Cho nên hoàng đế tìm hắn làm tân quân phụ tá đại thần, thật sự là cái gì đều cân nhắc đến. Nhìn chằm chằm hắn, hoàng đế chậm chậm nói, Trác Phàm, ngươi một con đường này đi tới, chẫm đều đang nhìn. Ngươi năng lực không kém Gia Cát Trường Phong, thậm chí còn hơn. Hắn tại ngươi cái này tuổi tác lúc, nhưng là vẫn chỉ là một giới không dành thế sự con mọt sách đây, ngươi nhưng là mạnh hơn hắn nhiều. Chấm tin tưởng, tương lai ngươi sẽ trở thành so với hắn xuất sắc hơn tứ trụ đứng đầu, thừa tướng chi tôn, tạo phúc thiên vũ. Chấm sắc phong ngươi thiên hạ đệ nhất đại quản gia tên,
cũng là để ngươi giúp chấm quản lý tốt quốc gia này a. Hoàng đế ánh mắt vô cùng chân thành, Trác Phàm mí mắt khẽ nhúc nhích, nhìn không ra cái gì thật giả, nhưng là hắn hiểu được, hoàng đế trong lòng nhất định còn có mục đích, liền thẳng thắn làm rõ nói, thế nhưng là bệ hạ, ngài hẳn là cũng biết, ta có long hồn kề bên người. Để cho ta lưu trong triều, sẽ không đập vào hoàng thất sao? Trác Phàm nói uyển chuyển, nhưng thực lòng nghĩ cùng lúc trước hoàng phủ Thanh Thiên không sai biệt lắm. Lão tử cũng là cái gọi là thiên mệnh sở quy, tương lai vương giả, chẳng lẽ ngươi nha không sợ ta đoạt ngươi giang sơn? Ha ha ha! Bất giác cười lớn một tiếng, hoàng đế sắc mặt thản nhiên, không ngần ngại chút nào, địa mạch long hồn, bất quá thiên địa linh vật, ta hoàng gia tổ tiên đưa nó trấn áp, bất quá là vì bảo vệ ta thiên vũ vạn lý hà sơn mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bản thân cũng không đại biểu cái gì. Nếu không mà nói, chúng ta vì sao muốn để đế vương môn trấn thủ tỏa long thành? Chẳng lẽ không sợ bọn họ đem long hồn chiếm làm của riêng, đoạt ta giang sơn sao? Mà lại, hoàng phủ Thanh Thiên không phải cũng thân có long hồn, tự xưng thiên mệnh sở quy, còn không phải chết trong tay ngươi. Ha ha ha, thiên mệnh, cho tới bây giờ nắm giữ ở trong tay chính mình. Hậu bối tử tôn quyết chí tự cường, cần chính ái dân, thiên vũ tự nhiên quốc thái dân an, bách tính giàu có, hậu bối tử tôn bất hiếu, xa hoa dâm đáng. Lại như thế nào có thể bảo vệ ta thiên vũ trường trì cửu an? Cho nên thiên mệnh nói chuyện, thực sự hư vô, chấm nếu tin tưởng, chỉ cần ngồi hưởng thành là được, như thế nào lại như thế phí sức đâu? Mi đầu bất giác nhất động, Trác Phàm khẽ gật đầu, hoàng đế này nói còn thật mẹ hắn có lý, để hắn không thể không tin. Còn hoàng đế trong lòng đến cùng tin hay không, vậy hắn thì không được biết. Trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm hơi hơi ôm quyền, ách, bệ hạ. Xin cho ta suy nghĩ thêm một trận. Cũng tốt, trước nghĩ kỹ sau lại làm. Nhưng chấm thật hy vọng, người có thể vì đế quốc hiệu lực, không phụ chấm cho người thiên hạ đệ nhất quản gia phong hào. Khẽ gật đầu, hoàng đế cười nói, vẫn như cũ như thế chân thành. Cho dù Trác Phàm gặp, cũng không nhịn được âm thầm cảm khái. Như hoàng đế này hôm nay tất cả mọi thứ đều là nói dối, vậy hắn cũng đừng làm hoàng đế, làm ảnh đế đi. Về sau, hai người lại phiếm vài câu, Trác Phàm liền khom người cáo lui. Nhìn lấy hắn bóng người dần dần biến mất, hoàng đế cuối cùng lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Vù vù, tiếng xé gió vang, hai đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại hoàng đế bên người, lại chính là hộ long thần vệ Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy hai người. Hai người hướng hoàng đế bái bai về sau, Tư Mã Huy liền dẫn đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, công chúa đã an toàn trở về. Cái này Vĩnh Ninh a, thật sự là một khắc không cho chấm bất lo. Lần này nếu không phải Trác Phàm kịp thời xuất hiện, nhà đầu này nhưng là xảy ra đại sự. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hoàng đế trên mặt ít có lộ ra vẻ may mắn, có thể thấy được đối nữ nhi này là cỡ nào coi trọng. Phương Thu Bạch cũng là thở dài lên tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ không ra cái này Trác Phàm, chỉ là mấy ngày không thấy, thì lau mắt mà nhìn. Hiện tại hắn thực lực, chỉ sợ đã siêu việt chúng ta. Ai, tiểu quái vật này. Hừ, nào chỉ là tiểu quái vật, quả thực cũng là một cái thần chiếu đỉnh phong ra cát trường phong, văn võ vẹn toàn, thực sự quá nguy hiểm. Ánh mắt khẽ híp một cái, hoàng đế bất giác ho kịch liệt lên. Khụ khụ khụ, cầm bút giấy đến. Vâng, cận thị đáp ứng một tiếng, liền đem bút giấy chuẩn bị đầy đủ. Hoàng đế tại cái kia trên tờ giấy trắng cứng cáp có lực viết ra vài cái chữ to, lại đúng là hắn ba cái hoàng nhi tên. Nhìn lấy ba cái kia quen thuộc chữ viết, hoàng đế trong mắt phức tạp, nhưng cuối cùng lại là ánh mắt nhất định, thản nhiên nói, vừa mới bên ngoài tình hình, cùng chấm thật tốt nói một chút, riêng là ba người bọn họ phản ứng. Vâng, Phương Thu Bạch gật đầu một cái, liền một năm một mười đem ngoài thành sự tình nói một lần. Hoàng đế trầm ngâm nửa ngày. Cầm lấy một chi chu sa bút, tại thái tử tên trước dừng lại, thì thào lên tiếng, lão đại tính cách trầm ổn, đối xử mọi người khéo đưa đẩy, tôn sùng tổ huấn, ngược lại là minh quân chi tư. Hoàng đế một bên nói, một bên tại tên hắn đằng sau vẽ vài vòng, thế nhưng là đợi họa ba cái đỏ vòng về sau, lại là đột nhiên nhướng mày, thở dài, thế nhưng ngươi lại nghe lời như vậy làm gì, ngoan cố không thay đổi, tất bị người lừa vào hố, ai? Bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng đế tại sau cùng vẽ một chữ X, sau đó lại đi tới lão nhị tên trước,
họa hai vòng, lão nhị dũng mãnh thiện giao, làm việc quyết đoán mà có dã tâm, lại tính cách lỗ mãng, tranh ăn với hổ, sớm muộn sẽ bị làm vũ khí sử dụng, hừ. Hoàng đế liền họa ba cái chữ X, tức giận đến rear mép run run, cái này lão nhị, không có tác dụng lớn. Sau cùng, hắn lại đi tới lão tam tên trước, chần chờ một chút, lại là họa cái dấu hỏi, liền ngừng bút. Bệ hạ, làm sao? Phương Thu Bạch sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Chậm rãi lắc đầu, hoàng đế đạm mạc lên tiếng, chấm biết ngươi là hướng về lão tam, bất quá chấm đứa con thứ ba này, còn cần thật tốt quan sát một trận mới là a. Riêng là cái này lão tam, chấm cũng có chút xem không hiểu. Nếu không, chấm tân tân khổ khổ cho bọn hắn trải đường, kết quả là gặp phải cái con bất hiếu, đem thiên hạ đều thua sạch, cái kia chấm thế nhưng là chết cũng sẽ không nhắm mắt a. Thật dài thở dài, hoàng đế trong mắt một mảnh buồn bã sắc. Hắn hiện tại thật hy vọng, hắn ba con trai bên trong, dù là có một cái, có Trác Phàm một nửa lòng dạ, hắn cũng liền có thể yên ổn truyền vị. Bàng thống lĩnh, tại rơi xuống Tây Thành cổ gia, kính đã lâu lạc ra uy danh, muốn bái kiến tiểu vương gia, nhìn có thể thông báo một tiếng. Một vị tướng mạo đường đường công tử trẻ tuổi, ở một tòa nguy nga trước cổng chính, hướng về bàng nghĩa sâu khom người bái thật sâu, nhìn qua cực kỳ thuận theo. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, sau lưng lại là đụng một chân, đem hắn hung hăng đá bay ra ngoài, một cái có chút tên hèn mọn, khinh thường phun một bãi nước miếng, khinh bỉ nói, hừ. Một cái phía dưới tam lưu gia tộc, cũng muốn trèo lạc ra cảnh cây cao, người cũng xứng. Đón lấy, người kia lại một mặt nịnh hót nhìn về phía bảng nghĩa, xuất ra một bình sứ nhỏ, ưỡn nghiêm mặt đưa lên nói, hắc hắc hắc. Tại hạ lãnh phong thành bạch gia, hy vọng may mắn thêm vào lạc gia dưới trướng, cung cấp ngài phân công, chỗ này có một bình ngũ phẩm linh đan, thiên vân đan, trợ ngài đột phá thiên huyền cảnh. Nho nhỏ tâm ý, còn mời cười. Ba. Thế mà, hắn lời ấy còn chưa nói xong, lại là cũng không biết chỗ nào thoát ra một cái to lớn bàn tay thô, lúc này thì đập vào trên mặt hắn, nhất thời liền đem hắn đập bay ra 3 mét có hơn, một bên gương mặt sớm đã thật cao nâng lên. Ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy người kia là cái chính nghĩa lẫm nhiên lão giả, một đôi lãnh ngạo hai con ngươi, tinh quang rạng rỡ, oán hận nói, hừ, lãnh phong thành bạch gia, hạng giá áo túi cơm, trước kia chính là U Minh cốc phụ thuộc gia tộc. Hiện tại thế mà tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương, chẳng lẽ không phải muốn làm gian tế sao? Lão Phu bán Hải Thành Vương ra, tuyệt đối không cho phép vô sỉ như vậy sự tình tại Lão Phu dưới mí mắt phát sinh. Nói, lão giả kia liền ngạo nghễ đi vào trong, vừa đi, còn một bên huy động ống tay áo, một mặt nghiêm nghị nói, Lão Phu thể sống chết bảo vệ lạc gia, tuyệt không để bất luận cái gì bọn chuột nhắt chui chỗ trống. Phốc! Đột nhiên! Một tiếng vang trầm truyền ra, lão giả kia tiến lên tốc độ lúc này dừng lại. Bất giác khẽ giật mình, lão giả cúi đầu nhìn qua, lại chính gặp một cái to bàn tay to đến tại bộ ngực hắn chỗ. Bàng thống lĩnh lạnh lùng nhìn lấy hắn, ta dị cười một tiếng, để ngươi đi vào sao. Tiếng nói vừa dứt, liền thủ hạ mãnh liệt vừa dùng lực, nhất thời liền đem hắn ném ra 10 mét có hơn, ngã cái mặt mày xám xịt. Lão giả kia đứng dậy, đầy bụng ủy khuất. Mắng to, ngươi làm sao như thế ngang ngược không nói đạo lý, nói động thủ liền động thủ, lão phu. Lão phu ta trả lại cho các ngươi bắt cái gian tế đâu. Ngươi chỉ vừa mới người kia sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, bàng thống lĩnh sủi cười ra tiếng, ta lạc ra lại không thu hắn, là cái lông gian tế. Nghe được lời này, lão giả kia cổ ngửa mặt lên, cần lại biện, người phía sau nhóm dĩ nhiên đã xông tới. Lúc này đem hắn bao phủ trong biển người. Có càng là sợ hắn lại nổi lên đến cùng bọn hắn cạnh tranh, vẫn không quên đạp cho hắn hai cước, để hắn trong thời gian ngắn lại dậy không nổi. Xú lão đầu, con mẹ nó người khác cậy già lên mặt, thừa cơ muốn lợi dụng sơ hở. Muốn ôm lạc ra bắp đùi, các ngươi vương gia còn rất sớm cái nào. Đúng đấy, bớt ở chỗ này vướng bận, phương gia chúng ta nhưng là muốn thề làm lạc ra đầy tớ. Các người ai cũng chớ cùng ta tranh giành a. Ảo, bàng thống lĩnh, ta chỗ này có một kiện gia truyền tứ phẩm linh binh dâng lên, nhìn ngài có thể cho ta thông báo một tiếng. Phi, tứ phẩm linh binh cũng tốt cầm ra. Ngươi làm lạc gia ngự hạ tám nhà đứng đầu, hội thiếu ngươi cái này thứ đổ hư nhi sao? Bàng thống lĩnh, ta chỗ này có thật chính lục phẩm thiên tài địa bảo,
nhìn ngài tại tiểu vương gia trước mặt thay ta nói tốt vài câu, nhận lấy chúng ta đi. Một tòa rộng rãi công trình kiến trúc trước, tụ tập đầy ắp theo bốn phương tám hướng chạy đến đám người, đông như chảy hội. Trên không bảng hiệu bên trên, khắc lấy Xương Bình Vương phủ bốn cái cứng cáp có lực chữ vàng. Đây chính là hoàng đế ban cho Lạc Vân Hải tại đế đô vương phủ, cũng là Lạc gia ở chỗ này nơi ở. Bởi vì Lạc gia tại sắc phong đại điển lên bị lớn lao phong thưởng, lại lực áp ban đầu 7 nhà đứng đầu đế vương môn, trở thành mới thực chí danh quy 8 nhà đứng đầu, cho nên cỏ đầu tường, ngã theo phía các thế tục gia tộc, liền tất cả đều vội vã đến đây tiếp kiến tiểu vương gia, muốn sớm ôm vào viên này từ từ bay lên ngôi sao mới bắp đùi. Bất quá, bởi vì nhân số quá nhiều, Trác Phàm lại không trở về quan hệ, Lạc Vân Thường liền để bàng thống lĩnh đem bọn hắn cản ở bên ngoài. Thế nhưng là, những người này nhưng như cũ mặt dày mày dạn, cọ sát lấy cũng là không rời đi, một bộ thế muốn cùng Lạc gia cùng tồn vong bộ dáng. Bàng thống lĩnh nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái này nếu là tại bọn họ Lạc gia nguy nan thời khắc, những người này như thế cách làm, hắn hội cảm kích vạn phần. Nhưng bây giờ a, hừ, một đám kẻ nịnh hót mà thôi. Ách, đây là... Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, Trác Phàm hỏi thăm hoàng thành nội thị Lạc gia đặt chân về sau, mới tìm tới nơi này, lại là nhìn đến như thế người đông tấp nập một màn, không khỏi sững sờ 2 giây. Sau đó, liền diệu hiểu, bất đắc dĩ cảm thán, thật sự là thói đời nóng lạnh a. Là, thiên hạ đệ nhất đại quản gia, Trác quản gia. Không biết là ai, nhìn đến Trác Phàm, kích động ngay cả lời đều nói không lưu loát, hét to lớn tiếng. Đón lấy, mọi người liền trong mắt sáng lên, ào ào hướng Trác Phàm tiến lên. Trác quản gia, nhận lấy chúng ta a, gia tộc bọn ta nhất định đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Trác quản gia, đừng nghe hắn, nhận lấy ta đi, gia tộc bọn ta thế nhưng là nhất lưu gia tộc, luận chiến lực thế nhưng là tiêu chuẩn. Cùng ngài xông pha chiến đấu, hoàn toàn không thành vấn đề. Rời núi lấp biển đám người mãnh liệt mà tới, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn phóng đi, giống như muốn đem Trác Phàm hoàn toàn bao phủ trong biển người một dạng, cái kia trong mắt cuồng nhiệt, càng là như muốn đem Trác Phàm hòa tan đồng dạng. Da mặt nhịn không được co lại, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, phải đồng tử một đạo vầng sáng màu vàng óng lóe lên liền biến mất. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Bạch, Trác Phàm thân ảnh biến mất không thấy, đợi xuất hiện lần nữa về sau, đã là đi vào bàng thống lĩnh bên người. Cản bọn họ lại, không có nhìn bất luận kẻ nào liếc một chút, Trác Phàm trực tiếp đi vào trong. Bàng thống lĩnh nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, ngươi yên tâm tốt, một cái đều chạy không đi vào. Mà những cái kia cuồng nhiệt người, nhìn thấy Trác Phàm tại bọn họ đang bao vây đột nhiên biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện tại cửa chính, không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Lạc gia Trác đại quản gia thực lực a, thực sự quá ngưu bức. Mà một số nữ tính thì càng là thét lên ra tiếng a, quá tuấn tú, Trác Phàm, ta muốn cho ngươi sinh con. Đón lấy, mọi người lần nữa toàn bộ hướng vương phủ phóng đi, cũng là bị lão bàng cái kia cường tráng đại hán cứ thế mà cản ở bên ngoài. Lấy bàng thống lĩnh cái này ma sát quyết luyện thể sau cường hãn thân thể, những thứ này đi đi giống như nhân vật, căn bản đừng nghĩ tiến vào đi một cái. Cáo biệt bọn này cuồng nhiệt phần tử, Trác Phàm theo cửa lớn đi vào trong, nhưng bên tai vẫn như cũ có thể nghe đến ngoài cửa lớn truyền đến tiếng thét chói tai, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Lạc gia, quả nhiên là chạm tay có thể bỏng. Vô luận là từ trên xuống dưới, vẫn là theo hướng bên trong đến hướng ra ngoài, đối Lạc gia đều là nhất trí tôn sùng. Đây là hắn lúc trước kinh doanh Lạc gia mục đích, nhưng là hiện tại, lại cảm giác lo lắng. Cái gọi là khổ tận cam lai, nhưng ngược lại, thái vô cùng cũng sẽ không tới. Hiện tại bọn hắn tại toàn bộ thiên vũ, xác thực rất đỏ, thậm chí là đỏ bừng bừng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến thành đen, vận rủi cũng nên tới. Vậy đại khái cũng là cái kia lão hoàng đế, muốn nhìn nhất đến kết quả đi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Trác Phàm cười lạnh. Bất quá đáng tiếc, Lạc gia đại quản gia là ta Trác Phàm, không biết thuận ngươi tâm ý. Cái này bàn thiên đánh cờ cục, không ngừng ngươi một người nắm tử, ta thế nhưng tại hạ đây. Nghĩ như vậy, Trác Phàm ngạo nghễ ưỡn ngực, đi vào trong,
chỉ chốc lát sau liền tới đến họp khách trước đại sảnh. Mà ở nơi đó, trừ Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải bọn người bên ngoài, còn có một số lão bằng hữu đang chờ, lại chính là Tiềm Long Các, Kiếm Hầu Phủ cùng Hoa Vũ Lâu chư vị. Trác Phàm, ngươi nhưng là trở về, mọi người, chờ ngươi đã lâu. Gặp Trác Phàm xuất hiện, Lạc Vân Thường lập tức vọt ra, cười nói tự nhiên nghênh đón nói. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, chờ đi vào phòng khách, mới hướng các vị gia chủ ôm quyền cười nói, xin lỗi, trở về muộn. Chủ yếu là cái kia lão già miệng quá nát, bằng không ta về sớm đến, như thế nào lại để cho các ngươi chờ thời gian dài như vậy. Ha ha ha, gương mặt nhìn không được co lại, Long Giật Phi bọn người vừa muốn mở miệng khách khí một tiếng, lại là trong nháy mắt nghẹn lại. Liếc nhìn nhau, đầy miệng đều là đắng chát. Trong thiên hạ, dám gọi Thiên Vũ Đế Vương lão đầu nhi, còn nói miệng hắn nát người, đoán chừng cũng chỉ có vị này không sợ trời không sợ đất Trác quản gia. Đi theo tới Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương chờ thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, cũng là lẫn nhau nhìn xem, không còn gì để nói. Bọn họ hiện tại đều có chút khó để xác định, Trác Phàm có phải hay không cùng bọn hắn bối phận. Lấy tuổi tác tới nói, bọn họ hẳn là bối phận người. Thế nhưng là chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Người ta nghiêu bức hống hống, làm người làm việc, người nào đều không cần để vào mắt, chúng ta làm sao lại không phải đến cẩn thận từng ly từng tí, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đâu. Mấu chốt là, người ta hôm nay địa vị đều là mình dốc sức làm ra tới, bọn họ hưởng thụ tổ tông che chở, thế mà còn so ra kém người ta tay trắng khởi ra, cái này bên trong chênh lệch thật sự là cách nhau một trời một vực a. Vừa nghĩ đến đây, các vị thiếu niên anh hùng hào kiệt liền một trận tinh thần sa sút, người so với người, tức chết người. Mà Lạc Vân Thường sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên, hung hăng bóp hắn một chút, sẵn giọng, người về sau nói chuyện có thể hay không chú ý một chút, cái nào có như thế bôi nhỏ hoàng thượng người, không muốn sống. Thế nào, chẳng lẽ người còn sợ Long các chủ bọn họ mật báo hay sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm nhìn về phía Long Giật Phi bọn họ cười đùa nói. Long Giật Phi bọn người thì là vội vàng khoát khoát tay, vội vã tỏ thái độ nói, chỗ nào, Trác huynh đệ nói đùa, sao có thể thật chứ? Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm bật cười lớn, thực ta Trác Phàm nói chuyện, không có nhiều như vậy chú ý đồ vật, nhưng cũng không phải người ngu, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ta vừa mới sở dĩ dám ở trước mặt các ngươi trêu chọc hoàng đế, ắt có niềm tin các ngươi sẽ không nói ra đi. Tựa như lúc trước ta nói với các ngươi một dạng, các ngươi giúp đỡ ta 10 năm, về sau Lạc gia sẽ thành các ngươi lớn nhất núi dựa lớn. Hiện tại, vẫn chưa tới 10 năm a, nhưng Lạc gia đã là duy nhất có thể chống đỡ đế vương môn gia tộc. Nếu là Lạc gia ngược lại, các ngươi còn có đường sống sao? Cho nên hiện tại, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, các ngươi làm sao có thể sẽ bán ta, ta cũng lớn nhất tin tưởng các ngươi, đúng hay không? Trác Phàm đột nhiên cười to, trong tươi cười mang theo từng tia vẻ quỷ dị, Long Giật Phi bọn họ thì là liên tục không ngừng gật đầu, liên tục xưng là. Hiện tại bọn hắn, tại Lạc gia trước mặt, ngược lại có chút xấu hổ. Dù sao Lạc gia thực lực bây giờ, đã vượt xa bọn họ, mà lại tương lai đem về càng ngày càng mạnh, vùng bọn họ 180 con phố cũng không nhất định. Người ta thế nhưng là trong vòng 10 năm, đạt đến bọn họ ngàn năm cũng không đạt đến độ cao. Còn có cái gì không làm thành. Cho nên, hiện tại lại đối mặt Lạc gia, Tiềm Long các những thứ này lão bài thế gia, ngược lại có loại đối mặt đế vương môn cảm giác, khiến người ta mỗi một câu nói, mỗi động một cái ngón tay đều nơm nớp lo sợ. Riêng là đối mặt Trác Phàm lúc, càng là như vậy. Lúc này bọn họ mới phát hiện, Trác Phàm một khi cỗ có tương ứng thực lực, cái kia cỗ vương giả khí thế. Quả nhiên là so Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Tựa hồ là nhìn ra bọn họ tâm tư, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói, mọi người không cần quá khẩn trương, chúng ta thế nhưng là cùng chung hoạn nạn lão bằng hữu, Lạc gia sẽ không làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Chúng ta cùng cái kia đế vương môn khác biệt, cùng sau lưng chúng ta, các ngươi tuyệt đối là an toàn. Không cần sợ hãi chúng ta làm lớn về sau. Sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Đúng, làm sao không có gặp Sở Lâu chủ a? Tựa hồ là vì hòa hoãn không khí, lại tựa hồ thật muốn biết, Trác Phàm theo miệng hỏi. Thế nhưng là lời vừa nói ra,
Mỗ mỗ bọn người sắc mặt, lại là trong nháy mắt biến đến không tự nhiên lại, ấp a ấp úng, không nói ra một chữ tới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Khẽ chau mày, Trác Phàm trong lòng bất giác siết chặt. Mỗ mỗ thì là vội vã khoát khoát tay, cười khan nói, ha ha ha. Trác quản gia không cần phải lo lắng, Khuynh Thành nàng. Nàng bất quá lại bế quan mà thôi, không quan trọng. Bế quan, Bách Gia Tranh Minh đã kết thúc, lúc này lại là tám nhà tranh phong khẩn yếu nhất thời điểm, nàng thân là tổng lâu chủ bế cái gì quan. Trong mắt hơi động một chút, Trác Phàm chăm chú nhìn mỗ mỗ chờ người khuôn mặt, đã là nhìn ra các nàng mất tự nhiên, trong lòng bất giác trầm xuống, minh bạch nhất định là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, còn không đợi hắn tiếp tục hỏi nữa, lão bàng một tiếng chiêng vỡ cuống họng hét lớn, đã là đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước, Thái tử Điện Hạ, Tam Hoàng tử Điện Hạ đến. Không khỏi giật nảy cả mình, Long Giật Phi bọn người liếc nhìn nhau, lại đều là đầy dẫy vẻ kinh nghi. Cái này Thái tử Điện Hạ luôn luôn tuân theo tổ huấn, rất ít cùng ngự hạ gia tộc lui tới. Thế nhưng là lần này, như thế nào công nhiên chống lại bệ hạ dạy bảo, đến đây tiếp kiến Lạc gia, cái này thứ tám thế gia đâu? Mỗ mỗ cau mày, thật sâu nhìn Trác Phàm bọn người liếc một chút, âm thầm phỏng nhìn tới. Hoặc là hắn cảm thấy mình vị trí bị uy hiếp, không thể không tìm kiếm viện thủ, hoặc là, thì là các ngươi Lạc gia hiện tại tình thế thật sự là bừng sáng, để hắn đường đường thái tử cũng muốn ngửa chư vị chi hơi thở. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy mũi, Trác Phàm trong mắt tinh quang rạng rỡ, thì thào lên tiếng, cái này thái tử ta lần đầu nhìn thấy lúc, thì cho ta một loại cảm giác. Người này tuy nhiên biết lễ, đối nhân xử thế đều rất thỏa đáng. Nhưng là đối với bất kỳ người nào hoặc thế lực, lại đều là điểm đến là dừng, bụng dạ cực sâu, hẳn là sẽ không tùy ý cuốn vào các phe phái thế lực trong tranh đấu, thuộc về bình chân như vại lão hồ ly loại hình. Bất quá lần này thế mà lại chủ động cùng chúng ta lấy lòng, rút ngắn quan hệ, khẳng định là có cái gì ẩn tình, trước trông thấy rồi nói sau. Mỗ mỗ bọn người nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, Trác Phàm hành sự cay độc, gặp không sợ hãi, để bọn hắn cũng mười phần kính nể. Trác quản gia, Thái tử Điện Hạ đến tự mình tiếp kiến Lạc gia, coi là có dày sự tình thương lượng. Chúng ta ở chỗ này không tiện, trước hết tạm thời né tránh. Tạ Khiếu Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trác Phàm nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, liền để Nghiêm Phục dẫn mọi người hướng về sau phòng đi đến, Tạ phủ chủ muốn chu đáo, mời. Đón lấy, đợi tất cả mọi người rời đi về sau, không có không lâu sau, một trận cười mở tiếng cười to, liền bỗng nhiên tại bên ngoài phòng vang lên, ha ha ha. Hoàng đệ, hoàng muội, các ngươi cái này xương bình phủ thật náo nhiệt a, ngoài cửa chen những người kia, kém chút liền làm huynh đều vào không được. Hai đạo màu vàng bóng người mang theo mấy vị tùy tùng chậm rãi đi vào mọi người tầm mắt, lại chính là thái tử cùng tam hoàng tử Vũ Văn Thông hai người. Trác Phàm nhìn cái kia thái tử liếc một chút, trong lòng âm thầm cười lạnh, tiểu tử này cũng là như quen thuộc a, hoàng đế vừa phong Lạc gia vương gia cùng công chúa, hắn thì lấy huynh trưởng thân phận tự cho mình là, cũng không khách khí. Bọn họ coi như muốn cầm cây chổi đem hắn đuổi đi ra, đều không có ý tứ. Bất quá điểm này, cùng một người khác ngược lại là không có sai biệt. Đảo mắt nhìn về phía bên cạnh hắn bàn tử, Trác Phàm bất giác lắc đầu cười khổ. Tưởng tượng năm đó, mập mạp này không phải cũng là kéo mạnh lấy hắn, thành anh em kết bái sao? Nghĩ như thế, hai người này thật đúng là thân huynh đệ a, hừ hừ hừ. Thái tử Điện Hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lạc Vân Thường lôi kéo đệ đệ Lạc Vân Hải, hướng Thái tử Vũ Văn Bác khom mình hành lễ, mà Trác Phàm lại là cứ như vậy thẳng tắp đứng ở phía sau, cùng người không việc gì giống như nhìn lấy. Mà thái tử cũng không trách móc, cũng cùng không nhìn thấy loại này vô lễ hành động một dạng, vội vàng đem hai người đỡ dậy, cười nói, đâu có, hoàng đệ hoàng muội, mọi người về sau đều là người một nhà, thì đừng như vậy khách khí, kêu ta đại ca liền tốt. Lạc Vân Thường hai tỷ đệ không khỏi sững sờ, lẫn nhau nhìn xem, phát hiện cái này thái tử thật sự là khiêm cung lễ phép, bình dị gần gũi, một trái tim đều có chút ấm núc ních, thụ sủng nhược kinh. Nhưng Trác Phàm vẫn như cũ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, làm người hai đời hắn, nham hiểm hắn nhưng là gặp nhiều. Há, Trác quản gia, hôm nay các hạ thụ phong thiên hạ đệ nhất đại chức quản gia, thống lĩnh thiên vũ hết thảy sự việc cần giải quyết, dưới một người,
trên vạn người, vạn thế vinh quang, coi là thật thật đáng mừng. Bản điện chúc mừng tới chậm, mong được tha thứ. Đón lấy, thái tử đi vào Trác Phàm trước mặt, trịnh trọng cúi đầu, khom lưng đều chỗ ngoặt đến 90 độ khoảng chừng, quả nhiên là hành đại lễ, còn kém quỳ xuống. Cho dù là Lạc Vân Thường bọn người, nhìn thấy cảnh này, cũng không thấy kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là đường đường thái tử điện hạ, thiên hạ có thể thụ hắn lớn như vậy lễ, trừ hoàng đế, chỉ có tứ trụ cái kia số ít mấy cái xương cánh tay chi thần. Cho dù là Ngự Hạ Thất gia gia chủ, cũng vạn vạn không chịu nổi như vậy lễ nghi. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà hướng Trác Phàm được này hoàng thất lớn nhất đại lễ nghi, chiêu hiền đại sĩ chi lòng dạ, coi là thật để tại chỗ tất cả mọi người, đều lại kính lại bội. Thế mà, Trác Phàm lại dường như cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đạm mạc gật đầu nói, biết, lần sau sớm một chút đến. Phốc, một miệng lão huyết kém chút phun ra, mọi người tại đây cùng nhau cười ngất, cho dù là một mực khom lưng không nhìn thấy sắc mặt thái tử điện hạ, lúc này cũng là da mặt mãnh liệt quất, một trương xinh đẹp khuôn mặt, tức giận đến hơi hơi đỏ lên. Vũ Văn Thông nhịn không được, nhảy đem đi ra mắng, huynh đệ, người cái này nhưng là không đúng, được đà lấn tới còn. Ta đại ca hảo ý đến cửa chúc mừng, người đây là thái độ gì, còn lần sau sớm một chút đến, thật giống như hai chúng ta thật thua thiệt ngươi giống như. Là chính hắn nói ra chúc tới chậm, để cho ta thứ lỗi. Chẳng lẽ ta không tha thứ hắn, lại đem hắn chửi mắng một trận hay sao? Trác Phàm trợn mắt một cái, chuyện đương nhiên nói. Phốc, lại là một miệng lão huyết kém chút phun ra. Bàn tử cái kia một thân thịt mỡ tức giận đến toàn thân loạn chiến, cả giận nói, người nhà gây chuyện có phải hay không, một lời nói khách sáo nghe không hiểu, người còn coi là thật. Người có tin ta hay không, có tin ta hay không? Tin người cái gì, muốn đánh nhau phải không a, đến a. Trác Phàm suy cười một tiếng, hướng bàn tử dựng thẳng lên một cái ngón giữa, khiêu khích nói. Bàn tử mí mắt lắc một cái, tức giận đến giận sôi lên, liền muốn xông về trước. Bất quá, hắn tâm lý cũng rõ ràng, hắn là vạn vạn chơi không lại Trác Phàm. Cho nên một bên làm ra vò tới trước tư thế, một bên một cái đẩy mỡ mập tay, vô tình hay cố ý giữ chặt thái tử bàn tay, hô lớn, đại ca, người đừng cản ta à, hôm nay ta không phải phải thật tốt giáo huấn tiểu tử này một trận, cho ngươi suốt ngụm ác khí. Thái tử khóe miệng giật một cái, trong lòng không còn gì để nói. Khó trách cái này lão tam sẽ cùng Trác Phàm thành anh em kết bái, hai cái này đều người nào a? Một cái liền sẽ trang bức, hung hăng càn quấy, gặp ai cũng trang, liền nhìn thấy bản thái tử đều trang, suốt ngày cầm lỗ mũi đối với người. Một cái khác muốn trang bức, thế nhưng là không có thực lực kia, nhưng như cũng muốn cứng rắn trang, còn muốn lôi kéo bản thái tử cùng một chỗ trang. Hai người này, thật đúng là trời sinh tuyệt phối, một đường mặt hàng. Thành vì huynh đệ, cũng là thiên ý đi. Bất quá, trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng minh bạch, Trác Phàm là thật có thực lực trang bức a, không thể đắc tội, chỉ có thể kết giao. Sau đó cười lớn một tiếng, đánh tới giảng hòa, ha ha ha. Trác quản gia thật là tính tình bên trong người, không già mồm, bản điện 10 phần thưởng thức. Lão Tam, vừa mới là bản điện thành tâm xin lỗi, Trác quản gia lời nói nếu là đúng, người cũng đừng tính toán. Hừ, xem ở đại ca trên mặt, ta thì tha cho ngươi một lần, ngươi nếu là còn dám có lần sau, hừ hừ. Bàn tử vẫy vẫy ống tay áo, 10 phần tiêu sái vung hai câu ngoan thoại, nhưng là trong lòng lại là dài ra một luồng lương khí. Mẹ ta nha, cuối cùng ứng phó, nếu là thật cùng quái vật này đánh, ta cái này 800 cân thịt mỡ thế nhưng là vài phút bị nấu thành bã dầu a. Trác Phàm cũng là từ chối cho ý kiến nhẹ hừ một tiếng, không để ý tới. Đón lấy, mọi người liền cùng một chỗ hồi đến đại sảnh, ngồi vây quanh một vòng. Thái tử vỗ vỗ tay, khiến người ta đưa lên lần này đến đây quà mừng, đúng là mấy chục kiện bát phẩm linh dược, còn có một số 6-7 phẩm linh binh tinh luyện kim loại linh quặng. Những thứ này khoáng vật, có thậm chí vượt qua Trác Phàm lúc trước coi là chân bảo kim cương lưu xa, đặc biệt là bên trong một kiện lam hải mị ảnh dực, càng là cấp 7 linh thú, hải tâm quyến rũ điệp hai cánh. Nghe nói cái này hải tâm quyến rũ điệp cực kỳ thưa thớt, ẩn hiện tại biển rộng mênh mông chỗ sâu, bóng người như có như không, thiện làm thận thuật, vượt biển người, cho dù là thần chiếu cường giả, nguyên thần cường độ đã tu luyện trí thượng tầng cao tay,
gặp phải cái này linh thú, cũng sẽ bị mê hoặc, cuối cùng bị hút nguyên thần mà chết. Mà đối với hai cánh, xuất từ con thú này, tự nhiên cũng mang theo mị hoặc công hiệu, đây chính là so với hắn lúc trước cái kia lôi vân dực muốn mạnh hơn a. Không chỉ là uy lực, càng thêm ở chỗ phương thức công kích. Phàm là càng là tu luyện tới cao tầng, thì càng tu luyện nguyên thần. Cho nên cái này nhằm vào nguyên thần công kích phương thức, thì càng trọng yếu. Cái này Lam Hải mị ảnh dực, có thể nói là thần chiếu cảnh, thậm chí lấy phía trên cảnh giới cao thủ ác mộng. Nhìn chằm chằm thái tử mang đến đồ vật, Trác Phàm bất giác trong mắt phát sáng, âm thầm tán thưởng. Cái này Thiên Vũ Hoàng thất quả nhiên mới là Thiên Vũ tích lũy ngàn năm, chính thức đại tài chủ. Một cái thái tử, cũng không phải là hoàng đế, thế mà liền có thể xuất ra nặng như thế lễ, coi là thật không thể khinh thường. Mà thái tử nhìn đến Trác Phàm lúc này ánh mắt, cũng thật là hài lòng, gật đầu cười nói, Trác quản gia, bản điện biết rõ ngươi từng có một dui lôi dực, nhưng ở Bách Gia tranh minh chi chiến lên, bất hạnh tổn hại. Nay đặc biệt đưa lên lễ mọn một kiện, nhìn không ngại vui vẻ nhận. Vô công bất thụ lộc, thái tử hôm nay đưa Trác mỗ phần này đại lễ, không biết có chuyện gì phân phó, nói đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phàm cũng không tin bánh từ trên trời rớt xuống chuyện phát sinh, bất giác thản nhiên nói. Chậm rãi lắc đầu, thái tử khóe miệng nhếch lên một cái thần bí đường cong, Trác quản gia chính là đương đại anh kiệt, Lạc gia lại là đế quốc giường cột, ngày sau bản điện chỉ muốn cùng các vị dắt tay, cộng đồng an bang định quốc, thực sự không còn hắn cầu. Hừ, không phải liền là để lão tử cùng Lạc gia phụ tá ngươi a, còn nói như vậy mịt mờ, thật tốn sức. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, âm thầm suy nghĩ. Bàn tử lại sớm đã không kiên nhẫn thúc giục nói, đại ca có ý tốt, ngươi thu thì thu, từ đâu tới nhiều như vậy cân nhắc. Không phải liền là để ngươi là Thiên Vũ xuất lực a, lại có gì to tát. Lạc gia thân là Thiên Vũ một phần tử, cái này không cần phải sao. Thật sâu nhìn bàn tử liếc một chút, Trác Phàm trong mắt hơi híp, ta cười ra tiếng, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Vốn là hắn còn tưởng rằng mập mạp này cùng thái tử đến đây, là một đám. Nhưng là nghe đến bản tử nói, lại căn bản không phải một chuyện. Thái tử ý tứ, là muốn cùng Lạc gia dắt tay, để Lạc gia trợ hắn, đến mức đằng sau an bang định quốc, thì là thứ yếu. Nhưng là đi qua bản tử cái này giả vờ ngây ngốc lời nói chuyển đổi, lại hoàn toàn biến, thành Lạc gia là Thiên Vũ hiệu lực, tiếp nhận những thứ này biếu tặng. Cứ như vậy, bản tử nhìn như là tại giúp thái tử thuyết phục, thực tế là để Lạc gia thoát thân, không hề bị thái tử điều kiện trói buộc. Dù sao, là Thiên Vũ hiệu lực, cũng không phải vì thái tử một người hiệu lực, trung gian chênh lệch, một trời một vực. Thái tử lần này quả mừng, xem như tặng không. Nguyên lai mập mạp này, mới là vẫn giấu kín lấy, tránh thức quyền mưu cao thủ a. Chỉ là không biết, bên cạnh vị này thái tử, có nghe hay không ra bên trong mùi vị thực sự tới. Không phải vậy lời nói, hắn không phải tức chết không thể. Về sau, mọi người lại rảnh rỗi phiếm vài câu, trò chuyện với nhau thật vui, thái tử liền chậm rãi đứng dậy bái bai, hài lòng rời đi. Mà Trác Phàm cũng là 10 phần hớn hở đem hắn đưa ra ngoài cửa, khóe môi nhếch lên không hiểu ý cười. Xem ra cái này thái tử là không có phát hiện bị bàn tử cho bán, còn là một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Bất quá, cứ như vậy trắng trắng thu người ta nặng như vậy quà mừng, Trác Phàm vẫn là quái không có ý tứ. Nhưng là cái này cũng không thể trách hắn, là cái kia mập mạp đem đại ca hắn kéo vào trong khe cống ngầm, không có quan hệ gì với hắn. Còn là Thiên Vũ hiệu lực hứa hẹn, không có vấn đề, dù sao ngày sau đế quốc này, còn không nhất định là ai đây, hừ hừ. Trong lòng một trận cười lạnh, Trác Phàm đưa mắt nhìn hai người thân ảnh dần dần biến mất, mới đắc chí vừa lòng quay trở lại. Mà hai vị hoàng tử còn chưa đi ra 100 mét khoảng cách. Thái tử liền đã hướng bàn tử ôm một cái quyền, cười nói, tam đệ, lần này đa tạ ngươi đi cùng vi huynh tới đây, không phải vậy lấy Trác quản gia cao ngạo, vi huynh cho dù thái tử chi tôn, cũng rất khó kết bạn với hắn a. Đại ca nói chỗ nào lời nói, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, có chuyện gì, tự nhiên muốn giúp đỡ một chút. Bàn tử vỗ vỗ mập ục ục bộ ngực, 10 phần giảng nghĩa khí hô quát nói. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn hai cái mắt nhỏ liền lưu chuyển, thì thào lên tiếng, thế nhưng là đại ca, ngày ngày thường không phải lớn nhất phản đối với chúng ta kết giao những thứ này ngự hạ thế gia à, làm sao lần này?
thật dài thở dài, thái tử bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cho rằng vi huynh nguyện ý làm trái phụ hoàng ý chỉ, kết giao những thứ này ngự hạ gia tộc sao? Chỉ bất quá, ai, phụ hoàng cao tuổi, năm gần đây đối triều chính quản lý càng ngày càng tệ. Mà Lạc gia cùng đế vương môn hai đại gia tộc, thế thành nước lửa, dễ nhất gây nên thiên vũ dung chuyển, nhắm chúng phụ hoàng lo lắng. Thân là nhi tử, tự nhiên thay cha giải ưu, cho nên ta mới muốn cùng mới lên cấp Lạc gia, kéo chắp nối, thời điểm then chốt cũng tốt làm dịu song phương mâu thuẫn, còn thiên vũ một cái thái bình thịnh thế. Há, đại ca thật sự là vì nước vì dân vì phụ hoàng, hết lòng hết sức, tiểu đệ thật sự là bội phục cực kỳ a. Vũ Văn Thông ôm một cái quyền, một mặt vẻ kính phục, trịnh trọng nói, đại ca, ngươi về sau phàm là có bất cứ chuyện gì phân phó, tiểu đệ nhất định muôn lần chết không từ, làm được thỏa thỏa, cũng coi là vì ngươi phân ưu, là thiên vũ cùng phụ hoàng tận một chút sức mọn. Khen ngợi gật đầu, thái tử vỗ vỗ hắn đầu vai, kích động nói, tam đệ, ngươi có thể có phần này tâm, đại ca thì hết sức vui mừng. Phàm là lão nhị có ngươi cái này một nửa tâm tư. Ta muốn ba huynh đệ chúng ta hẳn là sẽ tránh thức làm đến, huynh đệ đồng lòng, lợi đồng tâm đi. Đáng tiếc, ai? Đại ca không cần yêu thương, nhị ca hắn sớm muộn sẽ minh bạch ngươi khổ tâm. Bàn tử nắm chắc thái tử tay, lộ ra ánh mắt kiên định. Thái tử đắng chát cười một tiếng, khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Tốt tam đệ, đại ca còn muốn hồi hoàng thành trợ phụ hoàng xử lý chút công văn, chúng ta liền ở đây đừng quá đi. Thái tử nhìn xem bầu trời sắc, hướng bàn tử ôm quyền nói. Bàn tử cũng là vội vàng liền ôm quyền, gật đầu lên tiếng tốt, đại ca vất vả, cáo từ. Nói, liền mang theo một đội nhân mã, hướng một phương hướng khác đi đến. Nhìn lấy cái kia một thân mập mạp nhục thể tại mặt trời gay gắt diễm diễm phía dưới, một đống nhúc nhích, thái tử đầy mặt cương triều nét mặt tươi cười. Nhưng là tại núi nhỏ kia giống như bóng người hoàn toàn biến mất về sau. Thái tử sắc mặt lại là dần dần lạnh nhạt đi, thậm chí trong mắt đều lộ ra một bộ trần trụi căm ghét chi ý. Tên mập mạp chết bầm này, lời nói cũng thật nhiều. Ánh mắt khẽ híp một cái, thái tử xuất ra một khối khiết khăn tay trắng, hung hăng chà chà bị bàn tử nắm qua bàn tay kia lên đầy mỡ, sau đó hơi vung tay, không có không tiếc rẻ mà đưa tay khăn ném đi. Đón lấy, liền mang theo tất cả mọi người, hướng một đạo u ám đầu hẻm đi đến. Chờ tiến vào cái kia thâm thúy trong bóng tối về sau, chờ ở nơi đó lại có ba đạo nhân ảnh. Gia Cát thừa tướng, bản điện tại đây hữu lễ. Thái tử hướng cái kia ở giữa nhất một người chậm rãi cúi đầu, đạm mạc lên tiếng. Ba người kia lại chính là thừa tướng Gia Cát Trường Phong, còn có hắn hai cái cận thân bảo tiêu, âm dương song lão. Rear mép hơi hơi run run động một cái, Gia Cát Trường Phong cười khẽ một tiếng, thái tử điện hạ. Nhìn ngươi một bộ xuân phong đắc ý thái độ, sự tình hẳn là rất thuận lợi đi. Coi như thuận lợi, bất quá cái kia Trác Phàm thái độ, lại là quá mức ngạo mạn, để bản điện trong lòng một cơn tức giận, không chỗ nhưng là phát. Lạnh hừ một tiếng, thái tử sắc mặt âm trầm. Nhìn không được cười lên một tiếng, Gia Cát Trường Phong từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, điện hạ, ngươi trước hết nhịn một chút đi. Cái này Trác Phàm thiếu niên đắc chí, từ xuất đạo đến nay. Còn chưa từng bại trận, coi như cái kia lãnh vô thường, cũng bị hắn phản chơi một vố, làm đến mặt mày xám xịt. Hắn cuồng ngạo một chút, cũng là cần phải. Có tài người, đều là như thế mà. Thế nhưng là, như thế kiêu căng người, tương lai thật có thể đón ngài chi vị, trở thành thừa tướng chi tôn sao? Mi đầu hơi hơi lắc một cái, thái tử không thể tin nói. Đạm mạc gật đầu, Gia Cát Trường Phong 10 phần khẳng định, thiên hạ đệ nhất đại quản gia. Ngài chắc là chính tai nghe đến hoàng thượng sắc phong. Cái gì là thiên hạ quản gia, không phải liền là thừa tướng sao? Bệ hạ đây là đang vì các ngươi trải đường, vì tương lai tân hoàng tìm phụ tá năng thần. Cái này Trác Phàm, tuy nhiên hành sự quái đản, cùng lão phu khác biệt. Nhưng có một chút là giống nhau, đảm nhiệm thừa tướng chức phụ, dư xài. Gia Cát thừa tướng nói, bản điện trong lòng đều hiểu. Thật sâu hít một hơi. Thái tử đạm mạc gật đầu, nhưng là đuôi lông mày ở giữa, vẫn như cũ tình cảnh bi thảm, bất quá cái này Trác Phàm tính khí, bản điện nhưng bây giờ là chịu không được. Vừa nghĩ tới ngày sau kế thừa ngôi hoàng đế, mỗi ngày liền muốn cùng người này cộng sự, thật sự là khiến lòng người nổi giận. Chế nhạo liếc hắn một cái, Gia Cát Trường Phong lại là bật cười ra tiếng, điểm này,
Thái tử Điện Hạ hiện tại rất không cần phải quan tâm, có lẽ. Ngài không có cơ hội này đâu. Thân thể bất giác chấn động mạnh một cái, Thái tử kinh ngạc nhìn về phía hắn, cả kinh nói, người đây là ý gì? Không có gì, chỉ là lão thần đối bệ hạ một loại phỏng đoán mà thôi, ha ha ha. Lắc đầu cười khẽ một tiếng, Gia Cát Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, phàm là đế vương truyền vị, bình thường đều sẽ đem ân huệ người khác sự tình, lưu cho tân hoàng tới làm. Riêng là trong triều trọng thần, thậm chí sẽ xuất hiện trước giáng chức sau sách sự tình, lấy tăng tân hoàng quyền uy, lung lạc nhân tâm. Thế nhưng là lần này, bệ hạ không có đem đề bạt trọng thần quyền lực lưu lại, ngược lại trước định ra thừa tướng nhân tuyển, người biết tại sao không? Trong mắt hơi hơi co rụt lại, thái tử đầy mặt kinh nghi, mê mang lắc lắc đầu. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, Gia Cát Trường Phong tiếp tục nói, đây là trước bình tĩnh phụ tá chi thần, sau bình tĩnh quân vương kế sách. Tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là các ngươi tam huynh đệ ở giữa, bệ hạ còn chưa quyết định, người nào đến kế thừa đế vị. Hoặc là nói, tại bệ hạ tâm lý, chỉ cần có Trác Phàm cái này năng thần phụ tá, các ngươi người nào đến đều như thế. Thái tử Điện Hạ A, đừng nhìn ngài là thái tử chi tôn, nhưng ở hoàng vị tranh đoạt bên trong, còn thật không có nửa điểm ưu thế có thể nói, ha ha ha. Sao, tại sao có thể như vậy? Lạnh không khỏi run rẩy một chút, quá giả rồi yếu hướng sau liền lùi lại hai bước, cả người toát mồ hôi lạnh đã là dần dần chảy ra. Hiện tại ngươi minh bạch, lão thần vì sao đề nghị ngươi đi cùng Trác Phàm thân cận một chút đi. Lấy thần bình tĩnh hoàng, đã các ngươi tam huynh đệ người nào lên đều không khác mấy, vậy liền xem ai có thể cùng vị này tương lai xương cánh tay đại thần phối hợp ăn ý, thân mật chặt chẽ, người nào an vị lên cái kia ngai vàng. Hiện tại vị này tương lai thừa tướng ý tứ, thế nhưng là quyết định các ngươi người nào có thể trở thành tương lai đế vương vận mệnh a. Gia Cát Trường Phong ria mép khẽ nhúc nhích, nhìn về phía thái tử một mặt kinh dị khuôn mặt, suy cười ra tiếng, đương nhiên, đã không sai thái tử điện hạ cùng Trác Phàm không hợp lời nói, liền từ bỏ hoàng vị đi. Thực, làm một người tiêu giao vương gia cũng không tệ. Không, thế mà, hắn lời còn chưa nói hết. Thái tử đã là vội vàng khoát khoát tay, hét lớn, Gia Cát thừa tướng, đa tạ đề điểm, ta minh bạch ngươi ý tứ, về sau ta biết nên làm như thế nào. Nói, liền mang theo người, thất hồn lạc phách rời đi. Thậm chí cái kia sau lưng mồ hôi lạnh đều lộ ra cõng đến, đem cái kia kim sắc áo lót đều ướt nhẹp. Sa nghiêng nhìn cái kia đạo lảo đảo bóng người dần dần biến mất, Gia Cát Trường Phong hài lòng gật đầu. Lúc này, tóc đen lão giả đi vào trước người hắn, khó hiểu nói, thừa tướng đại nhân, ngài thật có ý trợ cái này thái tử, chiếm lấy hoàng vị. Trợ hắn, hừ hừ hừ, lão phu còn không có loại kia nhàn hạ thoải mái, vì người khác làm áo cưới. Trong mắt tinh quang lóe lên, Gia Cát Trường Phong cười lạnh một tiếng nói, lão đầu tử đem Lạc Gia bưng lấy cao như thế, đơn giản là muốn đánh vỡ tạo thế chân vạc thăng bằng, tọa sơn quan hổ đấu, đến ngư ông chi lợi. Thế nhưng là, lão phu há có thể để hắn toại nguyện. Bây giờ ta đem cái này hoàng thất cũng cuốn vào cái này hỗn loạn bên trong, để hắn lại không có thể ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ha ha ha, hắn muốn đem cục quấy đục, vậy lão phu liền giúp hắn quấy đến càng hồ đồ đi. Sau cùng người nào làm cái này ngựa ông, nhưng là không nhất định. Hai người sau khi nghe xong, liếc nhìn nhau, cùng nhau hạ bái, thừa tướng anh minh. Một phương diện khác, đưa đi hai vị hoàng tử, Trác Phàm lần nữa trở lại trong phòng khách, một mực trốn tránh Long Giật Phi bọn họ, cũng lại đi tới. Nhìn xem hai người biến mất cửa chính, Long Giật Phi bất giác cảm thán, không nghĩ tới liền thái tử dạng này ân cần lễ độ người, cũng bắt đầu kéo bè kết phái. Xem ra đế đô tình thế, không thể lạc quan a. Bọn người nghe, cũng là ào ào gật đầu. Bọn họ đều là trà trộn mấy chục năm kẻ già đời. Tự nhiên có thể nhìn ra gió này hướng thổi đến có chút không đúng. Trác Phàm đồng dạng trong lòng không sai, nhưng lại cũng không nóng nảy. Dù sao hiện tại Lạc Gia phát triển không ngừng, chính nắm giữ lấy quyền chủ động, chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến, ai có thể làm gì được bọn họ. Trác quản gia, có người đưa tới thiệp mời. Đột nhiên, bàng thống lĩnh vội vã chạy tới, giống to. Trác Phàm nghiêng liếc nhìn hắn một cái, đem hai tấm thiệp mời nhận lấy. Ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy tấm thứ nhất nội dung đúng là nhị hoàng tử phủ, bất giác suy cười một tiếng,
vừa đưa đi cái thái tử, lại tới cái nhị hoàng tử. Cái này nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng, bình thường thì thích cùng các đại thế gia thầm thông xã giao, chỉ lúc trước người nào đều khinh thường để ý đến hắn, nhưng bây giờ giống như hắn đã cùng U Minh Cốc dựng vào, chắc là vì tranh giành hoàng vị xúc tích lực lượng đi. Mỗ mỗ mi đầu sâu nhăn, nhìn về phía Trác Phàm khuyên nhủ, Trác quản gia, hoàng gia sự tình tốt nhất đừng tham dự, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Hừ, ta cũng không sợ dẫn lửa thiêu thân, chỉ là cái này lão nhị tính là thứ gì, vậy mà để lão tử đi gặp hắn. Liền xem như thái tử, đều là đến tự mình bái kiến lão tử. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm lúc này đem cái kia thiệp mời kéo thành phấn vụn. Mọi người gặp này, bất giác một trận xấu hổ, vị này Trác quản gia thật đúng là ngưu bức tùy hứng a, thế mà bởi vì loại lý do này, liền trực tiếp làm quyết định. Thua thiệt bọn họ còn cân nhắc nhiều như vậy lợi hại được mất, còn nghĩ đến làm sao không đắc tội hoàng thất, uyển chuyển điểm cự tuyệt. Nhưng là Trác Phàm cũng là bá đạo như vậy trực tiếp, khiến người ta chỉ có thể nhìn mà thèm a. Đón lấy, Trác Phàm nhìn về phía tấm thứ hai thiệp mời, lại thấy phía trên chỉ viết lấy bốn chữ lớn, Đại tế ti phủ. Tứ trụ thứ ba, bán thần Vân Huyền Cơ. Trong mắt nhìn không được hơi hơi co rụt lại. Trác Phàm nhìn lấy cái kia phong thiệp mời thật lâu, giữ im lặng. Nghĩ không ra, hắn còn chưa kịp đi bái phỏng một chút cái này thiên vũ ngàn năm qua sừng sững không ngã thần bí gia tộc, đối phương ngược lại đã trước tìm tới cửa. Vân gia, thiên vũ lập quốc ngàn năm qua, lớn nhất thần bí gia tộc. Nó không giống là ngự hạ thất gia như thế khai quốc biên cương công thần, nhưng là các đời đế vương nể trọng bảo hộ. Bởi vì cái này gia tộc có một kỳ dị bản lĩnh. Cái kia chính là mỗi một thời đại, đều là sẽ ra một biết thiên mệnh, đoạn quốc vận thần chi huyết mạch. Tuy nhiên loại này huyết mạch không thể tăng cường thực lực bọn hắn, nhưng lại có thể để bọn hắn nhìn đến mỗi người vận mệnh, đế quốc đi hướng, bách phát bách chúng. Có thể nói, bọn họ song đồng cũng là thiên địa, có thể nhìn đến người bình thường không nhìn thấy mệnh vận quỹ tích, để cho đế vương chính xác nhất quyết định biện pháp. Mà người này cũng sẽ bị mỗi một thời đại đế vương phong làm đại tế ti, thăm dò quốc vận. Tục truyền lời, tại thiên vũ đế quốc khó khăn nhất thời kỳ, cũng là cái này đại tế ti hướng hoàng đế độc cô chiến thiên làm soái cùng Gia Cát Trường Phong vì tướng, cái này mới có hiện tại tứ trụ chi thế, trung phụ quốc vận hưng thịnh. Mà bây giờ đại tế ti, chính là Vân gia đời thứ bảy gia chủ, có bán thần danh xưng Vân Huyền Cơ. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, thì thào lên tiếng. Nghe nói cái này Vân Huyền Cơ luôn luôn không hỏi thế sự, làm sao lại đột nhiên tìm tới trên đầu ta. Trác quản gia, đây là vị cao nhân, đã hắn tự mình mời, nhất định có chuyện trọng yếu chỉ điểm ngươi. Ngươi đều có thể vừa đi, không có quan hệ. Mỗ mỗ nhìn một chút cái kia thiệp mời, trong mắt sáng lên, cười nói. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm kỳ dị xem mỗ mỗ liếc một chút, vừa nhìn về phía còn lại người, đều là đạm mạc gật đầu. Không khỏi ngạc nhiên nói, các người đối cái này Vân Huyền Cơ ngược lại là tôn sùng cực kỳ, chẳng lẽ hắn đúng như này đáng tin cậy? Đó là đương nhiên, cái này Vân Huyền Cơ tại thiên vũ tính toán cái dị số. Vô luận là hoàng đế, Gia Cát Trường Phong, độc cô chiến thiên vẫn là ngự hạ thất gia gia chủ, chỉ cần người nào có mê hoặc chỗ, đều sẽ đến cửa thỉnh giáo, hắn cũng sẽ từng cái chỉ điểm. Lúc trước tại hạ đã từng đi bái phỏng qua, nghe quân một lời. Coi là thật tự nhiên hiểu ra a. Long Giật Phi cười gật gật đầu, một mặt mỹ hảo nhớ lại bộ dáng. Lần này, Trác Phàm càng thêm kỳ quái, kinh ngạc nói, như thế giang hồ thuật sĩ, yêu ngôn hoặc chúng, còn cùng chư gia có lui tới, có lẽ một câu thì sẽ dao động nền tảng lập quốc. Dạng này người, hoàng đế còn có thể giữ lấy. Trác Phàm trong lòng minh bạch, loạn thế gia anh kiệt, thịnh thế sát thuật sĩ. Vốn là thiên hạ êm đẹp, quá bình an vững vàng, thế nhưng là ngươi tính toán mệnh thuận miệng nói thiên hạ đại loạn, ai muốn làm hoàng đế, còn không dẫn tới đế quốc chấn động. Cho nên mỗi lần dựa vào thuật sĩ miệng, kêu gào chính mình thiên mệnh sở quy khai quốc đế vương, đợi tập trung đầy người khí, thiên hạ vô cùng quyết tâm về sau, đầu tiên giết cũng là cái này thuật sĩ, lấy trừ hậu hoạn. Hắn cũng không muốn người khác lại dựa vào cái này lời đồn đại, đoạt hắn thiên hạ. Bởi vậy, Trác Phàm đối cái gọi là thiên mệnh chi ngôn, là tuyệt đối chẳng thèm ngó tới. Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc trước mỗi lần ở trước mặt hắn kêu gào cái gì thiên mệnh sở quy, đế vương chi mệnh, hắn cũng là cười một tiếng chi,
trong lòng thầm chửi một câu đần độn mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái này Vân gia chẳng những đem cái này đoán mệnh một đường phát dương quang đại, còn làm đến quyền uy bộ môn. Nhiều người như vậy, hoặc địch hoặc bạn thế lực toàn bộ đến nhà, cầu y hỏi thuốc. Rõ ràng phạm hoàng thất cấm kỵ, nhưng hoàng đế thế mà cũng không đem bọn hắn gạt bỏ, còn một mực dưỡng 1000 năm, cũng thật sự là quái dị. Nhìn lấy Trác Phàm cái kia một mặt vẻ không hiểu, các nhà trưởng sự người liếc nhìn nhau, đều là cười to lên. Ha ha ha, Trác quản gia ngươi có chỗ không biết, cái này Vân gia luôn luôn giữ mình trong sạch, cùng các nhà lui tới, đều là đãi khách, nhưng cũng không cùng các nhà thâm giao, càng sẽ không tham dự trong triều phân tranh, cho nên trung lập rất, ngàn năm qua chưa từng một vị gia chủ vượt qua lôi trì một bước, đây cũng là hoàng thất đối với hắn yên tâm nhất địa phương. Mà lại, Vân gia cùng khác giang hồ thuật sĩ khác biệt, mỗi đảm nhiệm tế tự đều tuân theo một câu tổ huấn, đại đạo ngàn vạn, thiên mệnh vô thường, thay đổi trong nháy mắt, nhân định thắng thiên. Khóe miệng hơi vểnh lên, Tạ Khiếu Phong thản nhiên nói. Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ, thưởng thức câu nói này, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, cái này không cùng không nói một dạng a, đến sau cùng còn phải nhìn chính mình. Không sai, cũng là như thế cái lý nhi, cho nên hắn nói chuyện, chỉ là chỉ đạo ngươi, cho ngươi chỉ con đường mà thôi. Còn đến tột cùng có thể thành công hay không, vẫn là nhìn chính mình, đây chính là Vân gia lớn nhất chỗ cao minh. Long Giật Phi cười lớn một tiếng, sờ sờ hai chòm râu, giải thích nói. Mí mắt hơi động một chút, Trác Phàm đột nhiên bật cười, ta lại cảm thấy, vị này cũng là cái đại hốt su. Bất quá có thể đem nhiều như vậy kiêu hùng lừa gạt ở, cũng coi như bản sự, ta còn thực sự đến đi gặp không thể. Nếu như không được, còn phải học hai chiêu, về sau dùng trên người các ngươi. Hắc hắc hắc, vậy thì tốt quá, nếu là ngươi chân năng học được, về sau chúng ta tìm ngươi chỉ điểm sai lầm, ha ha ha. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều là cười to lên. Trác Phàm trong tay cầm cái kia mảnh thiệp mời, hơi hơi run run, trong mắt lại là tinh quang phun trào. Tuy nhiên hắn trên miệng nói Vân gia là giang hồ thuật sĩ, nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng, liền hoàng đế cùng Gia Cát Trường Phong dạng này người khôn khéo đều thành tâm bái phục chỗ, làm sao có đơn giản như vậy. Hắn, còn thật phải đi tiếp kiến một chút không thể. Nghĩ tới đây, Trác Phàm liền vội gấp ôm một cái quyền, từ biệt mọi người, hướng tế tự phủ phương hướng bước đi. Bất quá một phút thời gian, hắn liền tới đến một cái cao lớn trước cửa phủ. Phía trên treo một khối mộc mạc tấm biển, viết đại tế ti phủ 4 chữ lớn. Chỉ bất quá, cùng tứ trụ thứ 3 thân phận so ra, cái viện này môn lại là quá keo kiệt một số. Nhìn tới, cái này Vân gia ngàn năm qua hưởng thụ cao vị, vẫn còn man thanh liêm. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm cất bước tiến lên, gõ gõ trên cửa vòng đồng, phát ra phanh 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 trọng hưởng. Chỉ chốc lát sau, nhưng nghe một tiếng cọt kẹt, nặng nề cánh cửa bị mở ra, một cái 8, 9 tuổi đồng tử đi ra cửa bên ngoài, nhìn Trác Phàm liếc một chút, hơi hơi khom người, cung kính nói, không biết tiên sinh người nào, tới đây vì chuyện gì. Ta chính là một nơi khác thương khách, nghe nói đại tế thì biết thiên mệnh, đoạn mệnh đồ, cho nên đặc biệt tới bái phỏng, lĩnh giáo 1-2. Trác Phàm nhìn cái này đồng tử, không biết chính mình thân phận, còn lễ độ như vậy, bất giác cũng là liền ôm quyền, muốn thăm dò một phen. Thế nhưng là cái kia đồng tử sau khi nghe xong, chút ít nhíu mày, tại đầu ngón tay bấm đốt ngón tay sau một lúc, lại là một mặt áy náy khom người nói, khách nhân thứ lỗi, nhà ta gia chủ cái này 3 ngày ở giữa đều có khách quý đến thăm, tha thứ không thể tiếp đãi. Không phải vậy ngài 3 ngày sau lại đến, ta cho ngài dự phòng cái danh vị. Bất giác mi đầu nhất động, Trác Phàm thật sâu nhìn cái này đồng tử liếc một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Vân gia quả nhiên bất phàm, ngồi ở vị trí cao còn như thế thân dân, liền tiểu hài tử đều như thế biết lễ, tối thiểu giáo dưỡng thả ở nơi đó. Cái này nếu là cho bọn hắn Lạc gia hộ vệ, một cái không liên quan kẻ xấu muốn gặp hắn Trác đại quản gia, sớm đã bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá cái này cũng thể hiện, Vân gia xem như một cái lấy đức phục người gia tộc, ngược lại coi là thật cùng thế tục thuật sĩ khác biệt. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ta không đùa ngươi, thực ta là được mời mà đến, đây là thiệp mời. Hung hăng xoa bóp cái kia đồng tử mập ục ục khuôn mặt nhỏ, Trác Phàm bất giác cười lớn một tiếng, đem thiệp mời lấy ra.
cái kia đồng tử nhìn thấy, bất giác trong mắt sáng lên, lần nữa khom người bái nói, nguyên lai là bệ hạ sắc phong thiên hạ đệ nhất đại quản gia, Trác tiên sinh đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nhà ta gia chủ đã đợi chờ đã lâu, xin mời đi theo ta đi. Nói, cái kia đồng tử liền phía trước dẫn đường, Trác Phàm cười nhạt theo sau lưng. Chỉ chốc lát sau, hai người xuyên qua từng đạo đình đài thủy tạ, liền ở một tòa kiến trúc cao lớn vật trước mặt dừng lại. Trác Phàm ngửa mặt lên trời xem xét, đủ có cao mấy chục trượng. Đây là chúng ta tế tự phủ quan tinh đầu, hiện tại gia chủ ngay tại một gian khác phòng tiếp khách, xin ngài chờ một chút một lát, ta đi thông báo. Cái kia đồng tử lần nữa khẽ khom người, cười nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, ngừng chân mà đứng, sau đó cái kia đồng tử liền rời đi. Một phút sau, Trác Phàm đứng ở chỗ này bốn phía xem chừng, buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên, lại là có từng tiếng phẫn nộ to tiếng giống ẩn ẩn truyền vào lỗ tai hắn. Khẽ chau mày, Trác Phàm thầm nghĩ, thanh âm này quen tai như thế. Sau đó theo thanh âm, liền vòng qua quan tinh đầu, đi vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền đi đến một gian hờ khép trước của phòng. Mà vừa mới cái kia đồng tử, thì quỳ sát tại trước phòng, cúi đầu, không dám lên tiếng. Nghĩ đến là sợ quấy rầy gia chủ cùng khách nhân trò chuyện, mới một mực chờ ở chỗ này đi. Trác tiên sinh, ngươi, cái kia đồng tử nhìn đến Trác Phàm đến, bất giác giật mình, nhỏ giọng kêu lên. Nhưng Trác Phàm lại là làm im lặng thủ thế, để hắn đừng nói chuyện, chính mình thì là tại cái đứa bé kia kinh dị ánh mắt bên trong, vụng trộm đi vào trước cửa, theo khe cửa vào trong nhìn qua. Hắn đổ là muốn nhìn, cái này Vân Huyền Cơ đến tột cùng tại tiếp khách là ai. Thế nhưng là không nhìn không biết, xem xét phía dưới, hắn cũng bất giác thấy cả kinh nhướng mày. Nguyên lai cái này trong phòng có ba người, chủ tọa phía trên, ngồi đấy một vị thương tóc trắng lão giả, tiên phong đạo cốt, khẽ nhắm hai con ngươi, sắc mặt bình tĩnh, hẳn là tứ trụ thứ ba, đại tế ti Vân Huyền Cơ. Mà đổi thành hai vị, Trác Phàm không thể quen thuộc hơn được, đúng là đế vương môn môn chủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng hắn đại quản gia, thần toán tử, lãnh vô thường. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nổi trận lôi đình, vỗ bàn hét lớn, đại tế ti, ngài luôn luôn thần đoạn thiên mệnh, theo không sai lầm. Nhưng lần này, tại sao lại kém đến như thế cách xa? Đúng vậy a, ta thần toán tử chỉ có thể coi là nhân tâm, lại tính không được thiên mệnh. Trên một điểm này, lão phu đối đại tế ti thế nhưng là kính nể đã đến. Lãnh vô thường nhỏ vừa chắp tay, thở dài, nhưng lần này, đại tế ti sai lầm lại làm cho lão phu lại khó mà gật bừa. 20 năm trước, chúng ta tới cầu xin này dậy, ngài nói ta trong môn đại công tử có đế vương chi tướng, có khai sáng việc quan trọng chi dấu hiệu. Nhưng là bây giờ lại. Chậm rãi gật đầu, Vân Huyền Cơ không có trợn mắt, chỉ là cảm thán nói, không sai. Quý môn đại công tử, thật là khó được địa long chi tướng, chỉ cần qua ba kiếp, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái nào ba kiếp, hung hăng khẽ cắn môi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên oán hận nói. Trầm ngâm một trận, Vân Huyền Cơ đạm mạc lên tiếng, cái này ba kiếp chính là thiên cơ, vốn không nên lộ ra. Bất quá người đã vong, đây cũng là không ngại. Này ba kiếp chính là thiên mệnh kiếp, cha con kiếp cùng tội kỳ kiếp. Như vậy Trác Phàm tại cái này cái nào một kiếp bên trong? Lãnh vô thường vội vàng hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Vân Huyền Cơ vẫn lạnh nhạt như cũ, tất cả đều không tại. Vậy ngươi còn nói nhi tử ta có ba kiếp, đây không phải đi ra đệ tứ kiếp A, hơn nữa còn là đòi mạng hắn kiếp số A. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giận hừ một tiếng, bạo hống nói. Thế nhưng là, cái kia Vân Huyền Cơ vẫn như cũ bình tĩnh, đạm mạc lên tiếng, thiên mệnh vô thường. Lại có quý thích có thể phân biệt. Nhân sinh đại đạo tam thiên, có thể đi mệnh đồ nhiều vô số kể, bất quá lệnh lang lần này chết thảm, lại là cái ngoài ý muốn, tránh thức ngoài ý muốn. Phốc, Trác Phàm kém chút từng ngụm nước cười phun ra ngoài, hắn hiện tại là càng ngày càng khẳng định, cái này nha Vân Huyền Cơ, cũng là một cái đại hốt su. Một cái đoán mệnh, lại còn nói Hoàng Phủ Thanh Thiên cao thủ như thế chết, là một cái ngoài ý muốn, cái này mẹ hắn đúng a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường cũng cùng nhau gương mặt co lại, không còn gì để nói. Ngoài ý muốn cái từ này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến theo Vân Huyền Cơ trong miệng nói ra tới. Trước kia, lão nhân này lại thế nào đều sẽ nói chút mệnh lý huyền nói,
một số cao lớn hơn đồ vật đến giải thích. Để bọn hắn nghe được, cũng là một trận tán thưởng có lý, bội phục cực kỳ. Thế nhưng là lần này, hắn mà ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, trực tiếp một cái ngoài ý muốn thì qua loa bọn họ. Hắn đây là, muốn nện chính mình đại tế tự phủ thẻ bài A. Gương mặt nhìn không được một trận mãnh liệt quất, Hoàng Phủ Thiên Nguyên song quyền nắm chặt, đều có một loại muốn xông lên đi đánh cho hắn một trận xúc động, gầm nhẹ nói, đại tế ti, người trước kia không phải thường nói, nhân sinh không ngoài suy đoán, thiên mệnh sớm đã bình tĩnh, hết thảy đều là định số. Mặc dù có sai lầm, cũng bất quá là chúng đích lối rẽ, chính mình ngộ nhập sao. Làm sao đến phiên ta thanh thiên, thì biến thành ngoài ý muốn. Đại đạo vô thường, thiên mệnh vận chuyển, thế gian vạn vật, đều là chạy không khỏi vận mệnh chi phối. Như là thiên địa bát môn, mở, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh hãi, chết, người học sinh môn tức sinh, nhập tử môn tức tử, nhập hưu môn thì trì trệ mê võng. Nhập cảnh môn thì tương lai tươi sáng, nhưng đại thể tại bát môn bên trong quanh quẩn, trốn không thoát vận mệnh lưu truyền. Vân Huyền Cơ hít sâu một hơi, nói một đống huyền diệu khó giải thích đồ vật về sau, nhưng lại ai thán một tiếng, nhíu mày, có điều, vạn vật trường tồn, đều có dị số, chung quy có người là không nhận thiên mệnh khống chế. Mí mắt nhìn không được hơi hơi lắc một cái, Hoàng Phủ Thiên Nguyên Thượng còn không rõ ràng cho lắm. Lãnh vô thường đã là nghe ra bên trong mùi vị thực sự, cả kinh nói, ngài là nói. Cái kia trác phàm không nhận thiên mệnh khống chế. Không khỏi sững sờ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía lãnh vô thường cái kia chấn kinh chi sắc, thật sâu nhíu mày. Hắn không hiểu vị này thần toán tử đến tột cùng đang nói cái gì, không nhận thiên mệnh khống chế, lại đại biểu cái gì. Bất quá, Vân Huyền Cơ đã là không cần phải nhiều lời nữa, lặng im lấy không nói lời nào. Thật lâu, mới thở dài một hơi, đạm mạc lên tiếng, lời nói đã đến nước này, lão phu không muốn nhiều lời, hai vị tự giải quyết cho tốt a, không tiễn. Lão già này, vậy mà đã là xuống tới lệnh đuổi khách. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác khí tức trì trệ, một cỗ ám hỏa bỗng nhiên theo đáy lòng phát lên, thì muốn xông qua đánh đập lão già này một trận. Không nói rõ gì trắng, liền muốn đuổi bọn hắn đi, bọn họ tới chỗ này ngốc nửa ngày. Thật không biết là làm gì đến. Nhưng là, còn không đợi hắn hành động, lãnh vô thường đã là vội vàng ngăn cản hắn, hướng về Vân Huyền Cơ nhỏ khẽ khom người, cung kính nói, đa tạ đại tế ti chỉ điểm, lãnh mỗ trong lòng không sai, như vậy cáo từ, ngày khác trở lại tiếp kiến. Ha ha, lãnh tiên sinh, ngươi không sai cái gì, lão phu nhưng mà cái gì đều nghe không hiểu a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lãnh vô thường khoát khoát tay, khuyên nhủ, môn chủ, đi thôi, đại tế ti đã vừa mới cho chúng ta sáng tỏ chỉ thị. Trác phàm người này là cái dị số, vốn không phải là địch không phải bạn, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Cái gì không có quan hệ, hắn không biết giết chúng ta bao nhiêu người, thù này ta đế vương môn làm sao có thể không báo. Hoàng Phủ Thiên Nguyên tròng mắt chừng một cái, quái dị xem lãnh vô thường liếc một chút, không rõ ràng cho lắm. Hôm nay cái này lãnh tiên sinh nói chuyện, làm sao cũng cùng lão đầu kia một dạng, quái dị như vậy. Lãnh vô thường bất đắc dĩ cười khổ, lôi kéo hắn đi ra ngoài, môn chủ, việc này chờ chúng ta trở về, tại hạ lại cho ngài cực kỳ phân tích một phen. CKIT, cánh cửa mở ra, lãnh vô thường bồi theo Hoàng Phủ Thiên Nguyên chính muốn đi ra ngoài, lại là đối diện đụng tới một mực tại bên ngoài nhìn trộm Trác Phàm. Không khỏi giật nảy cả mình, Trác Phàm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trùng hợp như vậy a? Ha ha ha, giống như các ngươi ở chỗ này thỉnh giáo như thế nào đối phó ta, ta cũng là đến để đại tế ti chỉ điểm một chút, làm sao hữu hiệu mau lẹ trừ rơi các ngươi. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm khiêu khích nói, chỉ là chúng ta đối phó lẫn nhau, đều đến hỏi thăm cùng là một người. Có phải hay không có chút kỳ quái? Hừ, vô chi tiểu nhi, tế tự phủ đặt chân thiên vũ ngàn năm, xưa nay không tham dự thế lực ở giữa tranh đấu, càng sẽ không vì một phương nào bày mưu tính kế. Chỉ là vì thiên hạ người chỉ điểm sai lầm, bài trừ mệnh đồ bên trong nghi hoặc mà thôi. Ánh mắt khẽ híp một cái, lãnh vô thường cười lạnh, lại nói, bây giờ tình thế người ta đều rõ ràng, Lạc gia tuy nhiên phát triển không ngừng, nhưng là nơi đầu sóng ngọn gió. Ngươi dám đụng đến chúng ta,
sẽ chỉ làm hai nhà lưỡng bại câu thương, ngoại nhân chiếm tiện nghi mà thôi. Tài trí như người ta người, cái kia sẽ không làm như thế không não sự tình đi. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm khẽ gật đầu, không sai, có điều. Người đã minh bạch điểm ấy, lúc đó vì sao sẽ còn tại hoàng ngoài cửa thành nhiều lần nhượng bộ. Thân thể chấn động mạnh một cái, Lãnh Vô Thường mí mắt khẽ run, song quyền chăm chú nắm lên. Lúc đó Trác Phàm đối với hắn bức bách, có thể nói là hắn trong cuộc đời sỉ nhục nhất thời khắc. Ha ha ha, Lãnh tiên sinh, tuy nhiên người biết rõ ta không sẽ động thủ, lại như cũ sợ hãi tại ta, nguyên nhân chỉ có một điểm. Không khỏi ta cười một tiếng, Trác Phàm chỉ chính mình trái tim vị trí, khinh miệt nói, người cùng ta kém chính là chỗ này, ngươi. Không có ta bá lực, cuối cùng chỉ là cái mưu sĩ, thành không đại sự, ha ha ha. Trong tai nghe lấy Trác Phàm quát kêu tiếng cười nhạo, Lãnh Vô Thường toàn thân nhìn không được run rẩy, hai mắt đỏ bừng, móng tay đều đập vào thịt bên trong. Cái này, rõ ràng cũng là Trác Phàm đối với hắn trần trụi làm nhục. Có điều hắn cũng không có cách, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lấy Trác Phàm thực lực bây giờ, bọn họ thế nhưng là không dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi, hắn là cái lấy đại cục làm trọng người, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, thì đi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Ngoài cửa một mực quỳ sát tên kia đồng tử, lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhiều năm ở tại tế tự trong phủ hắn, chứng kiến hết thảy đều là mọi người cung kính lễ độ một mặt, cho dù là ngụy quân tử, tại tế tự phủ cũng sẽ đem giả nhân giả nghĩa một mặt lộ ra. Cho nên cái này đồng tử có thể nói là dưới ánh mặt trời lớn lên thằng nhóc to xác, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì hắc ám. Nhưng là hôm nay, hắn lại là nhìn đến nhân tính bên trong tà ác nhất một mặt. Tuy nhiên Trác Phàm đối Lãnh Vô Thường trào phúng chỉ là giải rác mấy lời, nhưng là trong lời nói cái kia phách lối tà khí, vô tận sát ý, giống như vài phút muốn đem đối phương bức tử oán niệm, lại là mỗi một chữ đều tại rung động hài đồng này thuần khiết tâm linh. Để trong lòng của hắn, ngăn không được sợ sợ lên. Nguyên lai bên ngoài người, đều là tà ác như thế âm độc chi tâm a. Vân Huyền Cơ nhắm chặt hai mắt, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Lãnh Vô Thường thật sâu hô hấp hai lần, mới dần dần bình tĩnh lại sao động tâm linh, về sau không hề nói gì, lôi kéo phẫn nộ Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền đi ra ngoài, môn chủ, chúng ta đi. Nhìn lấy hai người dần dần đi xa bóng lưng, Trác Phàm lộ ra một bộ nụ cười đắc ý, ngược lại nhìn về phía bên cạnh đã đần độn tên kia đồng tử, vỗ nhẹ nhẹ đập cái kia thịt ục ục gương mặt, cười tà nói tiểu gia hỏa, nhìn đến a, những tên kia tại lão tử trước mặt biệt khuất dạng, ca ca đẹp trai đi. Đứa bé kia chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, lại là không nói gì. Trác quản gia, xin ngươi đừng dạy hư tộc ta đệ tử. Lúc này, cái kia đại tế thì cuối cùng mở ra hai con ngươi, một đôi như ngôi sao thâm thúy song đồng, thẳng tắp nhìn về phía đối diện Trác Phàm. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm bật cười lớn, lại xoa bóp đứa bé kia gương mặt về sau, cơm hộp tức đi vào. Bất quá trải qua qua vừa rồi quan sát, hắn đối vị này đại tế ti lại là không có cái gì kính ý có thể nói, cái này nha thì là lường gạt. Lại xem xét hắn bất quá thiên huyền đỉnh phong cảnh giới, thì càng không có hứng thú gì. Tùy ý ngồi tại một chương trên chỗ ngồi, có tiết tấu gõ bên cạnh bàn gỗ, Trác Phàm thản nhiên nói, không biết đại tế ti mời ta đến đây, vì chuyện gì. Thật sâu dò xét hắn nửa khắc đồng hồ, Vân Huyền Cơ nhẹ vịn râu dài. Khẽ gật đầu, quả thật cùng lão phu sở liệu đồng dạng, Trác quản gia thật người phi thường. Nói nhảm, lão tử nếu là thường nhân, há có thể đạt tới bây giờ địa vị, người như thế nào lại tự mình phát ra thiệp mời mời ta đến đây? Khinh thường lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm vỗ bàn một cái, đứng dậy, liền đi ra ngoài, nếu như ngươi không có cái gì trò mới có thể đem lão tử lừa gạt ở lời nói, vậy lão tử trước hết cáo từ. Còn vừa mới ngươi nói kia cái gì mệnh Lý Huyền nói? Xin lỗi, lão tử không tin, cũng nghe không hiểu, người cũng không cần lại trắng tốn nước bọt. Trác Phàm dửng dưng rời đi, trên mặt một trận cười lạnh. Vân Huyền Cơ cứ như vậy nhìn lấy, cũng không nói chuyện, nhưng là, ngay tại hắn sắp bước ra ngưỡng cửa này trước, Vân Huyền Cơ lại cuối cùng mở miệng, ngươi. Sớm nên chết. C-K-I-T-T-T. Trác Phàm thân thể không khỏi trì trệ, nâng lên muốn bước ra bàn chân kia. Cũng bỗng nhiên ngừng trên không trung, trong hai con ngươi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vân Huyền Cơ một câu,
để lòng hắn trong nháy mắt rung động. Không sai, hắn thật là đã sớm chết, mặc kệ là cái kia Lạc Gia Gia Nô Trác Phàm, vẫn là thánh vực ma hoàng Trác Nhất Phàm, hai người bọn họ đều sớm chắc là chết. Mà bây giờ Trác Phàm, là ma hoàng Trác Nhất Phàm tàn niệm, mượn Lạc Gia Gia Nô Trác Phàm thân thể linh hồn nặng sinh tồn ở. Hắn hiện tại đến tột cùng là Trác Phàm vẫn là Trác Nhất Phàm, sớm đã không có lớn như vậy phân giới. Hắn, là dùng cửu u bí lục bên trong bí pháp, đem hai người hợp thể mới sinh tồn ở. Thế nhưng là, đây là đáy lòng của hắn sâu nhất bí mật, lão đầu nhi này làm sao có thể liếc một chút xem thấu, chẳng lẽ nói. Cứng ngắc thân thể xoay đầu lại, Trác Phàm nhíu mày nghi hoặc nhìn qua, lại là nhìn không được tròng mắt co rụt lại. Chỉ thấy giờ này khắc này, lão đầu kia trong đôi mắt đã là đen kịt một màu, nhưng lại có từng điểm bạch quang tại lóe lên, giống như ngôi sao đầy trời giống như thâm thúy mà không thấy đáy. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, cái này Vân gia mỗi một thời đại gia chủ, thật sẽ mọc ra một đôi, xem thấu người vận mệnh song đồng. Cái này, đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày đi. Liền xem như thánh vực thánh giả, thậm chí là đế cấp cao thủ, cũng chưa chắc có thể luyện thì thần thông như thế đi. Mà lại, trên đời này thật có vận mệnh chúa tể sao? Trước kia, Trác Phàm là vạn vạn không tin, nhưng là hiện tại, Trác Phàm muốn không tin cũng không được. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy hắn, một mặt ngưng trọng nói, ngươi. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vân gia nhất tộc, lại là đến từ chỗ nào? Hắn tuyệt không tin. Phàm giai hội có như thế kỳ dị gia tộc tồn tại. Mẹ hắn, khẳng định là thánh tộc một mạch. Chân mày hơi nhíu lại, Vân Huyền Cơ nhìn lấy Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, Trác quản gia, lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Vân gia nhất tộc, từ xưa ẩn cư sơn lâm, không tốt đấu võ. Từ Thiên Vũ khai quốc hoàng đế cử binh, mới được thỉnh xuất sơn, cung phụng đến bây giờ. Ngươi hỏi chúng ta đến từ chỗ nào, lão phu chỉ có thể nói thẳng. Liền đến từ Thiên Vũ. Lần này, Trác Phàm kỳ quái hơn, cầm giữ có như thế kỳ dị năng lực gia tộc, thế mà xuất thân như thế phổ thông sao? Vẫn là nói, thời gian xa xưa, chính bọn hắn đều đã tương lai trải qua quên. Nghĩ tới đây, Trác Phàm quay người mỉm cười, sau đó rất không biết xấu hổ lại trở lại trên chỗ ngồi, ưỡn nghiêm mặt cười nói, Đại Tế Ti, vừa mới nhiều có đắc tội, ngài chớ trách, chúng ta vừa mới trò chuyện đến chỗ nào? Ai ra, ta rất lâu không có vui vẻ như vậy cùng người tán gẫu qua ngày, ha ha ha. Da mặt không khỏi run run, Vân Huyền Cơ nhịn không được bật cười ra tiếng, Trác quản gia quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, có được giãn được, vô sỉ bộ dáng, cũng rất có lão phu năm đó phong phạm a. Ách, Đại Tế Ti, ngài đây là nói móc ta, vẫn là tại tự diễu. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm lúng túng nói. Cười khoát khoát tay. Đại Tế Ti thở dài lên tiếng, người nào không có tuổi trẻ qua a, chỉ là đến từng này tuổi, vị trí này, muốn thì cùng trước kia khác biệt. Cho nên, lão phu mới muốn cùng Trác quản gia nói chuyện lâu một phen, vì thiên hạ tận phần sức mọn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.